Chương 1006, cứu túc nhất tiêu. Thời gian vài ngày, Diệp Phàm đã sắp xếp xong xuôi những việc có thể sắp xếp. Nhân viên công tác ở ban tổ chức cán bộ địa ủy dưới sự dẫn dắt của Thái Hồng Ngẫu tới huyện Ma Xuyên, tiến hành xong những việc kiểm tra đánh giá khiến Túc Nhất Tiêu cảm thấy kinh ngạc khi Diệp Phàm không ngờ lại nằm bên ngoài nhóm kiểm tra. Túc Nhất Tiêu ra sức hỏi thăm tình hình, kinh ngạc khi biết được đồng chí Diệp đến cục xây dựng địa khu đảm nhiệm chức cục trưởng. Chức chủ tịch huyện rất khả năng sẽ do Phương Hồng Quốc tiếp nhận. Liễu Nghi Phương vừa nghe, mặt lập tức xa sầm xuống. Bởi vì, trong lần kiểm tra đánh giá lần này không có phần của cô, chẳng phải nói là tất cả mọi người đều được điều chỉnh sao, chỉ mỗi cô phải ở lại chánh văn phòng huyện ủy. Người phụ nữ này dã tâm rất lớn, nhất thời nổi giận, ép buộc Túc Nhất Tiêu hành động, ít nhất cũng phải lấy được vị trí của Phương Hồng Quốc tới tay mới được. Túc Nhất Tiêu rơi vào đường cùng, hao hết khí lực, nhưng kết quả vẫn không thể khiến Liễu Nghi Phương vừa lòng, có được cơ hội thăng quan. Tối hôm sau, Liễu Nghi Phương cùng Túc Nhất Tiêu xảy ra trận ầm ĩ. Giữa trưa hôm sau, Diệp Phàm lái xe, xử lý xong chuyện phiền toái liên quan đến Trương Dụng Đất, sau đó từ Đức Bình về lại huyện Ma Xuyên, xe đến Lão Hổ Khẩu, Diệp Phàm thuận đường đi xem thoáng qua công trình ở Lão Hổ Khẩu, sau đó tiếp tục lên đường. Vừa mới chạy đến Lão Hổ Khẩu, thì lốp xe bị nổ, đành phải tự mình thay lốp xe. Mất một hồi mới thay xong lốp xe, tiện tay lấy ra một điếu thuốc, ngồi ở trước xe hút một cách nhàn nhã. Lúc này, xa xa bụi đất bay trắng một vùng, Diệp Phàm mắng thầm con đường xấu như vậy, không biết người nào đuôi mù lái xe như thế, muốn chết chắc, chạy như bay, mẹ nó, chán sống rồi có phải hay không, lúc đang muốn chặn xe lại tóm người xuống xe làm cho một trận thì khi đó đầu xe đâm thẳng xuống rãnh thoát nước, xe bị vùi xuống dưới, xem ra bị mình nói trúng rồi. Diệp Phàm khẩn trương chạy qua, đảo mắt nhìn vào qua bên, lập tức mắt trợn tròn, nói. Sao lại là cô? Nhìn liếc qua một chút, bên trong hiện ra một cô nàng tướng mạo khá quyến rũ. Chủ tịch huyện Diệp, mau, mau. Túc Nhất Tiêu xuống xe, lôi cô gái đó tới trước chiếc Hummer của Diệp Phàm. Không đợi Diệp Phàm lên tiếng, liền chui vào trong. Mau gì thế bí thư Túc? Diệp Phàm nhìn cô nàng liếc mắt một cái. Cảm giác có chút quen mắt, tuy nhiên nhớ không ra đã gặp qua ở chỗ nào rồi, hoặc chưa thấy qua cũng nên. Cầu xin anh, chủ tịch huyện Diệp, anh lái xe đi nhanh cho. Túc Nhất Tiêu thật sự đang gấp, trên mặt đầy mồ hôi. Bên cạnh, cô nàng kia cũng gấp đến vẻ mặt đỏ bừng, một đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Quái, lão Túc giống như đang bị người ta bắt gian ở trên giường vậy, chẳng lẽ là thật, không thể nào. Diệp Phàm giật mình. Âm thầm suy nghĩ, miệng cũng không vội vàng, cố ý nói. Bí thư Túc, rốt cuộc xảy ra chuyện động trời gì, giữa ban ngày chẳng lẽ gặp thổ phỉ cướp giữa đường, đừng sợ, tôi có luyện qua mấy đường, người bình thường tôi có thể đối phó. Lúc này, phía sau lại một vùng bụi đất nữa mịt mù tỏa ra, hình như có hai chiếc xe màu xanh lá giống như xe quân dụng, đằng đằng sát khí chạy như bay tới. Nói không chừng Túc Nhất Tiêu thật sự gặp phải rắc rối với người của quân đội. Xem ông ta gấp đến độ ra bộ dáng kia, cứ như đã chết mẹ vậy. Diệp Phàm, đương nhiên càng cần phải bình tĩnh hơn, tất nhiên là muốn xem cảnh lão kê bị xấu mặt. Người anh em, tôi gọi cậu là đại ca được không? Xin cậu lái xe đi nhanh, trước kia đều là do huynh đệ tôi không đúng, xin lỗi anh, về sau người anh em có việc gì cứ nói một tiếng, Túc Nhất Tiêu tôi nhất định đi xử lý liền, nhanh lên, nhanh lái xe đi đi. Túc Nhất Tiêu rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Liền cầu xin. Rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phàm vẫn thản nhiên hỏi, việc này, hắn đương nhiên không vội rồi. Được, nghe xong anh phải nhận lời lập tức lái xe đi liền. Túc Nhất Tiêu cắn răng, quyết định lật quân bài chưa lật. Nhìn Vương Mị liếc mắt một cái, nói. Cô ấy là em gái của Vương Hán, đám người truy đuổi phía sau là các đồng chí bên sư đoàn hai quân dã chiến ở Đức Bình. Trong đó còn có chồng mới cưới của Vương Mị tên Khương Lâm, là thiếu tá, tiểu đoàn trưởng quan dã chiến, vừa rồi chúng tôi hình như bị anh ta nhìn thấy, có lẽ chỉ là nghi ngờ. Cho nên, người anh em, tôi đã đem toàn bộ nói ra hết rồi, không sợ anh chê cười, kỳ thật, Vương Mị với tôi đã có quan hệ từ trước khi cô ta kết hôn lận. Ôi, cho xe chạy hay không tùy cậu, Túc Nhất Tiêu xem như gặp hạn rồi. Hóa ra là em gái của Vương Hán, tôi thấy trông có chút quen mặt. Nếu Túc Nhất Tiêu đã cúi đầu nhận sai, thế cũng đủ thảm rồi,
huống chi tôi cũng sắp phải rời khỏi Ma Xuyên rồi, một đám tâm phúc ở Ma Xuyên còn phải nhờ ông ta chiếu cố. Hơn nữa cậu của ông ta là Kiều Chí Hòa, kết giao với người như thế cũng không thiệt thòi. Về phần chuyện chơi bời với phụ nữ, đây là bệnh chung của đàn ông, không gì đáng ngạc nhiên. Có điều Vương Mị đã kết hôn với Túc Nhất Tiêu lại còn đi lại lung tung, thì có chút không hợp. Tuy nhiên Diệp Phàm nghĩ đến chuyện của mình khi ở Lâm Tuyền cùng Đinh Hương nên cũng thấy bình thường. Nói, không có việc gì Bí Thư Túc, chúng ta khởi hành. Diệp Phàm bước vào trong xe, nổ máy xe. Vừa mới chạy được mấy mét, phục một tiếng, Diệp Phàm thầm nhủ, không xong rồi. Miệng nói, ngại quá, lốp xe vừa mới thay không ngờ lại không có hơi. Túc Nhất Tiêu vừa nghe thấy, liền ôm chặt Vương Mị, tâm tư héo hon như cho tàn, mắt nhắm, cả người ngồi phịch xuống ở băng ghế sau, ôm đầu không biết làm gì, miệng lẩm bẩm nói. Tiêu rồi, tiêu rồi. Đừng nóng vội lão kê, tôi có biện pháp. Hai người ngồi xổm xuống dưới, cốp xe sau có chăn bông, lấy phủ lên trên, bình thường nhìn không thấy đâu. Diệp Phàm giải thích nói, trong lòng buồn cười, thầm nhủ, lão Túc, ông cũng có ngày hôm nay, vui sướng thật. Đàn bà là thứ gì, tự đào hố chôn mình. Diệp Phàm đưa tay ấn nút gì đó, biển số xe tử lập tức đổi thành tấm biển dài báo săn số 2, thầm nhủ ông đây dựa vào tấm biển số xe này kẻ nào dám đến điều tra, đúng là chán sống. Ngẫm nghĩ một chút, thấy tấm biển báo săn còn chưa oai lắm, lại ấn thêm một cái nữa, biển số lại đổi thành biển số xe của Triệu Bảo Cương cấp cho, của Ban Quân vụ Bộ Tổng Tham mưu Cavox. Sau đó xuống xe. Còn Túc Nhất Tiêu và Vương Mị đã ngồi xổm ở phía sau từ lâu, trên người có tấm chăn trùm lên. Diệp Phàm lại lên xe ngồi ở ghế lái, lấy ra một điếu xì gà ngồi hút, rất biết ra vẻ, cứ như không coi ai ra gì. Hai chiếc xe quân dụng đang lái đến gần, sau một tiếng thắng liền ngừng lại, người ngồi trên xe nhìn Diệp Phàm quát. Anh bạn, có thấy xe nào vượt qua phía trước không? Tôi không biết, vừa rồi xe tôi bị bể lốp. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vậy, có phát hiện ra ai chạy lên trên núi không? Anh bạn kia lại hô lên, mở cửa, 7-8 quân nhân đi tới. Không rõ lắm. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Tiểu đoàn trưởng, ngài xem ở bên trong. Một đại đội trưởng cấp thượng úy nhìn từ cửa kính xe hình như thấy được gì đó, do tấm chăn bông phía sau xe của Diệp Phàm nhú lên, bọn họ nhìn kỹ, hình như còn phập phồng lên xuống, trong lòng tất nhiên hoài nghi rồi. Đồng chí! Tôi là tiểu đoàn trưởng Khương Lâm, vừa rồi chúng tôi đang đuổi theo bắt giữ một gã tội phạm, xin đồng chí phối hợp. Khương Lâm ra hiệu cho hai binh lính bên cạnh. Hai binh lính đi về phía trước tính mở cửa xe, một anh thượng tá đứng bên trái thản nhiên nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Khoan đã, đồng chí tiểu đoàn trưởng, anh muốn làm gì? Diệp Phàm mặt trầm xuống, dùng giọng hằng học nói. Có chút chọc giận đến uy của các quan quân, vị thượng tá đi tới, hừ nói. Muốn làm gì, điều tra chứ làm gì, nếu không có gì thì thôi, nếu can đảm dám chứa chấp phạm nhân, vậy thì phải đến đơn vị dã chiến uống trà rồi, lên, lục soát cho tôi. Lục soát, trong xe tôi cất giấu cơ mật quân sự, có gan thì lục soát đi, đừng nói là ông, cho là sư đoàn trưởng của các người cũng không dám làm như vậy, hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm gã thượng tá. Mày, con mẹ nó, là cái thá gì? Dám ở trước mặt đoàn trưởng hạ chúng tao ồn ào. Chồng của Vương Mị, Khương Lâm phát đại hỏa, túm lấy đồng chí Diệp Phàm. Chậm đã Khương Lâm. Đoàn trưởng Hạ Thiên Dân trong giây lát quét nhìn qua bảng số xe dưới hai chân của Diệp Phàm, khẩn trương bảo Khương Lâm dừng tay. Chỉ vào biển số xe dưới chân Diệp Phàm, Khương Lâm vừa xem qua, ánh mắt quả nhiên trở nên rụt rè. Người anh em, tôi là đoàn trưởng Hạ Thiên Dân, cho hỏi sinh trưởng ở. Hạ Thiên Dân kiềm chế sự cao ngạo, thăm dò hỏi. Còn tưởng rằng Diệp Phàm là lái xe xếp lớn, muốn nhân cơ hội thân cận làm quen, để có chút cơ hội đến gần lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, từ biển số xe có thể thấy được, xe này khẳng định là do một vị thiếu tướng lãnh đạo nào đó của Bộ Tổng Tham mưu điều khiển, Hạ Thiên Dân kia trên trán bắt đầu toát mồ hôi. Thầm nhủ, may mà vừa rồi không lỗ máng, bằng không, phỏng chừng khi trở về sư trưởng tuyệt sẽ không tha cho mình. Đại bô lão của Bộ Tổng Tham mưu xuống, dã chiến nhị sư sao dám dây vào, hơn nữa, lai lịch còn chưa rõ. Hạ Thiên Dân cũng muốn dò xét từ Diệp Phàm, lãnh đạo của Bộ Tổng Tham mưu tới địa bàn của dã chiến nhị sư, không biết chính xác là vì chuyện gì mà tới,
nếu có thể thám thính ra một chút tin tức về báo lại cho sư trưởng nghe, thì có phải là đã có công lớn nhất rồi sao? Cái không nên hỏi thì cũng đừng hỏi, nghĩ rằng ngài là một thượng tá cấp đoàn trưởng, hẳn là phải biết cái gì gọi là cơ mật quân sự. Diệp Phàm kia mặt nghiêm lại, quát lên, nhìn đoàn trưởng Hạ liếc mắt một cái, cười nói. Vừa lúc, lốp xe của tôi không có hơi, ngài nghĩ cách giúp cho, tôi phải tranh thủ đi. Không phải là giả chứ đoàn trưởng. Lúc này, Khương Lâm có chút tâm không cam lòng, hừ nói. Đoàn trưởng Hạ vừa nghe, cũng có chút hoài nghi, ánh mắt luôn dừng lại trên biển số xe, nhìn qua nhìn lại, không giống biển số giả. Giả, ha ha, sư đoàn trưởng của các người tên gì, nói tên đi, xem ra phải mời ông ta đến đây kiểm tra thực hư mới được. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, quét qua Khương Lâm và Hạ Thiên Dân liếc mắt một cái, hai người đó lập tức co rút cổ lại, giống như có luồng gió độc thổi qua vậy. Cái này, Hạ Thiên Dân lùi bước, nhưng Khương Lâm có thân thích với anh ta, trong tâm thực tại có chút không cam lòng. Nên không tiện kêu Diệp Phàm lấy giấy chứng nhận ra. Túc Nhất Tiêu và Vương Mị trốn trong chăn bông tất nhiên là người chịu tội, thanh âm bên ngoài cũng nghe được một ít, khi có người đến gần cửa xe tính mở thì thằng nhãi này nghe tim đập thình thịch. Trong chăn bông đột nhiên bay ra một mùi khó ngửi, Túc Nhất Tiêu trong lòng tê dần, thầm nhủ, mình thật mất mặt, không ngờ lại tè ra quần. Tuy nhiên, khi Túc Nhất Tiêu giơ tay ra sờ thấy đáy quần của mình không ẩm ướt thì mới biết là của cô nhân tình Vương Mị. Mẹ nó, về sau bố mày có gan cũng nhất định sẽ không dám lén phén với vợ của quân dân. Túc Nhất Tiêu mắng thầm tận dưới đáy lòng. Chương 1007, hai bí thư tiễn Diệp Phàm đi nhậm chức. Trung đoàn trưởng Mai, tôi muốn gặp sư đoàn trưởng của các anh. Diệp Phàm lạnh như băng nói trong điện thoại, tất nhiên là gọi cho đoàn trưởng Mai Công Lược, nghe nói gã này không bao lâu đã thăng lên chức phó sư trưởng. Chủ tịch huyện Diệp, anh tìm sư đoàn trưởng chúng tôi xin hỏi có chuyện gì hay sao? Mai Công Lượng giật mình, không biết Diệp Phàm đang có chuyện gì. Ôi, phải nhờ đoàn trưởng thiết giải thích dùm một vài việc nhỏ, là cơ mật quân sự ấy mà. Xe tôi bị xì lốp ở núi Thiên Sa, vừa khéo gặp các đồng chí bên dã chiến nhị sư, trong đó có trung đoàn trưởng Hạ dẫn theo một đám người nhất quyết đòi kiểm tra xe của tôi. Nói cái gì bắt giữ phần tử phản nghịch, nói nếu không cho lục soát sẽ đập xe bắt người. Bản thân tôi tay trói gà không chặt nên đánh không lại bọn họ. Tuy nhiên, để chứng minh trong xe của tôi không có phần tử phản nghịch, vốn định sẽ cho bọn họ lục soát, nhưng chỉ sợ đến lúc đó đoàn trưởng thiết trách tội, nói cơ mật bên trong bị lộ, trách nhiệm này tôi không đủ sức gánh, hay là, mời sư trưởng của các anh đến làm nhân chứng cho việc kiểm tra này. Nếu không có việc gì tôi cũng dễ dàng tranh thủ thời gian lên đường. Đến lúc đó chuyện cơ mật thật sự bị tiết lộ thì cũng đã có sư trưởng chứng minh dùm, ha ha. Diệp Phàm tất nhiên là tùy cơ tìm lý do. Tuy nói xếp thiết đã được điều đến Bộ Công an, nhưng người khác sao biết được anh ta có kiêm luôn vai trò lãnh đạo báo săn hay không? Đừng nóng vội, ngài chuyển điện thoại cho trung đoàn trưởng Hạ, tôi nói với anh ta. Mai Công Lượng nói như hét với Hạ Thiên Dân. Khẩn trương sửa xe cho người ta, đồ bên trong anh cũng dám kiểm tra. Không muốn đầu nằm trên cổ có phải không, hừ. Trung đoàn trưởng Mai, ngài nói vậy có ý gì? Hạ Thiên Dân có chút tức giận, lần này nội bộ đang muốn để bạt ghế phó sư đoàn trưởng, Mai Công Lượng vừa khéo là đối thủ cạnh tranh của Hạ Thiên Dân, tất nhiên nghe vậy sẽ có chút tức giận. Trung đoàn trưởng Hạ, đừng hiểu lầm, tôi có ý tốt. Chiếc xe đó là xe của đoàn trưởng báo săn Thiết Chiêm Hùng điều khiển, anh muốn lục soát tôi cũng đã hết lời ngăn cản rồi. Sau này đừng nói bạn hữu tôi đây không đánh tiếng trước. Trung đoàn trưởng Mai lạnh giọng cười nói, trong lòng cảm thấy vui sướng, lúc này, sắc mặt của Hạ Thiên Dân, rất khó coi, tin rằng đại danh của Thiết Chiêm Hùng anh ta hẳn không xa lạ gì. Tôi biết rồi, sẽ lập tức sửa xe cho anh ta. Hạ Thiên Dân nhịn nhục khuất phục, bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, nếu Mai Công Lượng đã nói như thế, biển số xe kia 100% là thật rồi. Báo săn Thiết Chiêm Hùng nghe danh như sấm bên tai, không phải là đối tượng cho Hạ Thiên Dân gây sự. Đừng nói là họ Hạ, cho là quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ cũng phải nhường nhịn ba phần. Sửa xe, nhanh lên. Thái độ Hạ Thiên Dân có chút chuyển biến, tự mình chỉ huy người đến sửa xe. Hơn nữa còn tự tay đưa dụng cụ, tất nhiên là làm cho Diệp Phàm thấy thái độ của mình rồi. Tránh việc sau khi trở về hắn ở trước mặt Thiết Chiêm Hùng nói năng lung tung, thật thế thì cực kỳ đen đủi. Cơn giận của quân đoàn trưởng Cố Thiên Kỳ không phải là cái mà Hạ Thiên Dân có thể gánh nổi.
Sau khi sửa xong, Diệp Phàm bước vào xe, nói câu cảm ơn xong, cứ thế phóng xe chạy mất. Trung đoàn trưởng, sao có thể thả hắn đi như vậy được, tôi rất nghi ngờ. Khương Lâm không cam lòng, chu mồm thẻ lưỡi. Hoài nghi cái con khỉ, mày đi lục soát thử xem, không bị lôi ra bắn chết thì xem như tên nhóc như mày có bản lĩnh. Trung đoàn trưởng Hạ Thiên Dân phẫn nộ hừ thanh nói, không thể tưởng được cảnh vô duyên vô cớ lại đắc tội Thiết Chiêm Hùng, thế này thì trong lòng làm sao vui cho được. Khương Lâm nếu không phải là thân thích của mình, thì sớm đã đá cho một cước rồi. Rốt cuộc có lai lịch ra sao? Tiểu đoàn trưởng Khương trong lòng buồn bực. Ra đi đồng chí Nhất Tiêu, không sao rồi. Diệp Phàm nhịn cười, trêu chọc nói, nghĩ cặp nam nữ này lần này bị dọa đến xanh mặt, đáng đời. Đi rồi. Túc Nhất Tiêu từ trong chăn bông ló nữa đầu ra, hỏi. Đi rồi, an toàn rồi, không có việc gì nữa rồi. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, đột nhiên, một mùi quái dị từ người họ Túc xông vào mũi hắn. Trời ạ, không phải là Túc Nhất Tiêu sợ tới mức tè ra quần chứ, xui xẻo, bố mày trở về còn phải tẩy chăn bông, con mẹ nó, chuyện gì thế này? Xin lỗi người anh em. Túc Nhất Tiêu nghĩ tới chuyện xấu hổ nên rất ngượng ngùng, lại không thể nói đây là chuyện tốt do Vương Mị làm, đành phải chịu xui xẻo nhận mình làm. Không sao. Diệp Phàm cười nói, không có vẻ gì là trêu chọc. Hai người đi đâu, tôi đưa hai người đi. Về huyện, người SNSM, chuyện hôm nay ít nhiều làm phiền anh rồi. Ôi, về sau tôi gọi là anh Diệp, anh lợi hại thật đấy, Túc Nhất Tiêu tôi khâm phục. Túc Nhất Tiêu không giống nói láo chút nào, có chút khâm phục Diệp Phàm, không biết hắn dùng biện pháp gì lừa mấy người kia. Đừng thế chứ, tôi gọi anh là anh Tiêu mới đúng. Diệp Phàm cười nói. Bỏ đi, không cãi nữa, vậy tôi gọi cậu một tiếng chú em Diệp. Túc Nhất Tiêu cười nói. Răng rắc một tiếng, hai người đã mồi xong thuốc, hút khói bay mù mịt. Anh Tiêu, chuyện này là sao vậy, không phải bị người ta chơi xỏ chứ? Diệp Phàm dò hỏi vấn đề nói, nhưng thật ra cũng có chút hiếu kỳ. Không nói nữa, xui xẻo, ông em này, qua hai ngày là cậu phải đi rồi, tôi cũng không gạt cậu, đây đều là Liễu Mi Phương làm, hừ. Túc Nhất Tiêu hận tới mức ngứa cả răng. Nhưng anh Tiêu, về sau nên chú ý, tiểu đoàn trưởng kia không vừa đâu. Diệp Phàm quét xéo qua Vương Mị liếc mắt một cái. Vương Mị, từ nay về sau hai ta cắt đứt, đừng gây chuyện nữa. Chuyện hôm nay có thể chỉ là hoài nghi, do không có chứng cớ, sau này em cố sống cho tốt. Túc Nhất Tiêu có chút đau lòng, nhưng đã hạ quyết tâm. Ngày 16 tháng 1 năm 1998. Diệp Phàm rời khỏi huyện Ma Xuyên. Người tới tiễn khá đông, Túc Nhất Tiêu còn cho người bắn pháo hoa tiễn đưa. Đường phố hai bên có hơn vạn dân chúng ra đứng hai bên phất tay tiễn Diệp Phàm, coi như là được lòng dân khi đi, trong lòng Diệp Phàm có một chút chua xót. Nhóm Ngô Đồng tập hợp lại thành đoàn, nói là muốn tiễn đến Đức Bình, nhưng bị họ Diệp cự tuyệt. Trước mắt là thời kỳ nhạy cảm, tốt nhất là nên khiêm tốn. Tới địa khu, đầu tiên Diệp Phàm đến ban tổ chức cán bộ địa ủy báo danh, sau đó đến chỗ bí thư Trang báo cáo công tác. Chỗ ở sắp xếp xong chưa? Trang Thế Thành vỗ vỗ vai Diệp Phàm, thân thiết hỏi. Nghe nói cục xây dựng có ký túc xá, chuyện chỗ ở hẳn là không thành vấn đề. Diệp Phàm cười cười. Ừ, nhanh chóng ổn định đi, sắp đến Tết rồi. Ổn định chân đứng ở cục, tôi đặc biệt cấp cho cục xây dựng 1 triệu, đây là công văn phê duyệt, cậu kêu phòng tài vụ đến cục tài chính lĩnh. Trang Thế Thành cười nói. Cảm ơn bí thư Trang. Diệp Phàm rất cảm kích, đứng lên nói. Đây là ân sủng đặc biệt Trang Thế Thành dành cho. Tất cả cán bộ Đức Bình ngoại trừ mình ra, phỏng chừng không cán bộ nào có thể hưởng được đãi ngộ như vậy. Đi, vừa đúng lúc tôi đang rảnh, đi cùng tôi đến cục xây dựng đi. Trang Thế Thành vỗ vỗ vai Diệp Phàm, nhìn đồng hồ thấy gần 4 giờ rồi. Diệp Phàm tất nhiên là lòng đầy cảm kích, bên này phó bí thư phân công quản lý công tác đảng Tôn Quốc Đống cũng nói muốn đi xem. May mắn là Hạ Hải Vĩ không ở đây, bằng không, chắc chắn phải đi theo rồi. Ba chiếc xe chạy thẳng đến cục xây dựng của địa khu. Thủ phủ của địa ủy Đức Bình tuy nói vẫn chưa nâng cấp lên thành thành phố, nhưng nhân khẩu của thủ phủ thị xã Đức Bình ngược lại không ít, nghe nói có đến 500.000 nhân khẩu. Chia ra thành hai quận lớn là quận Đức Bình và quận Thông Đô, một ở phía Bắc, một ở phía Nam. Đương nhiên,
có một bộ phận nhân khẩu đến từ vùng ngoại thành. Cục xây dựng địa khu Đức Bình là cục lớn, có khá nhiều phòng ban, quản lý xây dựng đô thị Đức Bình, cục quản lý công viên, cục quản lý bất động sản, ba đơn vị sự nghiệp. Những đơn vị này tất cả đều là đơn vị cấp phó, xếp đứng đầu đều kiêm nhiệm phó cục trưởng cục xây dựng. Phòng công trình thị chính, phòng quản lý vệ sinh môi trường, viện thiết kế kiến trúc, phòng quản lý giải phóng mặt bằng, phòng quản lý hồ sơ xây dựng đô thị, phòng giám sát chất lượng xây dựng công trình, văn phòng quản lý giám sát an toàn xây dựng, phòng quản lý bảo dưỡng công trình địa khu Đức Bình, hơn 10 đơn vị sự nghiệp cấp phòng. Đương nhiên, những đơn vị này đều là đơn vị cấp trưởng phòng. Tuy nhiên, có vài sếp lớn của những đơn vị này cũng có cán bộ cấp cục phó. Ngoài ra, căn cứ quy định của thượng cấp, còn thiết lập văn phòng quản lý đấu thầu của cục xây dựng, trung tâm thẩm định hồ sơ xây dựng công trình Đức Bình. Lúc trước Diệp Phàm chỉ sơ sơ nhìn lướt qua đã cảm thấy quáng mắt. Bản thân cục xây dựng cũng rất phức tạp, không thua gì cơ cấu của huyện Ma Xuyên. Trụ sở làm việc của cục xây dựng ở trong quận Đức Bình là một tòa nhà 6 tầng có phong cách cổ xưa. Rất dài, phỏng chừng chiều dài gần 200 mét. Tuy nhiên, nhìn qua thấy khá cũ, nghe Tôn Quốc Đống giới thiệu xong mới biết được nó được xây dựng vào thập niên 70, đã trải qua gần 30 năm mưa gió. Diệp Phàm, việc tu sửa tòa lầu này toàn bộ dựa vào cậu, ha ha. Vừa xuống xe, Trang Thế Thành cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Diệp Phàm, thằng nhãi này trong lòng thầm nhủ, bí thư Trang bảo tôi đến cục xây dựng, chính là vì các cán bộ công nhân viên chức xây dựng tòa lầu mới, là chuyện gì thế? Ha ha, tòa lầu này, không có vài triệu sợ không làm được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Phỏng chừng phải 5-6 triệu, còn phải xem việc trang hoàng bên trong, cái này khó tính toán lắm. Tuy nhiên, tin tưởng rằng cục trưởng Diệp có thể trùng kiến được, ha ha. Tôn Quốc Đống như cáo già, cười tủm tỉm đi theo Trang Thế Thành đến công kích. Tôi sao có bản lĩnh, 5-6 triệu chứ không phải mấy đồng. Diệp Phàm thiếu chút nữa chán nản, thiếu chút nữa tỏ ra xem thường. Tiểu Diệp, đừng quá xem thường mình. Vài trăm triệu của công trình lớn như quốc lộ thiên tường cậu còn có thể xin được từ bộ giao thông, huống chi một tòa lầu thế này. Hơn nữa, cậu xem thành quan của thị trấn Ma Xuyên, sau khi kiến thiết lại toàn diện, đầu tư lên tới 450 triệu. Cho nên, phải tin tưởng chính mình, lãnh đạo địa ủy đều đang nhìn, chúng tôi tin tưởng cậu. Trang Thế Thành mỉm cười, trực tiếp ép đồng chí Tiểu Diệp vào chân tường. Thầm nghĩ, tên nhóc này, không bức như thế thì sao có thể làm ra thành tích. Quốc lộ thiên tường đang ở vào giai đoạn mở rộng toàn diện, nếu có thể từ chỗ Tề Trấn Đào kiếm chắc chút ít kiến thiết tòa đại lầu thì quá tốt. Khoảng thời gian trước, báo cáo của cục xây dựng gửi tới, nói tòa lầu quá cũ, rất nguy hiểm, nếu không xây dựng thì có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, Trang Thế Thành khi suy xét điều Diệp Phàm đi đã có hướng ngẫm tính điều đến đây. Có thể giải quyết 5-6 triệu. Đối với Đức Bình mà nói là đại công trình hạng nhất. Trang Thế Thành thậm chí còn suy nghĩ, con mẹ nó, vị cấp phó nào ở Đức Bình có bản lĩnh kiếm ra 5-6 triệu để xây dựng tòa lầu thật lớn, cái ghế cục trưởng cục xây dựng thuộc về người đó. Nghĩ như vậy, mắt bỗng sáng ngời lên, tất nhiên khi đó chú ý dồn cả lên Diệp Phàm. Vừa mới bước vào cửa, đã phát hiện người đứng đầy bên trong rồi. Vừa nhìn thấy Trang Thế Thành và Tôn Quốc Đống, hai đại lão quan trọng của Đức Bình, không khí bỗng ồn ào hẳn. Các cán bộ đứng ở hàng đầu, phỏng chừng là một vài quan cấp phó cục trưởng, liền chạy lên chào đón. Chương 1008, mấy phó cục trưởng. Bọn họ cũng thật sự không nghĩ tới, không ngờ Trang Thế Thành và Tôn Quốc Đống tự mình đưa Diệp Phàm đến nhậm chức, phân lượng cục trưởng của Diệp Phàm quả rất mạnh. Rất nhiều cặp mắt đều tập trung bắn về phía chàng thanh niên trẻ tuổi phía sau Trang Thế Thành. Các vị đại lão này vốn đã có chút chuẩn bị về tâm lý, nhưng cũng phải sửng sốt vài giây, thầm nhủ, con mẹ nó, quá trẻ tuổi, giống như học sinh cấp 3, cả đám người già toàn bộ trở thành lính dưới trướng hắn, hơn nữa, hình như rất được sủng ái. Một đám người vây lấy ba người Trang Thế Thành kéo nhau vào một căng tin cũ. Bàn ăn trong căng tin phỏng chừng là dành cho người nhậm chức lâm thời vào tẩy trần, có một cái ghế dài, hiện đã ngồi đầy người. Ghế chủ tịch bên trên đã bày dọn xong bàn ăn, bên trên còn có khăn trải bàn. Tiếng vỗ tay vang lên, ba người Diệp Phàm đi hướng về phía bàn dành cho chủ tịch. Sắp đến giờ dùng cơm rồi, không nên nói nhiều, tôi xin bày tỏ thái độ trước, hôm nay rảnh rỗi nên đưa đồng chí Diệp Phàm đến, hy vọng cán bộ công nhân viên chức toàn cục đoàn kết chặt chẽ,
làm tốt công tác kiến thiết, vì Đức Bình mà đóng góp thêm một viên gạch cho công tác kiến thiết. Có lẽ có đồng chí nhìn thấy đồng chí Diệp Phàm rất trẻ, cái tôi cần nói chính là, bởi vì đồng chí ấy rất trẻ, cho nên lần đề bạt này thật sự không dám vượt chế độ quá mức. Bằng không, đồng chí Diệp Phàm phỏng chừng sớm đã là bí thư huyện. Đồng chí ấy tuy trẻ tuổi nhưng năng lượng lại rất lớn, các đồng chí ở chung với hắn một thời gian thì sẽ có thể cảm nhận được. Quốc lộ Thiên Tường ở Đức Bình đang cho trải nhựa toàn diện, một con lộ đi qua ba tỉnh, tổng đầu tư công trình đạt tới mức 400 triệu do đồng chí Diệp Phàm một mình đơn thương độc mã chạy vạy khắp bộ giao thông kiếm về. Cho nên, các đồng chí có thể có được một vị cục trưởng như thế, đó là phúc khí của các đồng chí, ha ha, thôi, không nói nữa. Trang Thế Thành giọng điệu thân thiết, sau hai câu đơn giản ra hiệu cho Tôn Quốc Đống tuyên bố bổ nhiệm nhân sự. Cuối cùng đến phiên Diệp Phàm lên tiếng. Liếc qua một vòng, tâm trí Diệp Phàm hết sức vững vàng, bởi trường hợp thế này gặp nhiều rồi, chỉ khác nhau chỗ kỳ quái hay không thôi. Chào các đồng chí, tôi là Diệp Phàm, được điều tới từ huyện Ma Xuyên. Nói thật, tôi vẫn còn muốn được mặc chiếc áo bí thư huyện ủy vào người. Tuy nhiên, bí thư Trang với tư cách là lãnh đạo địa ủy đã điều tôi đến cục xây dựng, tôi là một đảng viên đương nhiên phải nghe đảng nói, cho nên tôi đã đến đây. Vừa rồi tôi cũng xem xét qua một lượt. Cục xây dựng rất lớn, văn phòng cơ quan và đơn vị hạ cấp cũng khá nhiều. Nói thật, lúc ấy tôi có liếc sơ qua văn kiện, thiếu chút nữa bị hôn mê rồi. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, một trận cười vang lên, tiếp theo là bồi thêm tiếng vỗ tay vang liên hồi. Hai tay Diệp Phàm ra hiệu cho mọi người, tiếng vỗ tay dừng lại, sau đó nói thêm. Vừa mới bước vào, thấy hiện tại cục xây dựng thật sự là đã rất cũ kỹ. Người ta nói trâu già kéo xe cả tàng. Tôi nghĩ làm sao mà kéo cho nổi. Cho nên, phải có chút thay đổi mới được, đây là hứa hẹn của tôi đối với mọi người. Không nói nữa, cứ thế đi. Diệp Phàm nói rất ngắn gọn nhưng cụ thể, lập tức tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên, lần này, kéo dài mãi không thôi. Buổi tối, mở tiệc đơn giản ngay tại canteen. Diệp Phàm cũng làm quen được vài nhân vật có phân lượng ở cục xây dựng ngay trên bàn tiệc. Trong số này rất có khả năng sẽ gặp phải những kẻ ngáng chân. Huyện cũng thế mà cục cũng như thế. Lão Trần, thật là buồn cười, lời trẻ con cũng dám nói thay đổi cục xây dựng, nói chúng tôi già rồi chứ gì, ý tứ không phải rất rõ ràng sao, hắn là thế hệ sau tiên tiến, già cỗi như chúng ta không còn được trọng dụng nữa rồi. Phó Cục trưởng Giang Trường Ba của cục xây dựng cùng Phó Cục trưởng Thường trực Trần Văn Khải đang ngồi trong một quán cơm, thuận miệng trò chuyện. Ha ha, thanh niên mà, đều rất sung sức. Khi chúng ta còn trẻ không phải đều thế sao, đều nghĩ mình có thể sẽ thay đổi được thế giới, kết quả thế nào, đều là thế giới thay đổi chúng ta. Thay đổi đến mức chính chúng ta còn không nhận ra chính mình. Ôi! Trần Văn Khải thở dài. Ngẩng đầu nhìn Giang Trường Ba đối diện liếc mắt một cái, nhưng, nói muốn thay đổi, có thể thay đổi được thì đương nhiên là chuyện tốt. Chẳng qua nói mạnh miệng thôi, đơn giản là muốn kiếm thanh danh thôi. Đó chỉ là lời nói cho lãnh đạo nghe thôi. Chẳng có gì lạ. Tuy nhiên Lão Trần, chuyện hôm nay có chút quỷ dị. Bí thư Trang và Phó Bí thư Tôn sao đến cả đây? Hình như đến bởi vì muốn làm lá bài chống đỡ. Giang Trường Ba nhìn Trần Văn Khải liếc mắt một cái, nói. Không chống đỡ có thể được sao? Trần Văn Khải lãnh đạm cười nói. Đúng, đúng, đúng đúng, ha ha ha. Giang Trường Ba liên thanh nói, sau khi phun ra xong, hai người lớn tiếng cười. Tuy nhiên, thanh âm có chút đè nén. Bí thư Trang và Phó Bí thư Tôn cùng trình diện, cho thấy bọn họ lo lắng. Xem ra, hai vị lãnh đạo cũng ý thức được, cục xây dựng là cánh rừng lớn, không phải là nơi có thể xưng vương dễ dàng được. Phỏng chừng tới uy hiếp một chút, nhưng quan huyện không bằng hiện quản, cưỡi con lừa xem bài hát, còn phải xem mặt sau. Nói ra cũng khó trách sự phẫn nộ của Trần Văn Khải và Giang Trường Ba, hai lão già vốn đã thương lượng xong xuôi. Lão Cục trưởng về hưu, Phó Cục trưởng Thường trực Trần Văn Khải sẽ tiếp nhận vị trí đó, Trần Văn Khải sau khi lên ngồi yên vị, sẽ đề cử Giang Trường Ba tiếp nhận vị trí của mình. Như vậy, cả hai đều có thu hoạch, ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Lãnh đạo chủ chốt của địa ủy phát sinh đại biến cố, Chủ tịch địa khu Vương bị bắt, Phó Chủ tịch địa khu Lôi Ảm Đạm lùi về tuyến 2, Phó Chủ tịch địa khu Cha cũng bị bỏ tù, đến chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lâm Minh Viễn cũng bị liên lụy. Bị điều đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh dưỡng lão. Thế cục địa khu quay ngược,
lập tức bị Trang Thế Thành nhân cơ hội nắm tất cả trong tay. Vào thời kỳ nhạy cảm này, Trang Thế Thành an bài cho chú chim non Diệp Phàm đến Kiến Thiết làm chiếc đòn chặn ngang, làm cho mộng đẹp của hai người tan thành mây khói, bị vậy không tức mới là lạ. Chỗ dựa vững chắc của hai người này tại địa khu giờ phút này cũng không dám lên tiếng, sợ bị rủi ro. Trong lúc đó, tại cục xây dựng bị hai người Kim Khải, Giang Trường Ba áp chế rất gắt gao. Khi lão cục trưởng phân công công tác, hai cô nàng cũng không kiếm chắc được chút lợi ích nào, ngược lại bị phân công quản lý các công việc mệt nhọc, lợi lộc không nhiều. Hai phó cục trưởng trong lòng tất nhiên oán giận, lần này cục trưởng chim non Diệp Phàm đến nhận chức càng khiến hai cô thấy được ánh dạng đông hy vọng. Đặc biệt nhìn Diệp Phàm tưởng là đồ ăn thơm béo bở, hai cô động tâm, quyết định thương lượng một chút, kết bè phái bắt cục trưởng Diệp, tranh thủ kiếm chút ích lợi. Phụ nữ mà, đương nhiên thích ăn mặc, mà muốn ăn mặc thì phải có tiền. Một bộ trang điểm tốt cũng mất mấy trăm đến một ngàn, đối với đồng lương một tháng gần 400 thì với hai nàng sao đủ tiêu pha. Còn như nói nếu được chút ích lợi, hai nàng cũng muốn dâng lên, tuy nhiên, bởi vì công tác mà các cô được phân công quản lý căn bản là không có gì ưu đãi để người ta dâng. Tỷ như Triệu Lôi được phân công quản lý bên vệ sinh môi trường, người ta có cảm giác hôi thối bỏi, chẳng lẽ kêu công nhân vệ sinh đưa tiền. Bản thân người ta ăn không đủ no thì lấy đâu ra tiền để cho với tặng. Chị Triệu, thấy cục trưởng Diệp mới thế nào? Lý Mỹ Mỹ vừa cắn hạt dưa vừa hỏi. Rất trẻ, phỏng chừng là nhỏ hơn phó cục trưởng Trần, có chút đáng tiếc. Triệu Lôi có chút thất vọng. Ừ, Trần Văn Khải và họ Giang thành bạn nối khố rồi, trước kia lão cục trưởng có lúc cũng bị bọn họ làm cho tức giận đến nghẹn lời, sau đó nghĩ lại thấy dù sao tuổi tác cũng cao, vài năm cũng phải về hưu, nên mặc kệ. Danh nghĩa là cục trưởng nhưng trên thực tế cục trưởng thật sự của cục xây dựng là Trần Văn Khải và Giang Trường Ba. Vương Toàn tuy nói cũng là lão thành ở trong cục nhưng Vương Toàn không có chỗ dựa vững chắc, ông ta sợ mông mình còn ngồi không yên trên ghế của mình nữa kìa, nên căn bản không dám gây sự với Trần Văn Khải và Giang Trường Ba. Khi họp hành ngẫu nhiên nói vài câu, bị Trần Văn Khải liên hợp đè cho nhụt chí, đàn ông như vậy không giống đàn ông. Lý Mỹ Mỹ mở miệng nói về phó cục trưởng Vương Toàn. Ừ, Chu Trường Phong nghe nói có chỗ dựa vững chắc, nhưng người quá non, không đến phần làm chủ, bị Trần Văn Khải và Giang Trường Ba hai con cáo giả liên hợp phản kích, cuối cùng cũng không chịu nổi. Hơn nữa trước kia lão cục trưởng lại mặc kệ mọi thứ, nên càng cổ vũ thêm thế khí cho Trần Văn Khải. Cục xây dựng gần như sắp sửa thành họ Trần và Giang. Chị em chúng ta sao tranh được với đám đàn ông thối tha ấy, tôi phỉ nhổ. Triệu Lôi càng nói càng hung hăng, một ngụm hạt dưa bay ra sàn nhà, còn chân Mỹ Mỹ hung hăng dẫm lên mấy cái, tất nhiên là xem xác hạt dưa là đám Trần Văn Khải rồi. Năm trước quy hoạch thành đông của quận Đức Bình, không biết Trần Văn Khải mò được bao nhiêu lợi lộc. Lão tạp mao, vơ vét cho đầy bồn đầy bát, sao không chết sớm đi con cháu nhà rùa. Lý Mỹ Mỹ chua ngoa mắng. Gã hói nửa đầu Giang Trường Ba cũng không sai biệt lắm, đồ mặt rỗ, túi tiền gã phỏng chừng cũng nhồi nhét đầy rồi. Nghe nói quốc lộ Thiên Tường sẽ đi qua hai thành nội, lần này hai con cáo giả lại được lợi. Thế đạo gì đây, chúng ta cũng là phó cục trưởng mà, sao không mò được chút gì vậy? Làm thì làm việc mệt nhọc nhất, phiền nhất, kết quả thế nào, cái gì cũng không. Chút tiền trong cục, phỏng chừng cuối năm có thể đến tiền lì xì cũng không có. Triệu Lôi không kìm nổi chửi. Còn muốn tiền lì xì, chị Triệu, đừng đỏ mắt ganh tị. Nghe nói lão cục trưởng rời chức nhưng vẫn còn nợ tiền cơm mấy chục ngàn kìa, cuối năm không trừ tiền lương của mọi người coi như là không tồi rồi. Lý Mỹ Mỹ hừ thanh nói. Trừ. Lão nương đập bàn cũng không cho bọn họ trừ. Nghe nói lão cục trưởng đến cục tài chính xin cấp tiền, nhưng kết quả là hai tay trống trơn trở về. Kiều Mộc Hưng ở cục tài chính sao thèm để ý tới một lão già hết hơi sắp về hưu. Hơn nữa, Đức Bình đích xác là nghèo len keng, cục trưởng Kiều của cục tài chính phỏng chừng gần đây đều tránh mặt. Nghe nói nhiều đơn vị đến đòi tiền để chi cho dịp Tết, cục trưởng Kiều ngơ ngẩn biến mất. Năm nay lại không có tiền lì xì. Cục trưởng Diệp mới tới biết được chắc tức đến buồn nôn quá. Triệu Lôi đột nhiên vui vẻ vì người khác gặp họa. Chương 1009, người đẹp muốn thăng quan. Tiền lì xì thì đừng mong, tiền sửa chữa lại tòa lầu cũ thôi vẫn còn đang nợ gần trăm ngàn. Phỏng chừng ngày mai cục trưởng Diệp vừa mới đặt đít ngồi xuống, phía sau người đòi tiền có thể đã xếp thành hàng dài đứng chờ rồi, chủ tử lầu, chủ thầu, đủ cả.
Lý Mỹ Mỹ cố nhịn cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng không có gì là ra vẻ vui vẻ vì người khác gặp họa. Quái, cục xây dựng của chúng ta là đơn vị lớn, phía dưới có vài đơn vị trực thuộc không phải rất có tiền sao? Ví dụ như cục quản lý công viên là một đơn vị có tiền, bọn họ không phải thu phí công viên sao, còn có cái sân chơi thu phí, nghe nói mỗi ngày tiền vé vào cửa thu cũng không ít. Triệu Lôi có chút kinh ngạc. Ha ha, cục quản lý công viên ở trong tay ai, cô không phải không biết. Lý Mỹ Mỹ cười nói. Ừ, cục quản lý công viên đều bị gã hói nửa đầu Giang Trường Ba khống chế, nghe nói phí quản lý cũng chưa nộp lên cho cục chúng ta, phí thu được toàn bộ chữ cho bản thân sống phóng túng. Năm ngoái, cục lâm viên không phải có tổ chức cho cán bộ công nhân viên chức đi Hải Nam du lịch sao? Người ở cơ quan quản lý như chúng ta chỉ phải đỏ mắt ganh tị. Triệu Lôi có chút tức giận, bất bình nói. Đỏ mắt thì đỏ mắt thôi, có cách gì nào? Giang Trường Ba người ta lợi hại, khi có ăn có uống đều kéo Trần Văn Khải vào. Chỉ nói chuyện năm trước đi Hải Nam chơi thôi, Trần Văn Khải cả nhà đều đi, chi phí cả nhà dùng chi phí công, còn có cả nhà của lão cục trưởng có thể hạ rớt lại sao? Lý Mỹ Mỹ sắc mặt cũng không hơn gì. Tiểu Diệp, trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai đi làm cậu phải chú ý tình hình một chút, xây dựng sửa chữa thành nội củ nát là công trình đặc biệt nặng nề của cục xây dựng các cậu. Hơn nữa, thời gian không thể kéo dài, tranh thủ trước cuối năm thăm dò xong tình huống thực tế, sang năm mới lập tức tổ chức cho nhân viên tiến hành quy hoạch toàn diện. Còn nữa, phải chú ý, cải tạo thành nội cũ không đơn giản chỉ là khu thành nội cũ, khi quy hoạch phải chú ý đến vận mệnh toàn thành để cùng phối hợp mới được. Bằng không, cải tạo thành nội cũ khi hoàn thành nhìn giống như hạc cách điệu giữa bầy gà thì không phụ họa cũng không được. Trang Thế Thành nắm tay Diệp Phàm nói, sau đó Trang Thế Thành bước vào trong xe. Đột nhiên còn nói thêm một câu. Tiểu Diệp, bí thư Thẩm Đạt Dân của thị xã La Châu sang năm sẽ về hưu, ha ha, cố làm cho tốt đi. Trang Thế Thành vừa nói dứt lời, ra hiệu cho tài xế lái xe đi rồi Diệp Phàm vẫn sững sờ đứng tại chỗ mấy phút, thiếu chút nữa đã kêu lên. Thầm nghĩ, lão Trang ơi lão Trang, hóa ra ông sớm đã dành sẵn chỗ cho kẻ thấp bé này. Cục xây dựng chỉ là nơi quá độ, để chúng ta hạ nhiệt, thị xã La Châu. Một địa phương tốt đấy, nơi giàu có nhất của Đức Bình, đến địa phương đó làm bí thư, lựa chọn không tồi. Nghe nói bí thư thị ủy thị xã La Châu có thể gia nhập thường vụ, nếu như thế đúng là sự thật thì không cần phải nói, tôi đây cũng sẽ có hy vọng nội trong vài năm ở Bắc Kinh sẽ tiến vào hàng ngũ phó giám đốc sở, miễn cưỡng thì cũng coi như đã bước vào hàng ngũ quan lớn. Thằng nhãi này hưng phấn khi chuông điện thoại vang. Cục trưởng Diệp, buổi tối người đẹp Trần Lôi có lời mời. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thái Hồng Ngẫu, câu cuối cùng còn bồi thêm. Ngoài ra, người đẹp Ôn Bảo Linh cũng có mặt. Vậy còn cô thì sao, cô em Thái xinh đẹp. Diệp Phàm biến giọng, cười gượng. Thối tha, không đứng đắn. Thái Hồng Ngẫu mặt đỏ lên mắng. Cô không đi tôi cũng không đi. Diệp Phàm cười nói. Ai nói tôi không đi, hừ, lập tức, câu lạc bộ giải trí Phong Diệp, phòng số 3. Nếu không đến Trần Lôi sẽ không buông tha ngài đâu. Thái Hồng Ngẫu mặt đỏ hồng treo điện thoại, bên tai còn nghe được câu cuối cùng là tuân mệnh. Đi chơi cũng tốt, thủ phủ Đức Bình, tuy nói đã đến đây không ít lần nhưng vẫn rất xa lạ, thuận đường đi tìm hiểu tình hình của cục xây dựng luôn, trước sờ được đáy, tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, phỏng chừng ngoài vài lão giả của cục xây dựng kia ra còn có mấy bà chị cũng khó đối phó. Diệp Phàm thì thào tự nói một mình. Lái xe lượn một vòng, mới chạy hướng về câu lạc bộ giải trí Phong Diệp. Vào phòng riêng số 3, thấy ba cô nàng ngồi chờ, ngoài ra không còn ai. Diệp Phàm thấy trong lòng nhộn nhạo, nhưng vẫn tự hào. Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng kiều diễm ngày đó khi cùng ba em ở Khang Kiều biệt viện, lúc ở trong suối nước nóng tắm. Chị Ôn Bảo Linh dịu dàng phóng khoáng. Trần Lôi là con gái rượu nên hơi có vẻ ngượng ngùng. Thái Hồng Ngẫu ra vẻ dã thả. Nhưng kỳ thực rất dịu dàng. Cục trưởng Diệp, gặp anh một chút so với gặp chủ tịch tỉnh còn khó gấp mấy lần. Trần Lôi lên tiếng đầu tiên, quyến rũ liếc mắt một cái, hừ thanh nói. Đó là, không nhìn thấy người ta còn là phó tổng chỉ huy gì đó, đến phó bí thư hạ ở địa ủy của chúng ta, cục trưởng Trương ở cục công an, cục trưởng Ngô cục giao thông đều là cấp dưới của hắn. Người ta nói, ở trong bộ chỉ huy, cục trưởng Diệp của chúng ta cùng bí thư Trang là xếp đồng cấp. Khó trách. Thái Hồng Ngẫu nói nghe như sấm bên tai.
Đừng nói cục trưởng Diệp như vậy, kỳ thật, cục trưởng Diệp bề bộn nhiều việc, vai mang đến mấy chức quan, không nhìn thấy huyện Ma Xuyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ Đức Bình của chúng ta thôi, cũng không được chia một chút gì, quan tốt như vậy thật đúng là thời bây giờ hiện tại không còn nhiều nữa. Ôn Bảo Linh thật hiểu ý người, nhẹ nhàng rót cho Diệp Phàm một ly hồng rượu. Chị Linh, chúng ta uống rượu, không chấp nhặt hai cô bé này kiến thức nông cạn. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, cầm lấy chén rượu chạm ly cùng Ôn Bảo Linh. Ôi, tiếng chị Linh kêu nghe mà làm cho người ta buồn nôn, phía sau có phải gọi người ta là Tiểu Linh Nhi hay không? Thái Hồng ngẫu cười không ngừng. Thế, có phải chuẩn bị gọi em Phàm hay là em Tiểu Phàm hay không, khanh khách? Trần Lôi cùng Thái Hồng ngẫu liên kết trêu chọc Ôn Bảo Linh. Hai con bé quỷ quái, dám chê cười chị Linh, tôi xé miệng các cô ra. Ôn Bảo Linh không tha, chạy theo lôi kéo. Diệp Phàm, mau lên đây, cứu người. Thái Hồng ngẫu thở hổn hển, nhảy tới nhảy lui ở trong phòng riêng, Trần Lôi quyết kéo Diệp Phàm qua đó, ba nữ vây quanh Diệp Phàm lôi lôi kéo kéo. Đồng chí Tiểu Diệp đúng thảm, thân thể ba cô kia dán chặt vào hắn tạo thành một vòng vây, va chạm, mùi hương cơ thể khiến hắn ngất ngây. Giơ tay ra đỡ không ngờ liền đụng phải mông của một trong ba, đỡ thêm lần nữa, lại không cẩn thận chạm phải ngực. Hồng ngẫu, để Diệp Phàm cùng chị Ôn nhảy một bản đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, uống chén rượu. Trần Lôi kêu, ra hiệu xong hai cô cười bỏ chạy, ánh đèn trên sàn nhảy lập tức mở xuống. Trong làn điệu du dương Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay ra, Ôn Bảo Linh cười khanh khách, hai người nhẹ nhàng dán dính vào nhau nhảy một bản. Vừa mới xoay ba vòng, không biết ai làm chuyện xấu, đã tắt hết đèn đi. Diệp Phàm cũng không buông tay mà ôm càng chặt, tay Diệp Phàm nhẹ nhàng di chuyển xuống phần mông của Ôn Bảo Linh. Bảo Linh cũng không phản ứng gì, cứ thế khiến tay hắn càng bấu chặt hơn. Trong cảnh tối đen như mực Diệp Phàm nghe thấy mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Bảo Linh. Trong phút chốc thấy thân thể Ôn Bảo Linh đột nhiên cứng lại, tất nhiên, cả hai vẫn dính chặt vào nhau. Ngay vào thời điểm Diệp Phàm cảm giác đã thỏa mãn muốn thả ra thì một hơi thở truyền đến, một đôi môi ấm áp, mềm mại đặt vào môi hắn. Diệp Phàm cảm thấy hạnh phúc tràn ngập lan tỏa toàn thân, môi tìm thấy môi, hai người lập tức hôn nhau quên cả trời đất. Tuy nhiên, không dám hôn lâu vì sợ đèn đột nhiên sáng trở lại. Hồng ngẫu, tình hình của cục xây dựng cô biết gì, có thể nói ra không? Tôi hiện tại như người mù sờ tượng, không tìm được cửa ra. Diệp Phàm nói, không rõ tình hình cụ thể, nhưng, nghe nói do cục quá lớn nên tình hình cũng khá phức tạp. Trước kia, nghe nói tất cả đều do Phó Cục trưởng Thường trực Trần Văn Khải ngầm chủ trì, lão cục trưởng sắp về hưu, cho nên, căn bản là mặc kệ mọi sự. Thái Hồng ngẫu nói, hình như vẫn còn hai nữ đồng chí Phó Cục trưởng. Diệp Phàm hỏi, một người tên là Triệu Lôi, hơn 30 tuổi, là quả phụ, ông xã là Trịnh Thương Minh mất năm ngoái. Bố chồng là Trịnh Vu Thụ, là phó chủ tịch của mặt trận Tổ quốc địa khu Đức Bình. Tuy nhiên, Trịnh Vu Thụ cũng sắp về hưu, nên cũng mặc kệ chuyện chủ tịch phải lo ở mặt trận Tổ quốc, cho nên, Trần Lôi cũng không có quyền lực gì với các quan cấp phó bên trong, hơn nữa, làm toàn những việc mệt nhọc, không kiếm chắc được gì. Thái Hồng ngẫu nói, Cục trưởng Diệp, nếu anh thật sự muốn biết chuyện của Cục xây dựng thì hỏi chị Ôn, chị có thể cung cấp cho ngài một vài tin tức bên lề. Trần Lôi đột nhiên nói, nhưng phải hầu hạ chị ấy thoải mái mới được, ha ha. Con bé quỷ quái, tự đi mà hầu hạ, nhưng xem ra cô lại sắp kết hôn, phỏng chừng hắn không dám động vào. Ôn Bảo Linh ăn miếng trả miếng, cười nói. Tôi đương nhiên không dám, cho nên thôi, chị Ôn vẫn thích hợp hơn, ai kêu cô đến bây giờ vẫn còn không chịu tìm người, hừ hừ. Trần Lôi nhân cơ hội nhét thêm vài câu, Ôn Bảo Linh kia mặt có chút đỏ. Chị Ôn, chị thực sự có tin tức thì nói nghe xem sao. Diệp Phàm thấy có hứng thú, chuyển đề tài điểm chú ý tới cục xây dựng. Tôi thật ra không rõ lắm, em họ tôi là Chu Trường Phong, nó có khả năng biết đôi chút. Hay tôi gọi nó tới, giới thiệu cho anh làm quen, thấy thế nào? Ôn Bảo Linh mỉm cười nói. Phó cục trưởng Chu, hóa ra là em họ chị, Bảo Linh chị giấu cũng kỳ ghê hen. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Nhanh lên, mời anh ta đến đi, nhưng không biết Phó Cục trưởng Chu có đồng ý đến hay không, ha ha. Anh ta khẳng định sẽ đến, nói thật với anh, em họ tôi năm ngoái vừa mới đến Cục xây dựng, xếp hạng chót ở trong số các vị Phó Cục trưởng,
so với hai phụ nữ kia còn không bằng. Lúc nào cũng bị người ta bố trí, đôi khi tính tình không được tốt, cả cục chỉ có mình nó chống lại phó cục trưởng Trần. Cho nên, chịu tức khí cũng đặc biệt nhiều, có khi bị tức khí về nhà còn quẳng chén đĩa cũng không chừng, cô dì có khi còn tức giận đến rơi lệ. Nếu anh đã đến cục xây dựng, về sau, em họ tôi phải dựa vào anh dẫn dắt. Ôn Bảo Linh mặt nghiêm túc nói. Trần Lôi, chuyện của cô phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Đến lúc đó khi kết hôn kính tôi mấy chén là được. Diệp Phàm cười gượng nói. Anh có nói qua rồi, cảm ơn, Diệp Phàm, không, bạn học cũ, tôi. Tôi kính anh ba chén. Trần Lôi rõ ràng có chút kích động. Từ khi chủ nhiệm văn phòng ủy ban nhân dân địa khu Khâu Mậu Thủy bị chủ tịch địa khu Vương liên lụy đến rất đài, cô vẫn ra sức để có được vị trí đó. Biết Diệp Phàm và Trang Thế Thành có quan hệ tốt, Diệp Phàm đã nói như vậy, có nghĩa Trang Thế Thành đã có suy xét đến. Ha ha, là tôi kính cô, tôi một ly, cô ba ly, muốn tôi uống ba ly cũng được, cô chín ly. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, chọc ghẹo bạn học Trần Lôi. Thái Hồng Ngẫu và Ôn Bảo Linh đều không lên tiếng, đứng một bên nhướn mày nháy mắt, đương nhiên là xem náo nhiệt, có thể khiến Trần Lôi say hình như các cô cũng rất hưng phấn. Chương 1010, Phó Cục trưởng Chu áp sát. Sao các cô không giúp? Trần Lôi liếc mắt nhìn hai chị em bất lương một cái, hừ nói. Giúp thế nào, đây là cô phải thành tâm cảm tạ Diệp Phàm, người ta không bảo cô lấy thân báo đáp coi như là không tồi rồi, chỉ vài chén rượu. Có chị em chúng tôi ở đó, chẳng lẽ Diệp Phàm còn có thể ăn thịt cô sao, ha ha. Thái Hồng Ngẫu sắc mặt ửng đỏ, cười không ngừng. Được, Hồng Ngẫu, nhớ kỹ lời hôm nay nói, về sau cô sẽ phải khóc. Trần Lôi cắn răng một cái, bưng ly rượu lên uống. Trần Lôi bởi vì đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm ở văn phòng ủy ban nhân dân địa khu, cho nên, chuyện tiếp đãi là công việc của cô, vì thế nên tử lượng cũng không nhỏ. Một chai hồng rượu cho xuống bụng. Mặt hồng như quả dâu tây, có chút loạng choạng ngồi xuống sofa. Diệp Phàm, cho Trần Lôi mượn bờ vai một chút đi. Thái Hồng Ngẫu không khỏi phân trần, đỡ Trần Lôi tới cạnh Diệp Phàm, thân hình cô loạng choạng, dựa sát vào người Diệp Phàm. Thấy Thái Hồng Ngẫu bỏ tay ra, Diệp Phàm đành phải giơ tay ra đỡ cô. Ha ha, Trần Lôi, sắc mặt cô so với tân nương không khác nhau bao nhiêu. Diệp Phàm cười nói, ra hiệu cho Ôn Bảo Linh trợ giúp. Nhưng Ôn Bảo Linh không thấy, Diệp Phàm đành phải ôm Trần Lôi vào người. Không lâu sau, Chu Trường Phong tới, có người ngoài đến Thái Hồng Ngẫu liền khẩn trương kéo Trần Lôi vào người mình. Cục trưởng Diệp, xin chào. Chu Trường Phong cười đưa tay ra bắt. Em họ, Cục trưởng Diệp là người thành tín. Chỉ quen biết lúc ở Mặc Hương chỗ Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương, anh ta rất chiếu cố công ty Thiên Lạc. Sau khi đến Đức Bình, đã dành cho công ty Thiên Lạc của chúng ta một công trình trị giá hơn 20 triệu. Đừng tưởng rằng Cục trưởng Diệp có nhận chút lộc từ công ty Thiên Lạc chúng ta, thật ra thì cái gì cũng không lấy, hắn là một lãnh đạo chính trực. Hiện giờ là lãnh đạo của em họ, về sau em nên phối hợp nhiều hơn với Cục trưởng Diệp khi khai triển công tác. Bằng không, chị sẽ tìm em họ tính sổ đấy. Ôn Bảo Linh lên tiếng đầu tiên, vừa nói vừa mỉm cười, nhưng nói rất đứng đắn, không giống đang nói giỡn. Tôi cũng không nghĩ tới rằng anh là em họ của Tổng Giám Đốc Ôn, ngồi đi. Diệp Phàm thân thiết cười nói, có thể tìm được một đồng minh để tâm tình thật không tồi. Cảm ơn, đại danh của Cục trưởng Diệp nghe như sấm bên tai, quốc lộ thiên tường, một công trình lớn mà chúng tôi đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe nói Cục trưởng Diệp còn được đích thân Phó Thủ tướng Yến tiếp đón, họ Chu tôi khâm phục vô cùng. Chu Trường Phong hơi câu nệ, nhìn chị họ liếc mắt một cái, cười nói. Chị họ, em nào dám không nghe lời của chị, bằng không, mũ quan của em bay đi mất biết đến chỗ nào để nhặt lại. Phó Thủ tướng Yến, đến Thái Hồng Ngẫu có chút giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Phàm giống như có được chứng thật tốt vậy. Trần Lôi say là ngà giờ cũng tỉnh táo hơn, một đôi mắt nhìn khắp trên người Diệp Phàm, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, lúc ấy Phó Thủ tướng Yến Vân chủ yếu muốn nghe tôi trình bày cái nhìn của mình về quốc lộ thiên tường. Cho nên đến cùng lãnh đạo của Bộ Giao thông. Đều là vì công tác cả, không thể nói là tự mình tới tiếp kiến. Diệp Phàm miêu tả sơ lược, tuy vô cùng khiêm tốn. Nhưng những người trong phòng riêng này đâu phải là đầu đất, ai nghe cũng hiểu. Ôi, thật sự rất hâm mộ, đừng nói là Phó Thủ tướng,
chỉ phó chủ tịch tỉnh thôi, đến hiện tại tôi cũng chưa được bắt tay của bọn họ nữa là. Bạn học cũ, anh bạn thật sự đáng để kiêu ngạo, anh cũng là thanh niên ưu tú thế kỷ đáng kiêu ngạo của khóa học của chúng ta, hoàn toàn xứng đáng là trưởng lớp, Thái Hồng Ngẫu tôi rất ít khi khâm phục ai đó, lần này, thật khâm phục. Thái Hồng Ngẫu không hề keo kiệt, khích lệ nói. Hồng Ngẫu, tự phạt ba chén, câu cô vừa nói sai rồi. Diệp Phàm âm trầm sâm cười nói. Không đúng, lời tôi nói chính xác đó chứ, nói không ra cái sai nên anh bị phạt ngược lại, uống 6 chén, hừ hừ. Thái Hồng Ngẫu nhất thời có chút đắc ý, bắt được lỗi của Diệp Phàm trong lời nói, nên cắn chặt không buông. Nếu nói ra thì sao? Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Thái Hồng Ngẫu tôi uống 6 chén. Thái Hồng Ngẫu tâm tư thay đổi rất nhanh, thấy mình tuyệt đối sẽ thắng chắc. Tất cả mọi người sẽ là nhân chứng, được, Hồng Ngẫu, ngẫm lại xem ngày đó khi ở Bát Bảo Các gần trường đảng cô nhìn thấy ai. Hình như có bắt tay nữa, đừng chơi xấu là được. Gian kế của Diệp Phàm đã thực hiện được, tay rót sẵn 6 chén hồng rượu, nhìn chằm chằm Thái Hồng Ngẫu. Hồng Ngẫu, rốt cuộc chuyện có thật hay không, vị quan lớn nào ở tỉnh bắt tay với cô thế? Ánh mắt của Trần Lôi mù mờ hỏi. Ôn Bảo Linh và Chu Trường Phong đương nhiên cũng dựng hai lỗ tai lên nghe, vì có liên quan đến quan lớn ở tỉnh nên tất cả mọi người đều có hứng thú. Hừ, chú tể của Tiểu Diệp Tử, tôi uống. Thái Hồng Ngẫu cảm thấy có chút mất mặt, có chút dỗi cầm lấy chén rượu đưa lên miệng uống. Đem tên của Diệp Phàm kêu như kêu thái giám, Tiểu Diệp Tử. Chú tể của Diệp Phàm là ai? Trần Lôi nếu đang tỉnh táo thì sẽ không hỏi như vậy, hôm nay vui quá nên hơi quá chén. Cho nên, mới để lộ rõ ra bản tính kỳ quặc của phụ nữ. Họ Tề, lại là phó chủ tịch tỉnh, Trần Lôi, cô say quá rồi có phải không, tự mình đoán đi. Thái Hồng Ngẫu tức giận hừ nói, cao nhau một tiếng sau đó uống hết một ly hồng rượu. Trong lòng Chu Trường Phong tất nhiên đang so đo, họ Tề, lại là phó chủ tịch tỉnh, ngoại trừ Tề Trấn Đào ra thì còn có ai. Khó trách, nghe nói trong bộ chỉ huy họ Diệp rất được sủng ái, thì ra là thế. Không thể tưởng được Diệp Phàm còn có điểm chống mạnh như vậy, Tề Trấn Đào hiện tại là phó bí thư tỉnh ủy, đại lão thứ tư của tỉnh Nam Phúc. Kỳ thật, đây cũng là ý đồ của Diệp Phàm, cố ý làm như thế nên muốn mượn miệng của Thái Hồng Ngẫu tiết lộ ra thông tin về cây cao bóng cả sau lưng mình, để dễ dàng hàng phục Chu Trường Phong. Nếu không lộ ra một chút như thế thì sao có thể khiến cho Chu Trường Phong phục tùng? Nếu đêm nay có thể lôi kéo được phó cục trưởng cục xây dựng Chu Trường Phong, thì không phải ngày mai mình sẽ có một đồng minh đầu tiên ở trong cục sao, cũng có thể nói là đã kết được bè cánh. Ha ha, trưởng ban Thái, tôi mời anh uống 3 chén, xếp Diệp, 3 chén này tôi kính anh uống 1 ly là được. Chu Trường Phong tuy nói tuổi tác không phải là lớn lắm, nhưng xử sự khá quyết đoán, trong phút chốc đã hòa nhập vào. Thế này sao được, như vậy đi, tôi cũng uống 3 chén, chúng ta cùng uống. Có thể quen biết đồng chí Chu Trường Phong tôi rất vui. Diệp Phàm tùy hứng quơ gậy nói. Cục trưởng Diệp, em họ tôi giao cho anh. Nghe nói tổ phân công quản lý công tác trưng đất giải phóng mặt bằng gần đây thiếu người. Ôn Bảo Linh gợi chuyện nói, sau khi nói xong còn nhìn em họ Chu Trường Phong liếc mắt một cái. Diệp Phàm kia nghe sao không rõ ý tứ của cô được, đơn giản là muốn Diệp Phàm đưa Chu Trường Phong kéo vào trong tổ chỉ huy của mình, chia chút lợi lộc. Cũng không phải có ý nói Chu Trường Phong cứng nhắc muốn mò vớt chút lợi lộc, chủ yếu là có thể gia nhập vào tổ công tác, một thứ tượng trưng cho thân phận. Về sau khi quốc lộ thiên tường hoàn công, tổ công tác giải tán, nhưng là một trong những thành viên trong đó, có phải trong hồ sơ cũng được ghi tạc công lao hay không, đồng chí nào từng tham gia qua công trình xây dựng quốc lộ thiên tường, công trình trọng điểm của Bộ Giao thông và tỉnh, đại loại như thế. Chu Trường Phong bước vào cục xây dựng nhưng vẫn xếp hạng lót đáy. Không kiếm chắc được thứ gì tốt, công tác tạo được thành tích sớm đã bị Phó Cục trưởng Trần và Phó Cục trưởng Giang và vài lão già chiếm lấy cả, nào đến được tay của Chu Trường Phong. Cho nên, muốn mò chút thành tích vẫn là chuyện rất khó. Một cơ hội như thế này, Chu Trường Phong đương nhiên sớm dựng hai lỗ tai lên nghe, mắt sáng long lanh, và không còn tâm trí nhìn Diệp Phàm. Ha ha, cái này, ngày hoàn công của quốc lộ thiên tường còn xa, ít nhất còn gần một năm thời gian, đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến. Diệp Phàm nói rất mơ hồ, nhưng lộ ra một chút tin tức, có nghĩa nếu Chu Trường Phong anh muốn vào tổ công tác, thì phải xem thái độ thế nào mới được. Bằng không,
Mặc dù là quan hệ giữa tôi và Ôn Bảo Linh rất tốt, nhưng cũng không có khả năng vì vậy mà kéo anh vào. Sếp Diệp, không phải nói nhiều, về sau Chu Trường Phong tôi sẽ đi theo sếp Diệp lăn lộn. Sếp Diệp chỉ bên đông tôi tuyệt không đi bên tây. Đừng thấy Chu Trường Phong không đến 30 tuổi, chỉ mới 28 tuổi. Nhưng da mặt anh ta tuyệt không mỏng, trực tiếp tỏ thái độ ngay. Đương nhiên, anh ta cũng hiểu được, cơ hội mà lần này chị họ đưa đến rất khó khi nào được, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác nữa. Diệp Phàm nếu gọi Tề Chấn Đào là chú Tề, lại có quan hệ khá tốt với Trang Thế Thành, hôm nay đến cả phó bí thư địa ủy Tôn Quốc Đống, đại lão của Đức Bình cũng tự mình đưa hắn đến cục xây dựng nhậm chức, cho thấy năng lượng của hắn rất lớn. Bản thân mình một tiểu phó cục trưởng cấp cục phó thì mặt mũi có là gì? Hơn nữa, ở trong mắt của Chu Trường Phong, phỏng chừng cho rằng Diệp Phàm cùng chị họ Ôn Bảo Linh có mối quan hệ nhất định không chỉ nhìn đơn giản như ở mặt ngoài đã thấy. Dựa vào cái gì để Diệp Phàm không mò chút lợi lộc cho mình mà lại giúp chị họ, phương diện này, khẳng định có ẩn ý bên trong. Giữa nam và nữ, khó nói lắm. Chu Trường Phong sớm đã đưa Diệp Phàm xếp vào hàng ngũ có quan hệ thân mật cùng chị họ Ôn Bảo Linh từ lâu. Nếu nói hai người chỉ là bằng hữu, hẳn là không có khả năng. Chủ yếu là do chị họ Ôn Bảo Linh lớn tuổi hơn, đã 29 mà vẫn chưa lập gia đình, Diệp Phàm khẳng định sẽ không cưới cô. Khi không thể cưới thì chị họ đành phải sống theo kiểu thân mật mà thôi. Đối với việc chị họ đi theo Diệp Phàm như thế, Chu Trường Phong tuy nói trong lòng có chút khó chịu, nhưng chỉ trong nháy mắt cũng thấy bình thường trở lại, chị họ lựa chọn ra sao thì đó là chuyện của chị, chính mình cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa, bản thân mình có thể đạt được ích lợi lớn từ bên trong thì cớ sao lại không làm. Ha ha ha, ông em, đừng nói như vậy, chúng ta cạn ly. Làm tốt công tác của cục xây dựng là được. Diệp Phàm sang sảng mỉm cười, loảng xoảng một tiếng cạn luôn ba ly Chu Trường Phong. Sếp Diệp, ngày mai đi làm phải chú ý Trần Văn Khải và Giang Trường Ba. Chu Trường Phong để biểu lộ tâm ý, nên mở lời nhắc nhở. Hai người bọn họ chẳng lẽ có chuyện gì? Diệp Phàm cố ý vờ vịt. Đó là hai con cáo già, công tác trong cục trên cơ bản đều do bọn họ thâu tóm. Năm trước lão cục trưởng Vương vừa lúc đến thời điểm sắp về hưu, thấy không đấu lại hai con hồ ly bọn họ, nên mặc kệ. Có lẽ bọn họ cấu kết với lão cục trưởng, cho nên, trong cục mọi sự việc đều do bọn họ một sáng một tối cầm giữ. Chu Trường Phong nói, phó cục trưởng thường trực Trần Văn Khải ở ngoài sáng, Giang Trường Ba ở trong tối có phải hay không? Tuy nhiên, còn có một lão cục trưởng Vương Toàn, hơn nữa, còn có thêm hai nữ đồng chí, thêm anh nữa. 4-5 người mà lại không qua hai người bọn họ. Diệp Phàm hỏi, cảm thấy vài người bọn họ phỏng chừng không đồng lòng nhau thì phải, bằng không, sao lại như thế? Ôi, đàn bà có ý tưởng của đàn bà, cục trưởng Vương Toàn tuy nói là đại lão của cục xây dựng. Nhưng, người này làm việc đặc biệt cẩn thận, không nắm 100% thì sẽ không tỏ thái độ gì. Nếu xếp Diệp tranh thủ ông ta, thật ra rất khó giải quyết. Hơn nữa, thành viên tổ đảng ở cục chúng ta chỉ có vài người, ngoại trừ 6-7 người ra, còn có đội trưởng Trịnh Minh của đội giám sát đô thị cũng là thành viên tổ đảng ở cục. Chương 1011, Bí thư tỉnh ủy bị lừa. Người này là chủ quản chỉ đạo công tác quản lý xây dựng đô thị, giám sát công tác các huyện thành thị, khu của thủ phủ Đức Bình, hỗ trợ cục xây dựng nắm bắt công tác quản lý vệ sinh môi trường bảo đảm bộ mặt thành phố, thủ phủ Đức Bình. Người cuối cùng là Trương Húc Minh bên Cục Tổng Công Trình, cũng là thành viên tổ đảng, được phân công quản lý phòng kiến trúc cục, phòng quản lý công trình, phân công quản lý trạm quản lý chất lượng công trình xây dựng đô thị, trạm an toàn, trạm giá xây dựng, trung tâm đấu thầu, hiệp trợ giải quyết công tác nợ công trình và tiền lương, thanh nợ, quản lý công tác toàn bộ chất lượng an toàn thành thị, hiệp trợ địa phương xây dựng đội thi công, công tác kế hoạch hóa gia đình. Nơi tốt nhất đương nhiên bị Trịnh Văn Khải và Giang Trường Ba khống chế. Chu Trường Phong kể lại tỉ mỉ cho Diệp Phàm hết thảy, khi Chu Trường Phong nói ra hết thì bản thân anh ta cũng có chút mơ hồ, mối quan hệ trong cục giữa các vị loạn vô cùng. Có những chuyện cũng chỉ có thể đoán mò, không có cách chứng thật. Trường Phong, dây thừng có rối mấy thì cũng có đầu mối, chỉ cần tìm được giao điểm, kéo tơ lột kén, thì sẽ có biện pháp làm rõ hết thảy. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt thoải mái. Nhưng, tâm tình của Chu Trường Phong đâu có tốt như vậy, tuy nói đã biết Diệp Phàm có chỗ dựa vững chắc, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, không thể kêu phó bí thư tỉnh ủy Tề Chấn Đào tự mình đến cục xây dựng giải quyết,
làm vậy khác nào dùng đại pháo đánh muỗi. Cho nên, những mối quan hệ này, chỉ có thể mượn dùng cho việc thăng quan hay xử lý đại sự, bình thường vẫn phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, Chu Trường Phong cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ phụ họa gật gật đầu. Lúc này, điện thoại vang lên. Diệp Phàm, anh nói không giữ lời, hừ. Bên trong truyền đến giọng nói của Quách Thu Thiên có chút phẫn nộ. Có ý gì đây Quách đại tiểu thư, tôi không chọc giận cô, sao lại nói tôi không giữ lời? Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, hỏi, giọng nói từ trong điện thoại truyền đến cảm nhận rõ Quách Thu Thiên thật sự nổi giận. Hừ, con giả ngu, tôi ghét nhất loại ngụy quân tử. Quách Thu Thiên hừ giọng. Cô giải thích đi chứ, tôi thật không biết cô đang nói cái gì. Còn ví von với ngụy quân tử nữa. Diệp Phàm cũng có chút tức giận, lớn giọng nói. Còn không phải, anh lừa đại bá của tôi, hu hu. Quách Thu Thiên khóc, cứ như rất thật vậy. Được rồi, đừng khóc, giải thích cho tôi xem nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi thật sự càng ngày càng bị mơ hồ, đừng khóc, phụ nữ mà khóc sẽ nhanh già rồi thì sẽ không có đàn ông theo. Diệp Phàm khẩn trương dỗ dành nói, thầm nhủ, phụ nữ đều thế, rất dễ dỗ dành. Ai cần anh thích, đồ vờ vịt. Quách Thu Thiên vẫn tiếp tục khóc. Chị Thu Thiên của tôi ơi, cô dù sao cũng phải cho tôi hiểu là chuyện gì chứ. Vô duyên vô cớ chụp mũ nói lừa gạt bác cả của cô, tôi nào dám, tôi còn cần cái mũ quan trên đầu mình mà. Diệp Phàm khẩn trương kêu oan nói. Hừ, bác cả là để anh kêu sao, đồ vô sỉ. Quách Thu Thiên khóc thút thít hừ thanh nói. Người ta kêu bác cả cũng bị phản đối, cô ăn ghen sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Nói mau, chuyện gì? Diệp Phàm thực sự có chút nóng nảy, không còn kiên nhẫn nói. Phỏng chừng do Quách Phác Dương tự mình không tiện ra mặt, nên bảo Quách Thu Thiên tới hỏi tội, nếu thực sự mang tội danh lừa gạt với Quách Phác Dương, phỏng chừng đã không yên thân ở Nam Phúc rồi. Anh tôi là Quách Chân Kỳ, anh nói anh thiết nào đó sẽ nói giúp anh ấy, thăng lên làm phó đoàn trưởng trung tá tam đoàn. Hừ, sói mắt trắng, mất công bác cả tôi biện hộ, kết quả, có mũ quan rồi thì qua cầu rút ván, không phải là người, hừ. Quách Thu Thiên rốt cục lộ chân tướng. Liên tục mắng Diệp Phàm. Sao lại thế này, tôi có nghe anh Thiết nói đã ổn định xong rồi. Sao lại thay đổi, vậy anh trai cô hiện tại? Diệp Phàm dùng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, chuyện đó hắn đích xác có nghe nói đã đâu ra đó rồi, sao lại có thay đổi? Cái này, có lẽ có chút trở ngại, bởi vì ngày đó sau khi gặp Quách Phác Dương xong Diệp Phàm đã vì anh ta mà nói chuyện với Thiết Thác, mịt mờ đưa đẩy chuyện của Quách Chân Kỳ. Không thể tưởng được Quách Phác Dương nghe xong đúng là đã để bụng, đề cử Thiết Thác đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, hơn nữa Thiết Chiêm Hùng cũng gửi gắm, Thiết Thác do án của Đức Bình mà thanh danh đại chấn, đã nhiều ủy ban kỷ luật trung ương Phượng Bảo Sơn mới ngồi lên cái ghế này. Cái này, giống như một giao dịch, bộ đội báo săn thần bí, Quách Phác Dương mặc dù là bí thư tỉnh, xem ra cũng không ổn. Phải biết rằng chức trung tá phó đoàn trưởng của báo săn là chiếc ghế khó tranh thủ. Hơn nữa Quách Chân Kỳ chăm chăm để ý, nên thích báo săn. Cho nên, Quách Phác Dương mới có thể coi trọng như thế, dùng một vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh đổi vị trí trung tá phó đoàn trưởng báo săn, đương nhiên là thiệt thòi quá. Không thể tưởng bị lỗ vốn không ngờ còn bị bại lộ, kết quả là dùng giỏ trúc múc nước, công dã tràng, việc này huyên náo khá lớn, ấn tượng về Diệp Phàm ở trong lòng Quách Phác Dương rơi xuống nghìn trượng. Hiện tại, vẫn chỉ là một trưởng phòng nhỏ của phòng tình báo, cấp bậc thiếu tá. Hơn nữa, nghe nói đến vị trí này cũng không bảo đảm, nói là báo săn đề bạt cấp sư đoàn, phải chỉnh đốn một lần nữa. Quách Thu Thiên tức giận hừ nói. Vậy cái ghế phó trung đoàn trưởng của tam đoàn bị ai cướp đi rồi? Diệp Phàm có chút nổi giận, lớn tiếng hỏi. Cố Vĩ Hùng của Cố gia ở Bắc Kinh, bọn họ thế mạnh, nhà chúng tôi làm không lại, hừ, sớm biết rằng gặp phải thứ tình huống này. Anh cũng không cần thiết lấy lời nói ra lừa người khác, mất công tôi khi trước lúc học chung giúp anh nhiều như vậy, ở Ma Xuyên, bác cả còn giúp anh ký tên, lòng lang dạ sói, heo chó không bằng. Quách Thu Thiên lại mắng. Đừng nóng vội, tôi thực sự không hiểu được việc này cớ sự như thế nào. Như vậy đi, cô cho tôi vài ngày thời gian, bảo đảm anh trai cô sẽ ngồi lên cái ghế đó, không phải trung tá phó trung đoàn trưởng sao. Việc này tôi thực sự không lừa cô, tôi đi dò hỏi trước. Diệp Phàm nói, tôi sẽ tin tưởng anh thêm một lần, Diệp Phàm, nếu anh còn dám lừa tôi,
tôi sẽ cho anh chết rất đẹp đấy, tôi muốn cho Hồng Ngẫu, Trần Lôi bọn họ biết anh là kẻ lừa đảo, gạt người, lừa tình, lừa chức quan, lừa tiền, cái gì cũng lừa, lừa siêu cấp, hừ. Quách Thu Thiên treo điện thoại. Diệp Phàm bị cô ta nói đến mồ hôi chảy ròng ròng, thầm nhủ, bố mày còn chưa lừa mày lên giường, sao lại nói bố mày như thế? Diệp Phàm trực tiếp về nhà khách, bởi vì hôm nay vội vàng đi nhậm chức, còn chưa hỏi chỗ ăn ở, nên quyết định ở tạm tại nhà khách Đức Bình. Chuyện của Trương Cường, Quách Chân Kỳ rốt cuộc sao lại thế này, trước khi đi tôi không phải đã dặn dò kỹ lắm rồi sao? Diệp Phàm giọng điệu rất nặng, trước mắt Trương Cường là một trong những người phụ trách báo săn, cũng là cấp bậc phó sư. Ôi, anh Diệp, còn chút chuyện chưa kịp nói với anh. Tôi cũng từng nhắc qua việc này, nhưng trước mắt báo săn là rắn mất đầu, tổng bộ tạm định do phó sư trưởng Mã Thượng Chí chủ trì. Ngoại trừ ông ta ra còn có ba phó sư đoàn trưởng khác, tôi cũng là một trong số đó. Khi thảo luận việc an bài nhân sự, phó sư trưởng Mã và phó sư trưởng Lưu Hạo Nguyệt đều đồng ý cho Cố Vĩ Hùng của Cố gia đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng của nhị đoàn báo săn. Ngoài ra còn có một phó sư trưởng Khương Yến là phụ nữ, cô ta không tỏ thái độ. Cho nên, chỉ có một mình tôi nên độc mộc khó chống đỡ. Trương Cường thở dài, tỏ ra rất ngượng ngùng. Bỏ đi, bên trong còn có thể sắp xếp thêm một vị trí trung tá cấp phó đoàn hay không? Diệp Phàm hỏi. Đã hết rồi, một cây cải củ một cái hố, toàn bộ đã nhét đầy hết rồi. Hơn nữa, lần này sau khi báo săn được đề tăng lên cấp sư đoàn, đội viên chính thức đã gia tăng lên hơn 50 người, nhưng vị trí quan quân lại không tăng thêm. Mật ít ruồi nhiều. Quốc gia chúng ta có đến mấy triệu quân đội, người muốn làm quan khá nhiều. Hơn nữa, bởi vì báo săn khá đặc thù, cho nên, tất cả đều có người cấp trên chào hỏi. Chỉ có tôi một phó sư đoàn trưởng nhỏ nhoi, một tháng qua, chỉ điện thoại của những lãi già bên quân ủy thôi cũng đã có đến mấy chục cuộc. Lúc ấy người bất đồng với tôi Cố Vĩ Hùng đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng tam đoàn, lão già Cố Thiên Long kia mặt dạn mày dày, thiếu chút nữa muốn nuốt sống tôi. Cưỡng bức, dụ dỗ chiêu nào cũng dùng đến, sau thấy thái độ tôi kiên quyết, không ngờ lại chuyển sang liên hợp với lão già Tào Mộng Đức bên bộ tổng chính trị ra sức áp chế. Tôi lại không dám nói việc này là do anh giao phó, nếu dám nói ra tin tưởng rằng phó trung đoàn trưởng Mã cũng không dám hé răng. Cuối cùng, tôi thấy cá nhân tôi có cố chống cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ cuối cùng đến công tác của một phụ nữ là phó sư trưởng Khương Yến cũng thuyết phục, cuối cùng, tôi chỉ một mình nên từ bỏ, còn lại toàn bộ thông qua. Không có biện pháp, quân đội mà, so với quan trường chính phủ sạch sẽ không đến nơi đến chốn. Chỉ tôi, ở chỗ báo săn cuồn cuộn còn được, thật sự đến được đại quân giới, tôi cũng chỉ là một côn trùng tép diêu bị người ta ức hiếp. Đáng tiếc anh Diệp, anh không chịu đến báo săn. Bằng không, vị trí sư đoàn trưởng kia chắc chắn thuộc về anh. Ai còn dám đứng trước mặt bố vung tay múa chân, xui xẻo, những lão già này. Trương Cường mắng liên hồi, cuối cùng cũng coi như là xả được cơn tức. Hừ, Cố Thiên Long và Tào Mộng Đức, một là tư lệnh quân khu viên Liêu Thẩm, một là chủ nhiệm tổng cục chính trị, đều là ủy viên quân ủy, khó trách Quách Đại Xuyên đường đường là phó tư lệnh viên hải quân và bí thư tỉnh ủy Quách Phác Dương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Quách gia, so với hai nhà bọn họ, bất luận nhà nào cũng mạnh hơn Quách gia một chút. Bỏ đi, không nói nữa, việc này chưa xong đâu, tôi lập tức tìm thủ trưởng Trấn. Khốn thật, bố mày tốt xấu gì cũng là phó soái thứ 8 tổ nòng cốt, một phó đoàn trưởng mà lại không làm chủ được, còn muốn bước phó soái, đến khoe khoang cái gì. Diệp Phàm nổi giận đùng đùng treo điện thoại, Trương Cường tất nhiên cũng mồ hôi nhỏ giọt. Thằng nhãi này lẩm bẩm nói. Có trò hay xem rồi, thủ trưởng Trấn rất có uy. Cố Thiên Long và Tào Mộng Đức liên thủ chơi phó soái Diệp, ha ha, khiến thủ trưởng Trấn đau đầu rồi. Trương Cường tất nhiên là vui vẻ vì người khác gặp họa. Thủ trưởng Trấn, gần đây khỏe không? Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Quái, tên nhóc này chỉ cần mình không chào hỏi hắn thì không có khả năng tự chủ động gọi điện hỏi thăm, đêm nay trời mọc sai hướng có phải hay không? Trấn Đông Hải trong lòng buồn bực. Còn nhìn ra đêm đen bên ngoài cửa sổ, cười nói. Vẫn ổn. Thủ trưởng Trấn, tôi thấy chức phó soái thứ 8 tổ nòng cốt tôi kiêm nhiệm xem ta cũng không có gì làm, thôi thì dứt khoát trả lại vậy, dù sao cũng chỉ là một cái hư danh, lấy hay không cũng giống nhau, lấy thì càng tốt, tôi cũng không biết dùng vào đâu khi cần dùng lại không dùng được nên muốn tự do tự tại tiêu dao một phen. Diệp Phàm bắt đầu phát pháo.
Diệp Phàm, tuy nói phó soái chỉ là hư danh, nhưng cũng không thể nói như vậy. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, báo săn Thủy Châu và tổ nòng cốt thứ 8 còn có người nào dám cãi quân lệnh. Cho nên, nói ra thì chức phó soái vẫn có thật quyền. Hơn nữa, sau khi Chiêm Hùng đi rồi, báo săn Thủy Châu đến hiện tại vẫn là rắn mất đầu, tổ nòng cốt thứ 8 cũng không sắp xếp tổ trưởng chính thức. Anh sao có thể nói vô dụng được, đây là phê chuẩn của Tổng bộ tổ đặc nhiệm A, thông qua chủ tịch ký tên tán thành, có thể nói giỡn sao. Về sau cũng đừng nói những lời vô vị loại này nữa, bằng không, xử trí theo quân pháp. Trấn Đông Hải nghiêm mặt, dùng uy của thượng tướng nói chuyện. Chương 1012, Trấn Đông Hải bị bắt. Tuy nhiên, cái đó không dọa nổi Diệp Phàm, hắn lập tức nói. Đã là cái phó soái dùng. Vậy sao tôi muốn sắp xếp một vị trí trung tá phó đoàn trưởng cũng không có quyền, chức phó soái này còn có thể nói là có thật sao? Tôi thấy, phòng trừng không qua được chức đoàn trưởng của báo săn nữa kìa. Nói rõ ràng ra xem nào, rốt cuộc sao lại thế này? Trấn Đông Hải trong lòng có chút mơ hồ, thầm nhủ, tên nhóc này uống nhầm thuốc rồi thì phải, Diệp Phàm tất nhiên liền đem chuyện của Quách Chân Kỳ nói ra. À, thì ra là việc này, đều có căn nguyên cả. Trương Cường tuy nói là do cậu giao phó, nhưng cậu lại không dặn dò phó sư đoàn trưởng Mã, cho nên, mới tạo ra hiểu lầm. Đương nhiên, thân phận của cậu phải giữ bí mật, tuy nhiên, phó sư đoàn trưởng Mã đã được chúng tôi giải thích rõ thân phận của cậu, nếu lúc ấy cậu đến chào hỏi phó sư đoàn trưởng Mã, tôi nghĩ, ông ta hẳn là sẽ không dám to gan thay đổi quyết định của cậu. Tuy nói về mặt nhân sự sẽ do tập thể tổ chức quyết định, nhưng cậu là phó soái. Khi quyết định bổ nhiệm một phó đoàn trưởng sẽ không cần thông qua tổ chức. Trấn Đông Hải giải thích nói. Thủ trưởng Trấn, người sáng mắt không nói hai lời, quan hệ giữa Trương Cường và tôi tin tưởng rằng phó sư đoàn trưởng Mã hẳn cũng biết được. Trương Cường yêu cầu dứt khoát như thế, chẳng lẽ phó đoàn trưởng Mã một chút cũng không cảm giác được. Đây rõ ràng là không xem tôi ra gì. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Cái này rất khó nói, người khác nghĩ như thế nào? Cậu có thể đoán biết được thì cậu không phải thành thần tiên rồi sao? Thủ trưởng Trấn mỉm cười nói. Tôi mặc kệ, dù sao chức vị trung tá phải để Quách Chân Kỳ ngồi vào, bằng không, đừng trách tôi sao không thực hiện chuyện đã hứa với tổng bộ. Diệp Phàm bắt đầu có chút xấu xa. Tên nhóc này, uy hiếp bố mày có phải hay không? Lá gan không nhỏ đó, hừ. Tính tình của Trấn Đông Hải so với Tề Trấn Đào tuyệt đối không vừa, miệng mắng liên hồi. Hừ, cùng lắm thì mặc kệ, không làm, bỏ của chạy lấy người. Chạy đến Saudi Arabia, nghe nói quốc gia này cho phép cưới mấy vợ hợp pháp cùng một lúc. Diệp Phàm cứng rắn, mạnh mẽ nói. Cậu, nhìn xem bản thân đường đường là đại tá, lại là bí thư huyện, sao giống lưu manh vô lại thế? Trấn Đông Hải hoàn hết chỗ nói, tức giận đến bị nghẹn lời. Ha ha, dứt khoát như vậy đi, làm một vụ giao dịch. Tôi sẽ bồi dưỡng cho tổng bộ một tay cao thủ ngũ đẳng, các ngài sắp xếp cho Quách Chân Kỳ một vị trí tốt, thế nào? Diệp Phàm cười nói. Hừ, tên nhóc, chơi trò này với tôi cậu còn non tay lắm, cái tôi đợi chính là những lời này của cậu. Trấn Đông Hải trong lòng thiếu chút nữa vui vẻ ra mặt, cố ý hừ nói. Ngũ quan của quân đội không phải là đồ ăn thức bán, tuy nhiên, dựa vào thân phận phó soái của cậu, nếu cậu đã thích Quách Chân Kỳ như vậy, tôi đây sẽ tìm hiểu trước một chút xem có vị trí thích hợp không. Đợi 3 giờ đồng hồ thì Trấn Đông Hải gọi điện thoại đến nói. Quách Chân Kỳ nếu đã từng làm công tác tình báo, hơn nữa làm rất xuất sắc, binh đoàn săn ngựa được nâng lên thành đơn vị cấp sư, cho nên, khoa tình báo hiện tại cũng phải điều thành phòng tình báo. Tên nhóc, sau khi điều chỉnh cấp bậc lương, sẽ đồng cấp với đoàn trưởng. Ngài luôn nói sẽ để Quách Chân Kỳ đảm nhiệm ghế trưởng phòng tình báo báo săn. Diệp Phàm hắng giọng cười nói, không thể tưởng được, con mẹ nó, Quách Chân Kỳ lại chó ngáp phải ruồi, không ngờ thăng đến 2 cấp, một trưởng phòng nhỏ được điều lên cấp cục, cũng chính là cán bộ cấp đoàn bên trong báo săn. Đương nhiên trước tiên sẽ đại diện cho trưởng phòng tình báo, chính thức thì được bổ nhiệm chức phó cục trưởng phòng tình báo, cũng chính là cấp phó trung đoàn. Chờ cậu huấn luyện xong hai người thành cao thủ ngũ đẳng thành công thì đương nhiên sẽ nhắc lại chuyện thăng lên làm chính. Quan trọng nhất chính là xem biểu hiện của Quách Chân Kỳ. Báo săn Diệp Phàm là bộ đội chính quy, quan hệ đến an toàn sinh mạng của mấy trăm dũng sĩ, phòng tình báo đặc biệt rất quan trọng. Cậu có khả năng cũng đã biết, lần trước phòng tình báo một quân ủy bị lộ thông tin, kết quả,
khiến cho báo săn chúng ta tổn thất 3 cao thủ tam đẳng. Tình báo chính là sinh mạng, là máu tươi. Cậu liệu mà dặn dò Quách Chân Kỳ, dứt khoát phải do cậu dẫn dắt anh ta, rèn luyện thân thể thật tốt để làm tốt công tác tình báo, mới có thể không phụ lòng đảng và nhân dân kỳ vọng. Trấn Đông Hải càng nói càng nghiêm túc. Tôi hiểu, như vậy đi, lần trước tôi có hứa là giúp bọn họ bồi dưỡng một cao thủ ngũ đẳng, lần này sẽ lại hứa với ngài sẽ bồi dưỡng thêm một người nữa, một trong hai khẳng định sẽ được vào tổ vệ sĩ Trung Nam Hải, một người còn lại sẽ do thủ trưởng Trấn ngài định đoạt. Còn Quách Chân Kỳ, tôi sẽ nghĩ biện pháp đề bạt vị trí cao hơn cho anh ta, làm công tác tình báo cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Nhưng tôi lại không rảnh đến Bắc Kinh, ngài bảo bọn họ đến Thủy Châu, tìm nơi nào thanh tĩnh chút để tôi dễ làm việc. Diệp Phàm cũng nén cười, nói, thầm nhủ, lão già này, làm việc cẩn thận, còn sợ tôi đổi ý, không ngờ ra cả điều kiện nữa. Được, việc chọn người thì ngày mai tôi làm, trực tiếp đến báo săn Thủy Châu thao tác. Trấn Đông Hải bật người nói. Tôi nói này, thủ trưởng Trấn, chuyện bồi dưỡng cao thủ ngài nói rất rõ ràng, vậy Quách Chân Kỳ thì sao? Diệp Phàm lên giọng hỏi. Còn sợ tôi lừa, Trấn Đông Hải tôi là ai, tên nhóc này, không tin tôi sao? Lập tức gọi người, đi khảo sát suốt đêm, thật là, người trẻ tuổi. Trấn Đông Hải dài dòng nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa bịt tai lại. Tên nhóc này, khẳng định đã giao dịch với Quách Phác Dương rồi. Hình như hai con gái của Quách Đại Xuyên học cùng hắn ở trường đảng, chắc lại vì nữ nhân mà ra sức giúp bạn, không tiếc cả mạng sống đây. Bằng không, có khi nào thấy hắn để bụng như thế đâu, thật là hết nói, lắm tật xấu. Không biết Viên Viên sống cùng hắn thế nào rồi, ôi! Trấn Đông Hải nhìn bên ngoài cửa sổ thì thào lẩm bẩm, chợt tỉnh thần lại, trực tiếp gọi điện thoại tới báo săn. Sư đoàn trưởng Mã, chuyện của Quách Chân Kỳ là thế nào? Trấn tướng quân! Tôi không biết ngài rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Mã Thượng Chí trong lòng hơi chột dạ, cẩn thận đáp. Hừ, đừng ở trước mặt tôi nói cái gì là quyết định của tổ chức, quyết định của đảng ủy, vô dụng tất. Trương Cường tuy đã kiên quyết như vậy, chẳng lẽ ông không phát hiện ra chút lạ nào sao? Trấn Đông Hải lạnh lùng hừ nói. Tôi thật không biết gì, lúc ấy Trương Cường chỉ một mực muốn tiến cử Quách Chân Kỳ, nhưng, bọn họ đều không đồng ý, cho nên... Việc này không thành. Mã Thượng Chí trong lòng hơi loạn. Quan hệ giữa Trương Cường và Phó Soái Diệp ông không biết sao. Còn dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, đừng nói nữa, về sau chú ý nhiều vào. Rốt cuộc Lưu Thẩm Cố Long Thiên và Tào Mộng Đức bên Tổng cục Chính trị cho ông lợi lộc gì, đáng giá như thế nào để ông hao khí lực, đến ý kiến của Phó Soái Diệp cũng xem như gió thổi bên tai, hừ. Lập tức thông báo bên nhân sự, tiến hành khảo hạch đối với Quách Chân Kỳ. Chính thức bổ nhiệm chức phó cục trưởng phòng tình báo, đại diện trưởng phòng chủ trì công tác phòng tình báo. Trấn Đông Hải sau khi dặn dò xong liền treo điện thoại. Trong lòng thầm nhủ, trong lòng phó sư đoàn trưởng Mã không phục. Nhưng, lão Mã, tổ đặc nhiệm A là tổ tinh anh của quốc gia, ông không phục cũng không được. Nếu ông có thân thủ thất đẳng, thì vào thời điểm này, ông nói chuyện với Trấn Đông Hải tôi thì tôi cũng sẽ không trách tội ông, thất đẳng, con cưng của trời, ôi! Mã Thượng Chí sau khi buông điện thoại, sắc mặt lúc đó không thể dùng ngôn ngữ nào biểu đạt, có bao nhiêu khó coi đều lộ ra hết. Thằng nhãi này thầm hừ nói, thủ trưởng Trấn, Mã Thượng Chí tôi ở báo săn liều mạng cũng đã nhiều năm, vì báo săn tạo nửa giang sơn, ở tổ A cũng có chút tên tuổi. Thật vất vả lắm mới luyện tới thân thủ ngũ đẳng, công lao hiển hách, một thằng nhóc gà mờ việc mình không làm, đáng để ông quở trách tôi như thế sao? Bố mày cũng coi như là một lão tướng. Ở trước mặt ông, không ngờ lại biến thành cây cải củ, tùy ý nhổ. 8 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm đúng giờ đến cục xây dựng. Dọc đường, hễ cán bộ công nhân viên chức nào buổi tối hôm đó gặp qua Diệp Phàm thì toàn bộ đều mỉm cười gật đầu chào, gọi cục trưởng Diệp. Mới vừa đi đến cửa lớn của tầng lầu, có một người trung niên tướng gầy ốm chạy tới, trên mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt cười nịnh, nói. Cục trưởng Diệp. Tôi là phó chánh văn phòng Mã Tự Siêu cục xây dựng, văn phòng của ngài chúng tôi đã quét dọn xong. Mời ngài đi xem, cần bố trí gì thêm ngài cứ lên tiếng dặn dò, tôi sẽ đi an bài. Mã Tự Siêu một từ cũng ngài, hai từ cũng ngài, Diệp Phàm nghe mà nổi da gà, giống như mình trở thành lão già rồi vậy. Điều này, tôn kính quá mức rồi, hình như cũng không phải chuyện tốt. Ừ, tới văn phòng xem kỹ trước hãng nói.
Diệp Phàm phát ra thanh âm từ trong lỗ mũi, đương nhiên phải bày chút quan uy ra mới được, bằng không, vừa thấy mặt đã tùy tiện, đến cuối cùng người ta không xem mình là lãnh đạo, vậy thì thất bại quá. Mã Tự Siêu cẩn thận dẫn đường phía trước, đi thẳng lên tầng 5. Lầu tuy nói đã cũ, nhưng văn phòng thì không nhỏ, chính giữa có một phòng tiếp khách nhỏ, bên hông là vị trí cho thư ký. Bên hông phòng tiếp khách mới là văn phòng, bên trong văn phòng có một cánh cửa ngầm, bên trong không ngờ lại có một căn phòng, nội thất bên trong khá xa hoa, không thua gì nhà khách 3 sao, nội thất cho buồng vệ sinh có đủ, còn có một cái giường nữa chứ. Chăn bông, khăn trải giường tất cả đều mới tinh, chất liệu đẹp, hơn nữa lại là hàng hiệu, xem ra Mã Tự Siêu đã mất chút tâm sức rồi. Tôi thấy tốt lắm, không cần phải thay đổi, cứ như vậy đi. Diệp Phàm cười nói, Mã Tự Siêu lau nhanh mồ hôi trên trán, còn nói thêm. Cục trưởng Diệp, tài liệu có liên quan đến thư ký của ngài tôi đều đặt ở bàn làm việc cả, ngài chọn ra xong thì tôi sẽ đi thông báo. Nói tới đây, Mã Tự Siêu móc từ trong túi ra một chùm chìa khóa, nói. Cục trưởng Diệp, đây là chìa khóa của ký túc xá mới xây dựng của cục xây dựng chúng ta. Năm trước mới hoàn công, trang hoàng đâu đấy đã được nửa năm hơn. Có vài phó cục trưởng đã dọn vào, nơi này có 2 gian phòng, không biết cục trưởng thích gian nào. Gian nào cũng được. Diệp Phàm gật gật đầu, đặt mông ngồi xuống ghế xoay, phát hiện ra ghế xoay cũng đổi thành ghế mới, ngồi lên rất thoải mái. Được. Mã Tự Siêu gật đầu, lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng đặt ở trên bàn làm việc, tuy nhiên, hình như không muốn đi. Chủ nhiệm Mã. Còn có việc gì sao? Diệp Phàm tùy tay ném cho ông ta gói thuốc, cười nói. Cục trưởng, còn hút thuốc của ngài. Ngại quá. Mã Tự Siêu có chút kích động, thân mình khom xuống sát đất, cẩn thận tiếp nhận, lấy ra cái bật lửa châm mồi cho Diệp Phàm. Mới vỗ đầu, xoay người mở tủ, nói. Cục trưởng, thuốc tiếp đãi khách đều ở trong tủ, muốn dùng ngài tự mình đi lấy. Được. Diệp Phàm liếc mắt một cái. Phát hiện đó là mấy cây hồng tháp sơn, coi như không tồi. Chương 1013, Phó Chủ tịch Địa khu đường trả thù. Cục trưởng, vừa rồi Phó Cục trưởng Trần dặn dò tôi, nói là lầu ký túc xá mới xây dựng xong đã nửa năm, nhưng phân phối như thế nào còn phải chờ ngài quyết định. Mã Tự Siêu lén nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ừ, có bao nhiêu căn, quy củ trước kia là gì? Diệp Phàm thuận miệng nói, giật mình, thầm nhủ. Phỏng chừng là thằng nhãi Trần Văn Khải ra uy phủ đầu bố mày. Theo lý thuyết mà nói Trần Văn Khải hẳn sẽ giành lấy quyền phân phối phần bánh trái này để kiếm chút lợi lộc, vì tranh thủ có được phòng mới mà phỏng chừng đã có không ít cán bộ công nhân viên chức đã bấm bụng chi tiền, Trần Văn Khải chẳng lẽ là thanh quan? Vì sao vui vẻ ói ra ích lợi lớn như vậy, trong này chắc chắn có mưu mô. Tuy nhiên, tòa nhà mới này mật thì ít mà ruồi thì nhiều, tuy nói có lợi ích có thể kiếm được. Nhưng vấn đề phân phối khẳng định cũng là vấn đề nan giải, đắc tội với người khác thì không nói, còn dễ dàng gặp phải chuyện bát nháo không may đưa tới. Lúc trước phân phối dãy lầu mới này đều do Phó Cục trưởng Trần làm, lên xong phương án sẽ trình lên cho Cục trưởng xem qua, hài lòng vừa ý thì nói có thể phân phối xuống. Phòng thì khẳng định không có nhiều, Cục chúng ta có độ 300 người, chưa bao gồm một vài nhân viên công tác ở cơ cấu phía dưới. Dãy lầu mới chỉ có 50 gian phòng. Hiện tại đã có 15 phòng có người dọn vào ở rồi, còn lại 35 phòng. Nếu theo cấp bậc mà phân. Mã Tự Siêu vừa mới nói đến đây, Diệp Phàm đã vung tay lên, hừ nói. Hay là làm theo quy củ cũ, nếu trước kia do Phó Cục trưởng Trần làm, năm nay cứ theo lệ đó cho ông ta giải quyết, phương án phân phối xác định xong sẽ đưa cho tôi xem là được. Mã Tự Siêu ngạc nhiên sửng sốt, hồi lâu mới có phản ứng, lên tiếng xong mới chịu lui ra ngoài. Hừ, Trần Văn Khải, tôi ngược lại muốn nhìn xem ông có thể chơi trò gì. Nếu ông đá trái bóng cao su qua đây, tôi lập tức đá trả lại cho ông. Phương án không như ý, tôi không đồng ý. Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cảm thấy Trần Văn Khải này xử sự có chút cứng rắn, hơn nữa, nôn nóng quá mức. Ngày đầu tiên đi làm không ngờ lại bắt đầu phải chơi trò này. Nếu không phải Bí Thư Trang và Phó Bí Thư Tôn Quốc Đống đích thân đưa mình đến. Phỏng chừng lão Trần đã sớm vênh váo tự đắc. Xem ra, phải kiên quyết chèn ép dáng vẻ bệ vệ của thằng nhãi này mới được, bằng không, ở cục xây dựng này không biết ai là chủ nhà. Chủ nhiệm Mã, thông báo cho các vị thành viên tổ đảng cục, buổi chiều mở cuộc họp. Diệp Phàm nói. Được,
tôi lập tức đi thông báo. Mã Tự Siêu đáp. Nghe Chu Trường Phong giới thiệu nói là Chánh Văn phòng Dương Chí Hòa đã điều đến Cục Xây dựng Thủy Châu, Mã Tự Siêu với tư cách lão phó chủ nhiệm, khẳng định đã sớm nhìn chằm chằm vào cái vị trí kia. Mã Tự Siêu là phó Chánh Văn phòng, đối với một vài mối quan hệ tinh tế trong cục hẳn là rất rõ, vậy thì phải xem biểu hiện của y. Đúng giờ, Diệp Phàm bị lãnh đạo trực tiếp phân công quản lý của Cục Xây dựng phó chủ tịch địa khu Đường Thiên Thạch kêu đi. Đường Thiên Thạch có vóc dáng vừa phải, có tinh thần, người ở tuổi trung niên, lúc nào cũng tây phục trên người, có vẻ rất điềm tĩnh. Cục trưởng Diệp, ngồi đi. Đường Thiên Thạch ôn hòa, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Ừ. Diệp Phàm lên tiếng, ngồi đối diện với Đường Thiên Thạch, trong lòng có chút không yên, bởi vì con của Đường Thiên Thạch là Đường Hoa từng cùng mình tranh cô nàng Giang Tập Khiết tại Sa Hồng Quân huyện Ma Xuyên. Kết quả khiến cho Sa Hồng Quân thiếu chút nữa đến phòng thư ký văn phòng huyện ủy huyện Ma Xuyên dưỡng lão, không ai dám dùng. Vẫn là Diệp Phàm tới Ma Xuyên để bạt anh ta. Đường Thiên Thạch trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng, do trước kia Diệp Phàm ở Ma Xuyên, Đường Thiên Thạch cũng không tới gây phiền toái. Hiện tại tốt rồi, lăn tới lăn lui lăn thành lính dưới tay trực tiếp của hắn. Nếu nói Đường Thiên Thạch khoan hồng độ lượng, thì Diệp Phàm có dùng ngón chân để suy nghĩ cũng không tin. Thế đạo đương thời này, có mấy người là cán bộ độ lượng như thế? Phỏng chừng chỉ là chưa không đụng phải thôi. Cục trưởng Diệp, lãnh đạo địa ủy nói, lần này trọng trách tu sửa thành nội cũ sẽ do cục xây dựng đảm được. Thành nội cũ không riêng gì quận Đức Bình, mà còn có quận Thông Đô. Cục xây dựng phải mau chóng làm xong phương án quy hoạch cụ thể, phải bắt tay vào từ quy hoạch đại cục Đức Bình. Đường Thiên Thạch dài dòng, nói không đến nơi đến chốn, toàn nói lời không đâu vào đâu. Nghe xong Diệp Phàm có chút không lọt tai. Không biết lãnh đạo địa khu có yêu cầu cụ thể gì, còn nữa, nơi tu sửa cụ thể của thành nội cũ ở địa phương nào, bao gồm khu vực nào, phạm vi cụ thể tới đâu. Cục chúng ta sẽ dễ dàng khảo sát thực địa, nghiên cứu xong, đưa ra phương án quy hoạch cụ thể cho ngài. Nếu không hài lòng có thể sửa lại. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hừ, việc này giao phó cho các cậu, còn phải do lãnh đạo chúng tôi nghĩ ra phương án cụ thể cho hay sao? Nếu làm vậy thì còn cần cục xây dựng làm gì? Họ Đường kia mặt đăm đăm, cằn nhằn Diệp Phàm. Phương án cụ thể đương nhiên cục xây dựng phải làm, nhưng các ngài phải đề xuất và yêu cầu phạm vi cụ thể mới được, bằng không, không có phương châm chính sách, không có phạm vi, kêu chúng tôi sao xuống tay làm. Diệp Phàm không để ý tới ông ta mà vẫn tiếp tục nói. Hơn nữa, trước mắt địa khu cũng không ra văn kiện có liên quan. Không biết phó chủ tịch địa khu Đường trong tay có văn kiện cụ thể phát xuống hay không, chúng tôi sẽ theo đó mà làm việc. Văn kiện cụ thể vẫn chưa ra, nhưng cục xây dựng có thể đi trước một bước, tiến hành đo đạc thực địa, và báo cáo số liệu lên trên, cấp trên như chúng tôi cũng có số liệu dùng làm căn cứ chế định ra phương hướng đại khái. Họ Đường nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Phó chủ tịch địa khu Đường, không có địa điểm, chỉ có cái tên khu nội thành cũ. Thủ phủ Đức Bình hình như có rất nhiều địa phương được gọi là khu nội thành cũ, cho dù có tập trung hết toàn bộ lực lượng của cục xây dựng cũng không thể thăm dò xong trước cuối năm. Phạm vi quá rộng, hơn nữa, có làm cũng như làm không công. Hơn nữa, không có mục tiêu, cứ như ruồi bọ không đầu, biết xuống tay từ chỗ nào. Diệp Phàm nói, cảm giác được rằng Đường Thiên Thạch hình như cố ý làm khó dễ. Cụ thể nói địa phương nào? Đương nhiên phải được các đồng chí bên cục xây dựng đi thăm dò chi tiết trước, chẳng lẽ kêu lãnh đạo địa khu tự mình đi xuống tìm hiểu, vậy còn cần các người tới để làm gì, không cần phải nói nữa, đi về tìm hiểu cho rõ đi. Đường Thiên Thạch mặt sụ lại, vung tay lên, hừ giọng nói. Vậy khi nào cần? Diệp Phàm truy vấn nói. Trước cuối năm, Đường Thiên Thạch nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không có khả năng làm xong, phó chủ tịch địa khu Đường. Nghe nói Đức Bình tăng thêm 300-400 ngàn nhân khẩu, hơn nữa nhân khẩu vùng ngoại thành không dưới 60 ngàn, phỏng chừng nhân khẩu lưu động vẫn chưa tính vào. Khu nội thành cũ, nói thật, cả thủ phủ Đức Bình toàn bộ đâu đâu cũng cũ, kêu chúng tôi làm từ chỗ nào. Tóm lại không thể kêu cục xây dựng đem toàn bộ thủ phủ Đức Bình đào xới lên cải tạo cả, đây là công việc xây dựng một thành nội mới. Hơn nữa, từ giờ đến cuối năm chỉ còn độ hơn 10 ngày, thần tiên cũng làm không được công tác này. Cho nên, công tác này không có cách nào khác để hoàn thành. Diệp Phàm cũng có chút giận dữ, giọng nói cũng lớn hơn. Dầm. Họ Đường đấm một đấm lên mặt bàn,
chén trà đổ ra ngoài, đứng lên hừ nói. Làm không được thì tự động từ chức, cục xây dựng không nuôi những người nhàn rỗi. Đồng chí Diệp Phàm, ngày đầu đi làm đã rũ bỏ trách nhiệm rồi có phải hay không? Cậu có phải là một đảng viên hay không? Có phải là cán bộ đảng hay không? Có còn vì dân phục vụ hay không? Xem ra tôi phải báo cáo lên lãnh đạo địa ủy về thái độ nhiệt tình trong công tác này của cậu. Thái độ này làm sao có thể gánh vác, đảm nhiệm trọng trách, gánh trên vai công tác cải tạo thủ phủ Đức Bình. Tùy ngài, hừ. Diệp Phàm vung tay, đứng lên. Điều này Đường Thiên Thạch rõ ràng cố ý làm khó dễ. Bản thân khó có thể nhẫn chịu được, phỏng chừng chính là vì con trai Đường Hoa tính sổ, lấy lại sĩ diện. Cậu! Đường Thiên Thạch tức giận đến môi run run, chỉ vào mặt Diệp Phàm quát. Cậu bị đình chỉ công tác, chờ kiểm điểm, khi nào tỉnh ra thì lại đi làm. Vị trí này của tôi không phải do ngài cấp, hừ. Diệp Phàm phát đại hỏa, kỳ thật, đến cục xây dựng này Diệp Phàm vốn đã không vui rồi, trong lòng vốn đang thích lửa, Đường Thiên Thạch lại cố ý làm khó dễ, đương nhiên lập tức phát hỏa là chuyện thường. Nói xong, quay người bỏ đi. Được lắm, tôi hôm nay sẽ cho cậu thấy, Đường Thiên Thạch này có thể lột mũ quan của cậu hay không. Sau khi nói xong nhìn về phía thư ký Trương Thiết Văn đang ngồi cạnh cửa lớn tiếng quát, hừ nói. Lập tức gọi điện thoại đến cục xây dựng, công tác của cục tạm thời do Phó Cục trưởng Thường trực Trần Văn Khải chủ trì. Lời này, đương nhiên là giống lên cho Diệp Phàm nghe, phỏng chừng lão Đường cũng bị Diệp Phàm chọc cho tức khí mà hồ đồ, trước giờ chưa thấy qua cấp dưới nào to gan lớn mật như thế. Kỳ thật, lão Đường cũng không thèm suy ngẫm lại làm vậy là lợi hay hại. Trương Thiết không dám chậm trễ, huống chi, giờ phút này Đường Thiên Thạch đang trong cơn thịnh nộ, chậm trễ một chút có lẽ sẽ gặp xui xẻo. Cho nên, lập tức gọi điện thoại cho Trần Văn Khải ở cục xây dựng. Cái gì, bảo tôi chủ trì công tác của cục xây dựng, vậy? Thư ký Trương, cục trưởng Diệp đâu? Trần Văn Khải đang cùng Giang Trường Ba tán gẫu tìm cách đối phó với người nào đó mới tới, trong lòng thấy khó hiểu, sau khi hết kinh ngạc thì niềm vui bất ngờ đến. Nhưng, ông ta vẫn không thể tin được vào chính lỗ tai mình, cho nên, mới hỏi câu kế tiếp để chứng thật một chút. Tạm thời cách chức. Thư ký Trương lạnh như băng hừ nói, tất nhiên có dùng uy của chủ trong câu nói với Trần Văn Khải. Tạm thời cách chức, vì sao? Lão Trần có chút mơ hồ, cục trưởng Diệp mới đi làm ngày đầu tiên, đã bị tạm thời cách chức, rốt cuộc là chuyện gì? Phó cục trưởng Trần, muốn hỏi ông đi hỏi phó chủ tịch địa khu Đường, hừ. Thư ký Trương thấy phiền, hừ lạnh xong cúp điện thoại. Lão Trần cuối cùng không hỏi Đường Thiên Thạch, đành phải mơ hồ suy đoán. Thằng nhãi này mặt lập tức tươi cười, nhìn Giang Trường Ba ngồi đối diện đang trố mắt nhìn mình, ném một điếu thuốc cho gã. Lão Trần, rốt cuộc sao lại thế này? Giang Trường Ba thật sự không nín được. Tôi cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi thư ký Trương nói tôi tạm thời chủ trì công tác trong cục. Trần Văn Khải vẻ mặt ngưng trọng, bộ dáng như cố ý, nói. Vậy, Diệp Phàm đâu? Biết Giang Trường Ba sẽ hỏi câu này, Trần Văn Khải vẻ mặt nghiêm túc, nói. Hắn, bị phó chủ tịch địa khu Đường điểm danh, tạm thời cách chức báo lên tỉnh, ôi! Người trẻ tuổi, không hiểu chuyện là vậy đấy, mới đi làm ngày đầu phỏng chừng đã đối đầu cùng lãnh đạo rồi, cái này, cũng hơi quá. Lão Trần, chúc mừng ông, xem ra nắm quyền chính thức chỉ là chuyện trong gang tấc, ha ha ha. Giang Trường Ba nói, tuy nhiên, lại hỏi. Vậy cuộc họp buổi chiều của thành viên tổ đảng cục có cần họp hay không? Chính thức. Sao dễ dàng như vậy được, chỉ tạm thời thay thế thôi, có lẽ cục trưởng Diệp sau khi lên tỉnh sẽ lại trở lại thôi. Trần Văn Khải nhún vai, vẻ mặt như đang chịu đựng, chợt nói. Thông báo cho thành viên đảng ủy, hủy cuộc họp chiều nay, chúng tôi đều là lão già cả, ngày nào cũng gặp mặt, còn họp hành gì nữa. Hao tài tốn của, không nói còn phiền phức nữa. Không lâu sau, Chu Trường Phong gọi điện thoại cho Diệp Phàm, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Sếp Diệp. Cuộc họp buổi chiều sẽ hủy bỏ có phải hay không? Chương 1014, ngày đầu tiên đã tranh quyền. Hủy bỏ, ai nói? Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc, chợt nghĩ đến lời Đường Thiên Thạch nói khi mình mới vừa ra khỏi văn phòng của ông ta, bảo Trần Văn Khải chủ trì công tác trong cục, thế là đã rõ. Là Giang Trường Ba truyền lời lại cho Trần Văn Khải, nói là hiện tại công tác trong cục hình như là do Phó Cục trưởng Trần chủ trì. Ông ta nói mỗi ngày đều gặp mặt nên không tất yếu gì phải mở cuộc họp với các thành viên tổ đảng trong cục.
Chu Trường Phong vẻ mặt nghi hoặc đầy khó hiểu. Hừ, sẽ mở cuộc họp. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng treo điện thoại, như có chút suy nghĩ thoáng qua. Điện thoại gọi tới chỗ Phó Chủ tịch Thường trực Địa khu Triệu Sa Thành, hỏi. Phó Chủ tịch Địa khu Triệu, chào ngài, tôi là Diệp Phàm bên Cục Xây dựng, khu vực thành nội cũ cần cải tạo không biết đã phân chia ra chưa? Nói đến toàn bộ thủ phủ Đức Bình của chúng ta, có đến 8 phần đều là nội thành cũ. Tương đối mà nói, lần này địa ủy suy xét địa phương cần cải tạo hàng đầu chính là quận Đức Bình và thôn Đại Vũ giáp giới với quận Thông Đô. Đừng có vừa mới nghe nói đó là thôn mà vội thấy thoải mái, kỳ thật địa bàn của thôn khá lớn, cậu đến khảo sát thực địa thì sẽ rõ. Nghe nói quốc lộ Thiên Tường đi qua chỗ cách thôn Đại Vũ không đến một dặm. Địa ủy suy xét đến tình hình của thôn Đại Vũ quả thật là quá kém. Cho nên, muốn dựa vào quốc lộ Thiên Tường mang đến tác dụng phóng xạ, xem thử có phát triển trước không. Tuy nhiên, tình hình của thôn Đại Vũ phức tạp, cục trưởng Diệp, cậu phải cẩn thận. Triệu Sa Thành cẩn thận nói trước. Đó là bởi vì ông ta trả lại cho Diệp Phàm một ân tình. Đường Đại Tông sau khi đến thị trấn Thanh Sơn chuyên quản mỏ đồng, Thiết Đông vừa rớt đài, Diệp Phàm đẩy Đường Đại Tông ngồi lên chiếc ghế của bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Sơn. Bí thư thị trấn Thanh Sơn muốn gia nhập thường vụ, cho nên, Đường Đại Tông, xem như đã hơn phân nửa mông đã lọt vào cửa chính của hội nghị thường vụ huyện Ma Xuyên. Về vấn đề gia nhập thường vụ, tất nhiên giữ lại cho Triệu Sa Thành chút lực, Diệp Phàm có thể dành cơ hội này cho nhà họ Đường, đã là đại ân tình rồi. Cho nên, thái độ của Triệu Sa Thành đối với Diệp Phàm rất tốt, nếu đổi lại là cục trưởng khác tới hỏi chuyện, Triệu Sa Thành Đường Đường là phó chủ tịch thường trực địa khu, sao phải thả lòng thanh thản phân tích vấn đề một cách chi tiết như vậy? Hơn nữa, đầu tiên phải dạy dỗ kẻ đó một chút, vì sao không tìm đến lãnh đạo phân công quản lý cụ thể. Nhưng, từ nội dung cuộc nói chuyện của Triệu Sa Thành với Diệp Phàm cho thấy chứng thật là Đường Thiên Thạch đang cố ý trả đũa, ông ta là phó chủ tịch địa khu trực tiếp quản lý cục xây dựng, lúc địa ủy họp thảo luận vấn đề cải tạo nội thành cũ. Ông ta tuy nói không phải là ủy viên thường vụ, nhưng là chủ quản lãnh đạo, hẳn là có tư cách nghe. Ông ta biết rõ tính toán trước mắt của lãnh đạo địa khu, không ngờ không giải thích rõ ràng cho mình. Hơn nữa răng một cái lưới lớn, kêu mình chạy tán loạn cả thủ phủ Đức Bình, cả thủ phủ Đức Bình có 8 phần là khu cần phải cải tạo, kêu mình xuống tay từ đâu. Nếu không bắt đầu đúng chỗ, cuối cùng chỉ lãng phí thời gian, mất công vô ích. Bí thư Trang yêu cầu mình trước cuối năm phải đưa ra được dự án bước đầu quy hoạch, tất nhiên là muốn mượn cơ hội từ quốc lộ Thiên Tường. Nếu lỡ mất cơ hội, phỏng chừng cuối cùng người bị phê bình tuyệt đối sẽ là mình, Đường Thiên Thạch, ông ta đương nhiên muốn giăng lưới cho con cá như mình mắc vào rồi. Tâm địa bất lương, Diệp Phàm vào giờ phút này, tuyệt không vì tranh chấp lúc sáng với Đường Thiên Thạch mà cảm giác hối hận. Phó Chủ tịch Địa khu Triệu, bên ngài có văn kiện chính thức về cải tạo thành nội cũ do địa khu phát ra không? Diệp Phàm hỏi. Đã phát ra từ mấy ngày hôm trước rồi. Triệu Sa Thành có chút kinh ngạc khi nghe Diệp Phàm hỏi. Có thể kể lại tỉ mỉ cho tôi nghe hay không? Diệp Phàm hỏi. Phó Chủ tịch địa khu Đường không đưa cho các người sao? Triệu Sa Thành nhíu lại mày, chợt nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ha ha! Diệp Phàm mỉm cười hai tiếng không đáp. Vậy cậu qua đây lấy. Triệu Sa Thành nói. Sau khi lấy được văn kiện chính thức, Diệp Phàm quét mắt nhìn vài lần, mặt lại âm trầm, trực tiếp điện thoại cho phó tránh văn phòng Mã Tự Siêu, hỏi chuyện mới nhất có liên quan đến văn kiện cải tạo thành nội cũ. Mã Tự Siêu bận rộn trả lời, giọng điệu khẳng định nói gần đây cấp trên không có phát ra loại văn kiện này. Diệp Phàm lại hỏi Chu Trường Phong, ông ta cũng nói không nghe nói qua loại văn kiện. Lập tức trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. 2 giờ chiều, Diệp Phàm thản nhiên nhiên tới cục xây dựng, làm như không có bất luận chuyện gì phát sinh. Diệp Phàm tới trước văn phòng, đi lòng vòng một vòng, cầm tài liệu có liên quan, vững bước nện từng bước đi đến phòng họp. Lão Trần, nghe nói cục trưởng Diệp đến phòng họp. Giang Trường Ba dựa người vào ghế bành, rất nhàn tản cười nói. Cục trưởng Diệp ngày đầu tiên đi làm. Còn chưa biết phòng họp ở đâu, nên cho hắn đi một vòng khắp cục cũng tốt. Trần Văn Khải ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy, tôi lo lắng hắn cả đời cũng không có cơ hội ở phòng họp của cục xây dựng chúng ta chủ trì công tác. Giang Trường Ba vừa dứt lời, đầu điện thoại bên kia Trần Văn Khải trong lòng giống như uống phải mật, rất thích thú, vỗ vỗ mông. Lão Giang,
không thể nói đồng chí chúng ta như vậy. Chỉ cần hắn nhận sai lầm, kiểm điểm với phó chủ tịch địa khu Đường, sẽ vẫn có cơ hội thôi. Trần Văn Khải cười nói. Ha ha, không biết có ai đi theo học không? Giang Trường Ba cố ý cười nói. Chắc chắn có, Mã Tự Siêu không phải là một trong những người hầu đó sao? Trần Văn Khải nói. Ra thế, Mã Tự Siêu tuy nói không phải thành viên tổ đảng cục, nhưng mỗi lần họp, việc bưng trà rót nước đưa văn kiện ông ta đều có mặt. Có khi còn phải ghi chép văn bản, để cho Diệp Phàm uống trà ông ta pha, bằng không, chỉ sợ không có cơ hội. Giang Trường Ba cười. Không biết đội trưởng Trịnh có đi hay không? Trịnh Minh, ông ta vừa gọi điện thoại tới, chắc sẽ không đi đâu. Trần Văn Khải thản nhiên cười nói. Trịnh Minh chính là đội trưởng đội giám sát đô thị, cũng là một trong những thành viên của tổ đảng cục. Bình thường ba người này là bộ ba thường xuyên đi cùng nhau, tuy nhiên, quan hệ giữa Trịnh Minh và Trần Văn Khải không thân bằng quan hệ giữa Trần Văn Khải và Giang Trường Ba. Diệp Phàm bước đi rất chậm, hình như đang xem xét bố cục của cục xây dựng, chậm rãi lướt qua một vài phòng. Chị Triệu, nghe nói cục trưởng Diệp ngày đầu tiên đi làm đã đắc tội với phó chủ tịch địa khu Đường, hiện bị tạm thời cách chức chờ tỉnh quyết định, trước mắt công tác trong cục sẽ do Trần Văn Khải chủ trì. Trong văn phòng của phó cục trưởng Lý Mỹ Mỹ, hai người phụ nữ đang tụ tập bàn tán. Tôi có nghe nói, nhưng, rốt cuộc là ai nói? Lý Mỹ Mỹ hỏi Triệu Lôi. Ai nói thì không rõ lắm, tuy nhiên, thông báo buổi sáng nói là buổi chiều hủy bỏ cuộc họp cùng các thành viên tổ đảng. Việc này do Mã Chính Siêu tự mình ra thông báo, nói là nhận được chỉ thị của phó cục trưởng Trần. Hình như còn nói phó cục trưởng Trần tạm thời sẽ chủ trì công tác trong cục thì phải. Về phần nguyên nhân thì phó cục trưởng Trần không thông báo, nếu là phó cục trưởng Trần tạm thời chủ trì công tác, Diệp Phàm cũng có mặt ở trong cục, nghe nói buổi sáng hắn đi gặp phó chủ tịch địa khu Đường báo cáo công tác, mới có một giờ đồng hồ mà không ngờ người chủ trì công tác lại sửa thành Trần Văn Khải rồi, vậy Diệp Phàm tới đây làm gì? Khẳng định là đã bị tạm thời cách chức, chắc sẽ không có trường hợp ngày đầu tiên đi làm đã thăng chức rồi chứ, hình như không có tiền lệ này. Triệu Lôi đoán. Đắc tội thì chắc chắn là đắc tội với phó chủ tịch địa khu Đường rồi, tôi nghe nói khi cục trưởng Diệp tới chỗ phó chủ tịch địa khu Đường hình như hai người đã xảy ra tranh chấp. Nghe nói phó chủ tịch địa khu Đường còn quăng đồ đạc, bàn làm việc thiếu chút nữa bị đập nát. Lý Mỹ Mỹ tin tức càng linh thông hơn, cười nói. Ôi, thật vất vả, vốn nghĩ có được một người quyết đoán đến đây, còn do chính bí thư Trang và tôn phó bí thư cùng dẫn tới, không thể tưởng được, thì ra cũng là loại yếu hèn. Mới đi làm ngày đầu không ngờ đã bị người ta tạm thời cách chức chờ tỉnh quyết định. Cục xây dựng này, chẳng lẽ thật sự trở thành thiên hạ của Trần Văn Khải sao? Triệu Lôi ủ rũ, không có chút sức mạnh nói. Có lẽ thế. Lý Mỹ Mỹ thở dài. Diệp Phàm dưới hướng dẫn của Mã Tự Siêu bước vào phòng họp. Chu Trường Phong theo sau bước vào, cả phòng hội nghị rộng lớn chỉ có hai người Diệp Phàm và Chu Trường Phong, Mã Tự Siêu thì bận rộn đi pha trà, dọn dẹp vệ sinh. Phó cục trưởng Chu, có phải mỗi lần họp đều kéo dài không đúng giờ như vậy hay không? Đã 10 phút trôi qua, thấy vẫn không có người đến, Diệp Phàm hừ thanh nói. Bình thường thì nhiều lắm chỉ trễ vài phút, hôm nay không biết sao lại thế này. Chu Trường Phong cố ý nhíu nhíu mày. Chủ nhiệm Mã lập tức gọi điện thoại cho các vị cục thành viên tổ đảng một lần nữa, tôi đợi mọi người thêm 15 phút nữa, người nào không đến tôi thống nhất sẽ theo quy định. Quy vào tội bỏ bê công việc mà xử, ghi chép vào hồ sơ cá nhân. Cuối năm trừ tiền thưởng, phúc lợi, chia phòng ở cũng phải bị suy xét điều chỉnh. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Vâng, tôi lập tức thông báo. Trên mặt Mã Tự Siêu hiện lên một vẻ ngạc nhiên, trong lòng cũng thầm kêu khổ, không biết là nên nghe Diệp Phàm hay là nên nghe người tạm thời chủ trì là Trần Văn Khải, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, Trần Văn Khải không đợi gặp chính mình. Mã Tự Siêu trong lòng hơi thầm cao hứng. Lại có điện thoại gọi đến, chị Triệu, có đi hay là không? Lý Mỹ Mỹ có chút lưỡng lự. Trừ tiền thưởng, cục chúng ta không phải đang còn nợ mấy trăm ngàn tệ sao, ở đâu ra tiền thưởng để phát, lừa người chắc. Triệu Lôi cười nói. Nghe nói phó cục trưởng Chu đã đi, tôi thấy, chúng ta hay là nên đi xem sao, để tránh phiền phức. Dù sao hắn là nhân vật số một do cấp trên định. Lại có bí thư Trang và phó bí thư Tôn đích thân đưa tới. Lý Mỹ Mỹ nói. Chuyện này không dễ làm, đi thì không phải rõ ràng đã đối đầu cùng Trần Văn Khải sao?
Tình thế hôm nay phỏng chừng chính là do Diệp Phàm và Trần Văn Khải đấu đầu nhau. Triệu Lôi có chút do dự. Mặc kệ, dù sao Trần Văn Khải đối với chúng ta cũng không được tốt lắm, đi xem náo nhiệt cũng tốt, xem Trần Văn Khải chui mặt vào đâu. Lý Mỹ Mỹ đứng lên, đi ra khỏi cửa. Triệu Lôi vừa nhìn thấy, lắc lắc đầu đuổi theo. Không lâu sau, Cố Toàn, Lý Mỹ Mỹ, Triệu Lôi đều đi vào phòng họp, cũng không ai nói chuyện, kéo ghế ra ngồi, mở sổ tay ra ghi ghi chép chép gì đó. Cố Toàn là phó cục trưởng lão thành, miệng đang phì phèo hút thuốc, cũng thái độ mặc kệ không lên tiếng. Người kế tiếp đi vào là kỹ sư Trương Húc, người này bước vào nhìn Diệp Phàm gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ừ, có 6 người đến, đã vượt hơn một nửa số người, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Phàm quét qua mọi người liếc mắt một cái, nhìn nhìn đồng hồ nói. Cục trưởng Diệp, đề tài thảo luận hôm nay không biết là gì. Chu Trường Phong phối hợp với Diệp Phàm, làm người đầu tiên lên tiếng. Hôm nay gọi mọi người đến, một là muốn chào hỏi các vị thành viên tổ đảng một chút. Hai là còn có một nhiệm vụ khá gian khổ phải đuổi kịp và hoàn thành trước cuối năm. Ngày hôm qua tại cửa của Cục Xây Dựng, Sếp Trang có nói, giai đoạn trọng yếu của chúng ta gần đây chính là tranh thủ trong thời gian thi công quốc lộ Thiên Tường phải làm xong công tác cải tạo thành nội cũ. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, vẻ mặt âm trầm nhìn ba người Trần Văn Khải, Giang Trường Ba cùng với đội trưởng Trịnh Minh bước vào phòng họp. Trịnh Minh và Giang Trường Ba kéo ghế ngồi dựa vào, không hé răng. Trần Văn Khải chậm rãi nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 1015, điều chỉnh phạm vi phân công quản lý. Ba đồng chí, lần đầu tiên họp đảng ủy tôi không biết nói gì, tuy nhiên, biểu hiện của các vị hôm nay thực sự làm người ta có chút thất vọng, tôi nhiều lần kêu chủ nhiệm Mã đi thông báo, chẳng lẽ các vị không nghe thấy? Hy vọng về sau phải chú ý hơn về quan niệm thời gian. Diệp Phàm thản nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái, vẻ mặt uy nghiêm, nói. Trịnh Minh chu mồm thẻ lưỡi, nói. Rất xin lỗi cục trưởng Diệp, có việc nên làm lỡ thời gian. Trần Văn Khải nhìn Giang Trường Ba liếc mắt một cái, thằng nhãi này lập tức ngầm hiểu, hừ nói. Ba người chúng tôi là người có quan niệm về thời gian nhất, tuy nhiên, quan niệm lúc này cũng phải nhìn là nhằm vào người nào. Phó cục trưởng Giang, lời này có ý gì? Diệp Phàm vẹo nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, hừ thanh nói. Có ý gì? Rất đơn giản, chúng ta chỉ nghe lời lãnh đạo nói. Giang Trường Ba hừ nói, rõ ràng không nể mặt. Lãnh đạo, giải nghĩa xem sao. Trong lòng này lãnh đạo là ai? Diệp Phàm không ngờ lại thản nhiên cười cười, lấy ra một điếu thuốc châm hút. Ai, cái này còn phải nói sao? Các vị ngồi đây đều rõ cả. Trần Văn Khải ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, còn ưỡn ngực ra nữa chứ. Các vị ngồi đây đều rõ, oa, cục trưởng Cố, ông nói đi, ai mới là lãnh đạo nơi này? Diệp Phàm hướng về phía người lão thành nhất trong cục, trừ Trần Văn Khải ra, đó là phó cục trưởng Cố Toàn. Điều này, tất cả mọi người đều rõ, nhìn vị trí ngồi thì biết ai chính là lãnh đạo rồi. Con người Cố Toàn quả rất giàu hoạt, lời vừa nói ra. Trần Văn Khải nhìn Diệp Phàm đang ngồi ghế chủ tọa, mặt liền âm trầm. Phó cục trưởng Lý, phó cục trưởng Triệu, các vị cũng nói xem. Diệp Phàm ngược lại mỉm cười. Chúng ta đồng ý với cách nói của cục trưởng Cố. Lý Mỹ Mỹ và Triệu Lôi cùng lên tiếng. Phó cục trưởng Chu, ngài thì sao? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên là cục trưởng Diệp, không phải ngài đang ngồi trên ghế chủ tọa sao? Ha ha! Chu Trường Phong phỏng chừng sau khi trở về từ phòng khiêu vũ, não đã được tẩy, hơn nữa lời dạy của chị họ Ôn Bảo Linh dĩ nhiên là phải quyết định đi theo Diệp Phàm rồi. Chu Trường Phong, lời này nói ra thì phải chịu trách nhiệm đấy. Trần Văn Khải rốt cuộc không kìm nổi, hừ nói. Bản thân sẽ gánh. Chu Trường Phong cũng lạnh lùng trả lời. Phó cục trưởng Chu, vừa rồi phó chủ tịch địa khu Đường điện thoại nói chuyện gì mọi người không rõ sao? Giang Trường Ba vì Trần Văn Khải mà trợ uy. Chưa từng nghe nói qua. Chu Trường Phong hừ nói. Vừa rồi thư ký Trương gọi điện nói phó chủ tịch địa khu Đường có chỉ thị rằng đồng chí Diệp Phàm đã tạm thời bị cách chức chờ tỉnh quyết định, công tác trong cục tạm thời do phó cục trưởng Trần chủ trì. Giang Trường Ba bất chấp mọi giá lên tiếng. Đồng chí Diệp Phàm, cậu có phải nên chuyển vị trí rồi hay không? Trần Văn Khải hơi có vẻ tự đắc, quét nhìn mọi người liếc mắt một cái. Sau mới nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm. Dầm một tiếng,
Mặt bàn bị Diệp Phàm vỗ mạnh một cái, trà trong ly nằm trên mặt bàn bị đổ cả ra ngoài. Trần Văn Khải, ai cho ông quyền càn rỡ ở tổ đảng ủy cục xây dựng như thế? Chuyển vị trí, lời này dành cho ông nói sao? Diệp Phàm tôi đường đường do cục trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy bổ nhiệm, bí thư đảng ủy cục, là nhân vật số một của cục xây dựng, phải chuyển vị trí cho ông từ khi nào thế? Xem ra ông đã giáp tâm sẵn rồi, công nhiên miệt thị lãnh đạo do ban tổ chức cán bộ địa ủy bổ nhiệm. Nói, là ai cho ông cái quyền đó? Diệp Phàm cho một cái tát rất oai vũ. Trần Văn Khải chớp mắt vài cái, giả đứng đắn, hừ thanh nói. Phó chủ tịch địa khu đường chỉ thị, cậu dám nói phó chủ tịch địa khu đường không phải lãnh đạo sao? Phó chủ tịch địa khu đường chỉ thị, lấy ra cho tôi xem, công văn đâu? Diệp Phàm hỏi. Thư ký Trương thông báo bằng miệng. Trần Văn Khải có chút hoảng, những chuyện xử lý Diệp Phàm thế này nếu chỉ dựa vào lời nói cửa miệng thì không đúng quy tắc, nói có cũng đúng, nói không có cũng đúng. Đến lúc đó Đường Thiên Thạch chối thì có phải người xui xẻo chắc chắn là mình không? Ha ha, Phó Cục trưởng Trần, tôi thấy ông gần đây có chút hồ đồ. Đi về nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi cho ông nghỉ phép một tuần, không cần đi làm đâu. Khi nào hiểu rõ rồi thì đi làm trở lại. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Cậu dựa vào cái gì đình chỉ công tác của tôi, dựa vào miệng một nhóc con còn hôi sữa sao, bố mày ở cục xây dựng khi mày còn chưa có trong bụng mẹ đấy. Nét mặt già của Trần Văn Khải nhăn nhúm lại, cảm thấy hôm nay nếu không hạ được Diệp Phàm thì sau này còn có ai nghe mình nữa. Nói đến chỗ kích động, dầm một tiếng, vài ly trà trên bàn bị Trần Văn Khải dùng tay hất thẳng xuống đất, tiếng vỡ của mảnh sứ vang lên. Không phải Trần Văn Khải cố ý, chỉ có điều do quá kích động nên mới thế. Tôi có nói đình chỉ công tác của ông sao? Nhìn thấy không, các đồng chí, có vài đồng chí tinh thần có chút hồ đồ, đến tốt xấu cũng không phân biệt được. Ôi, tôi vốn muốn cho đồng chí trở về nghỉ ngơi một tuần, không thể tưởng được. Diệp Phàm dùng giọng điệu mềm nhẹ nói. Thằng nhãi này đột nhiên cao giọng nói. Đồng chí Trần Văn Khải, ông xem đi, làm vậy là một đảng viên sao? Công nhiên có thái độ này ở trong cuộc họp của tổ đảng. Đồng chí, nơi này là ủy ban tổ đảng cục xây dựng, là trung tâm của quyền lực và trang nghiêm của đảng, không phải nhà riêng hay là cái vườn rau. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cục xây dựng của chúng ta sẽ thành ra cái gì? Tôi chính thức thông báo ông biết, với tình trạng có thái độ quá mức kích động này, còn thêm việc không phục tùng chỉ thị lãnh đạo, công nhiên miệt thị quyết định của ban tổ chức cán bộ địa ủy. Diệp Phàm kể một hơi một hồi, nói tới đây thì tạm dừng, nhìn qua tất cả mọi người liếc mắt một cái, nói. Tôi, thay mặt đảng ủy cục xây dựng xử phạt cảnh cáo đồng chí Trần Văn Khải, trước tiên sẽ tạm thời cách chức chờ tỉnh quyết định. Khi nào nhận kiểm điểm sai lầm thì lại tiếp tục công tác. Tôi đồng ý với đề nghị của Cục trưởng Diệp, đồng chí Trần Văn Khải làm vậy không giống một đảng viên, xem cuộc họp đảng ủy trang nghiêm của chúng ta là cái gì, công nhiên miệt thị Cục trưởng, người đại diện cho tổ chức, cho đảng. Hành vi này không khác gì của lưu manh vô lại, tác phong này không thể chấp nhận, việc này không thể kéo dài. Chu Trường Phong lập tức chen vào. Cục trưởng Cố, ông thấy sao? Diệp Phàm quay sang. Nhìn chằm chằm Cố Toàn, thuận miệng nhìn luôn phó chánh văn phòng Mã Tự Siêu nói. Chú ý ghi chép lại nội dung cuộc họp, về sau có lãnh đạo đến kiểm tra công tác, nói không chừng sẽ cần xem biên bản cuộc họp. Cố Toàn môi mấp máy vài cái, rốt cục há mồm nói. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Lý Mỹ Mỹ và Triệu Lôi tất nhiên hy vọng Cục trưởng Diệp hung hăng đại sát huy phong của Phó Cục trưởng Trần, nên cũng lập tức há mồm tán thành. Trịnh Minh Chu mồm thè lưỡi. Cuối cùng thở dài nói. Tôi, đứng phía trung lập. Kỳ thật đó chính là thái độ bỏ quyền. Tôi kiên quyết phản đối, Phó Cục trưởng Trần làm vậy không sai. Giang Trường Ba hừ thanh nói. Phó Cục trưởng Trần làm đúng, vậy xếp Diệp làm sai rồi có phải hay không? Khanh khách, Lý Mỹ Mỹ đột nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Nhưng, đối với cách xử lý Phó Cục trưởng Trần vừa rồi đã có 5 người đồng ý, Cục trưởng Diệp. Có phải nên nói thông qua hay không? Thông qua. Diệp Phàm lạnh giọng hừ nói. Nếu tổ đảng đã thông qua cách xử lý Phó Cục trưởng Trần, Phó Cục trưởng Giang nói Phó Cục trưởng Trần làm đúng, vậy ý đó không phải nói chúng ta đều làm sai rồi sao? Lý Mỹ Mỹ đã sớm châm hỏa sẵn trong bụng, giờ phút này rốt cục cũng đã tìm chỗ phun ra. Xếp Diệp, hình như theo quy định, Ủy ban tổ đảng là đại diện cho tổ chức đảng,
là cơ cấu quản lý cao nhất của cục xây dựng. Phó cục trưởng Giang đã đưa ra những lời ngôn luận vừa rồi có phải không phục lãnh đạo của tổ chức đảng hay không? Triệu Lôi cũng châm dầu vào lửa. Ha ha, xem ra đồng chí Giang trường ba này cũng có chút mơ hồ, có lẽ là gần đây do công việc nhiều nên có chút mệt mỏi chăng? Tôi vừa rồi phân công lại công tác trong cục, cảm thấy nếu để đồng chí Giang Trường Ba tiếp tục quản lý cục lâm viên thì không thích hợp lắm. Chúng ta đều là cán bộ đảng, đều phải vì sức khỏe của các đồng chí suy nghĩ. Tôi thấy như vậy, Phó Cục trưởng Giang vốn quản lý cục lâm viên sẽ chuyển giao công việc cho đồng chí Lý Mỹ Mỹ quản lý. Về vấn đề phân công công tác của các đồng chí khác, tôi sẽ suy xét, điều tra nghiên cứu sau. Diệp Phàm ném bom ra, nhân cơ hội đoạt quyền của Giang Trường Ba. Chuyển cho Phó Cục trưởng Lý Mỹ Mỹ phần việc béo bỡ bởi vì hắn nhìn ra được Lý Mỹ Mỹ và Triệu Lôi có quan hệ khá tốt, hơn nữa, Triệu Lôi hình như rất nghe lời Lý Mỹ Mỹ nói. Cho nên, khống chế Lý Mỹ Mỹ trước, sau đó sẽ lôi kéo Triệu Lôi. Hơn nữa, cho Lý Mỹ Mỹ một viên kẹo ngọt, tin tưởng Triệu Lôi sẽ động tâm theo. Câu cuối cùng vừa rồi đã nói có ý gì, chính là nói cho các đồng chí đang ngồi ở đây nghe, Diệp Phàm tôi có quyền phân công điều phối công tác của các vị có mặt. Trong tay đã không còn quyền lực, Phó Cục trưởng các người chỉ chờ ăn không khí thôi. Tôi phản đối, tôi kiên quyết phản đối, dựa vào cái gì mà chuyển quyền quản lý Cục Lâm Viên từ trong tay tôi. Phải biết rằng Giang Trường Ba tôi từ khi quản lý Cục Lâm Viên đến nay chưa từng xảy ra vấn đề gì, điều này tất cả mọi người đều thấy. Vô duyên vô cớ, Cục trưởng Diệp, ngài dựa vào cái gì mà làm như vậy, ta sẽ phản ánh tình hình lên lãnh đạo cấp trên. Giang Trường Ba trong lòng chợt thấy lạnh. Hô to lên. Phản ánh tình hình, vừa đúng lúc, ông đem luôn chuyện vừa rồi ông không phục tùng quyết định của tổ đảng báo cáo lên luôn nhé. Hừ, hôm nay tạm thời họp đến đây thôi, sáng ngày mai sẽ họp chính thức, thảo luận vấn đề cải tạo thành nội cũ. Lời thối nói trước, đây là lời mà Bí thư Địa ủy Trang và Phó Chủ tịch Địa khu Triệu thận trọng dặn dò, nếu ai còn dám làm giống như hôm nay thì tự hiểu số phận của mình đi. Đừng trách tôi dùng quyền cục trưởng hành xử. Diệp Phàm mặt trầm xuống, nói xong thì đứng lên. Lại nhìn sang Mã Tự Siêu nói. Nói với đồng chí ở phòng tài vụ một tiếng, gọi bọn họ lập tức đến chỗ tôi cầm công văn phê duyệt đến Cục Tài chính địa khu nhận tiền. Bí thư Trang biết hiện trạng của Cục xây dựng chúng ta nên cấp cho một khoản chi phí là 1 triệu, đi làm thủ tục nhận đi. Diệp Phàm nói xong, bỏ ra ngoài cửa. Phía sau truyền đến một âm thanh. Chỉ nghe Mã Tự Siêu hô lớn. Lão Trần! Ông không sao chứ? Sao thế? Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, thấy Trần Văn Khải đột nhiên cắn chặt hàm răng, sắc mặt trắng bệch, ngã lăn ra sàn nhà. Là thật, không phải giả vờ, hẳn là bị bệnh. Không có việc gì xếp Diệp, hẳn là bệnh cũ thôi, phỏng chừng tim bị đau thắt, trên người ông ta có thuốc, uống vào xong đưa đến bệnh viện sẽ không sao. Trịnh Minh khẩn trương tiến lên phía trước, lấy thuốc từ trong túi của Trần Văn Khải ra cho ông ta uống. Không lâu sau, cơ thể của Trần Văn Khải có phản ứng. Bên này, Diệp Phàm đương nhiên cho người đưa ông ta đến bệnh viện. Trần Văn Khải đột nhiên té xỉu, thật ra đã cho tất cả mọi người một hồi chuông cảnh báo. Hôm nay cũng thấy được thủ đoạn của Diệp Phàm, hình như tên nhóc này so với một vài vị lão thành còn đáng sợ hơn, làm việc căn bản không theo lẽ thường để ra chiêu. Cái quan trọng nhất chính là, lá gan của tên nhóc này lớn. Giang Trường Ba không phải là phó cục trưởng gạo cội lâu đời sao, người ta nói điều chỉnh công tác của ông ta là phân công điều chỉnh liền. Chỉ thị của Đường Thiên Thạch người ta cũng không xem ra gì. Chương 1016, một thôn bị ruồng bỏ. Loại người như vậy, chỗ dựa sau lưng cũng chẳng phải thuộc dạng bình thường. Thủ đoạn lôi đình của Diệp Phàm cũng khiến cho mọi người hiểu được cái gì gọi là điếc không sợ súng. Hơn nữa, người ta vừa ra tay đã kiếm được 1 triệu. Mà còn là bí thư Trang đích thân ký hẳn hoi. Giống như những chức phó như Trịnh Minh, Cố Toàn sau khi suy xét hướng đi của công tác sau này, thì cũng có thái độ với Diệp Phàm. Về phần Lý Mỹ Mỹ, hôm nay chiếc bánh lớn từ trên trời rơi trúng người cô. Người phụ nữ này, liền sướng điên lên, lập tức buộc Giang Trường Ba nhanh chóng tiến hành chuyển giao công tác. Phải biết rằng Viên Lâm thuộc Cục Xây Dựng là chỗ khá béo bở. Chỉ tiền thu vé vào cổng công viên thôi cũng không hề nhỏ rồi. Lý Mỹ Mỹ thậm chí cảm thấy sảng khoái khi cầm bút phê tiền. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Lý Mỹ Mỹ cũng rất cung kính Diệp Phàm, thái độ thay đổi 180 độ. Lý Mỹ Mỹ vừa chuyển biến,
bạn thân thiết của cô cũng nhập bọn. Mà những sếp phó, như Cố Toàn, trong thái độ vừa hâm mộ vừa khâm phục, thì cũng trở nên kiêng dè với Diệp Phàm. Mà Giang Trường Ba, đương nhiên là phẫn nộ những chẳng làm gì được. Còn về người biểu hiện tốt nhất là Chu Trường Phong, thì tin rằng Diệp Phàm sẽ không bạc đãi mình, có chỗ tốt thì sẽ ban xuống, gã vẫn đang chờ đợi. Sau khi Phó Chủ tịch Địa khu Cha Kế Cương bị bắt giam, Đường Thiên Thạch chính là Phó Chủ tịch Địa khu Ngoại vụ thứ nhất nằm ngoài thường vụ. Hơn nữa, gần đây Địa khu Đức Bình trống ra mấy vị trí, Đường Thiên Thạch đương nhiên cũng hoạt động khắp nơi, lúc gió là xem xét để Trịnh Chí Minh thăng chức trưởng ban tổ chức bán bộ, nhưng về sau vẫn lưu lại vị trí trưởng ban thư ký địa ủy. Hơn nữa, Đường Thiên Thạch cũng tiếp xúc qua với Bí thư Trang. Thái độ của Trang Thế Thành đối với Đường Thiên Thạch cũng coi như tạm được, chỉ có điều không trả lời rõ ràng mà thôi. Đường Thiên Thạch cho rằng bản thân mình nắm chắc 60%. Đang lúc hưng phấn thì lại xuất hiện Diệp Phàm. Sau khi nhận được điện thoại của Giang Trường Ba, thì chén trà trên tay Đường Thiên Thạch cũng rơi xuống đất, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh lét như lá trẻ vậy. Bởi vì chỉ thị của Diệp Phàm đối với y như gió bên tai. Điều này, Đường Thiên Thạch tuyệt đối nhẫn nhịn không nổi. Nhịn được thì sau này Đường Thiên Thạch còn triển khai công tác như thế nào nữa chứ, cấp dưới hẳn sẽ chẳng thèm coi y ra gì. Có câu nói, con gà tức nhau tiếng gáy. Đường Thiên Thạch cho rằng thời điểm, Tạo Uy, đã đến, Diệp Phàm chính là con khỉ để mình, Tạo Uy cũng có lợi cho việc xây dựng hình tượng to lớn của Đường Thiên Thạch. Lãnh đạo cấp địa ủy và tỉnh ủy giữ lại một người giỏi giang, có khí phách, có thể chấn giữ được đầu trận tuyến, để lập thế sinh uy vào thường vụ. Diệp Phàm cũng hiểu được, đầu tiên Trần Văn Khải tuyệt đối sẽ không dễ dàng cam chịu, càng đau đầu hơn chính là Đường Thiên Thạch sẽ không ngừng gây sóng gió. Tuy nhiên, Diệp Phàm sớm đã chuẩn bị kỹ. Không Tạo Uy thì sao có thể trị được cục xây dựng to lớn như vậy, không Tạo Uy thì làm sao có thể đẩy mạnh công trình cải tạo khu thành cũ được. Lúc ấy, các phó cục trưởng đều không coi nhân vật số một là mình ra gì, thậm chí còn để lại cho người ta ấn tượng không hay nữa là đằng khác. Cho nên, Diệp Phàm bằng bất cứ giá nào, cũng phải ra tay mạnh mới được. Hôm đầu đi làm đã mượn thế điều chỉnh công tác của Giang Trường Ba, dừng chức của Trần Văn Khải. Hơn nữa, còn là mượn danh nghĩa của tổ đảng, cho dù sau này có xảy ra việc gì thì mình cũng dễ ăn nói. Với lại, về Đường Thiên Thạch, Diệp Phàm biết là y trả thù mình về chuyện của Sa Hồng Quân. Nếu người ta đều xuống tay, thì mình cũng phải phản kháng lại. Nếu Đường Thiên Thạch vấn cắn mãi không buông thì Diệp Phàm phải có tính toán khác, cho y một bài học cũng có khả năng. Phải biết rằng, Vương Triều Trung, Cha Kế Cương đều là những chủ tịch địa khu, phó chủ tịch địa khu lợi hại như vậy mà đều bị mình cho vào nhà lao. Đường Thiên Thạch trong mắt Diệp Phàm, cũng chẳng có gì ghê gớm. Mặc dù y là phó chủ tịch địa khu thứ nhất ngoài thường vụ địa ủy. Nếu Diệp Phàm biết được Hứa Vạn Sơn cũng vì mình mà bị châm biếm thì có khi hắn sẽ coi thường cả thiên hạ mất. 8 giờ sáng hôm sau. Vốn là muốn mở hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề cải tạo thành cũ, tuy nhiên, Diệp Phàm lại đổi chủ ý, dẫn theo mấy người tới địa điểm trung tâm đang cải tạo, nằm ở thôn Đại Vũ giao giới giữa quận Đức Bình và Thông Đô. Lần này người đến tương đối đầy đủ, ngoại trừ Trần Văn Khải vẫn còn trong bệnh viện, Giang Trường Ba xin phép bên ngoài. Còn lại thì đều có mặt. Xe mới dừng ở đầu thôn, vừa xuống xe đã ngửi thấy một mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Thật đúng là kinh khủng thật. Diệp Phàm nhíu mày nói. Trưởng phòng quản lý xây dựng tên là Thái Bồi, khoảng 30 tuổi. Dáng đen gầy như một người nông dân. Nói. Xếp Diệp, thôn Đại Vũ đã thành bãi rác của Đức Bình. Rác rưởi chất thành đống, chị An thì hỗn loạn, về mặt vệ sinh thì xếp cũng thấy rồi đấy. Đây còn là ở bên ngoài đấy, nếu vào trong thì còn hôi thối nữa. Một thôn thôi, tại sao không quản lý sớm vậy? Diệp Phàm hơi có vẻ bất mãn, nói. Xếp Diệp, thôn Đại Vũ này trên danh nghĩa là một thôn, nhưng thực chất thì không phải. Trước kia Đức Bình chưa mở rộng, nơi này có 8 thôn. Sau khi mở rộng, 8 thôn này gộp lại làm một thôn, tên là Đại Vũ. Phạm vi rộng lớn, nhân khẩu đến 80.000 người. Còn lớn hơn cả phố huyện của một huyện nhỏ. Hơn nữa, đây còn là một khu vực đặc biệt. Chu Trường Phong nói tới đây thì dừng một chút. Diệp Phàm hỏi lại. Khu vực đặc biệt ở chỗ nào? Nói nôm na là cha không thương, mẹ không yêu. Phó Cục trưởng Chu Trường Phong đứng bên cạnh cười nói. Thế là làm sao?
Chẳng lẽ nơi này không ai quản hay sao? Diệp Phàm suy nghĩ thoáng qua, thuận miệng hỏi. Đúng vậy đấy sếp Diệp ạ, nơi này đúng là không có ai quản. Cục trưởng Cố Toàn Phong cười nói. Thực sự không ai quản sao? Lãnh đạo ở Đức Bình và Thông Đô làm cái gì? Chẳng lẽ phải do địa khu trực tiếp quản? Diệp Phàm có chút mơ hồ, hỏi. Sếp Diệp, sai rồi, lãnh đạo của quận Đức Bình và Thông Đô đều chỉ có thể đứng nhìn thôn Đại Vũ này thôi, sợ như sợ cọp vậy. Và lại, thôn Đại Vũ này nằm ở giao giới giữa Đức Bình và Thông Đô, nên lượng nhân khẩu lưu động rất nhiều, trị an lại hỗn loạn, kinh tế thì kém phát triển. Hơi tí là quần chúng khiếu kiện, tố lên cấp trên, có lúc mấy trăm người còn kéo lên cổng ủy ban. Năm trước chỉ vì một con lợn chạy sang một thôn nhỏ khác, mà hai thôn ẩu đả với nhau. Cuối cùng, việc này không ngờ làm ầm ĩ đến tận Bắc Kinh. Làm cho lãnh đạo hai khu đều đau đầu kêu khổ, cho nên, thôn Đại Vũ này trở thành một gánh nặng rất lớn. Cuối cùng, hai khu đều đùn đẩy nhau, Đức Bình thì nói thôn Đại Vũ là của Thông Đô, còn Thông Đô thì nói là của Đức Bình. Nên cứ để nó tự sinh tự diệt như vậy. Chu Trường Phong vẻ mặt nghiêm trọng, nói. Địa khu cũng không quản sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hỏi. Quản cũng không quản được, địa khu đương nhiên là biết thôn này đáng sợ, liền đưa văn bản xuống, yêu cầu hai quận Thông Đô và Đức Bình phối hợp với nhau, lại còn lập tổ chuyên môn này nọ, tốn bao nhiêu tiền của, cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì. Chu Trường Phong thiếu chút nữa bật cười. Xem ra đúng là phức tạp thật, thảo nào mà không có ai quản lý. Diệp Phàm thở dài. Thầm nhủ, chắc lại là Trang Thế Thành, nhớ, đến mình rồi. Bây giờ chuyên môn của mình là thành viên đội cứu hỏa rồi, sao nơi nào nghèo là tống mình đến. Trước kia Ngư Dương nghèo, mình đi thì Ngư Dương giàu rồi, Ma Xuyên cũng thế, giờ cũng giàu rồi. Lão Trang ơi là lão Trang, ông tính toán giỏi lắm, coi tôi là thần tiên hay sao. Nhưng, chỉ cần chị được cái thôn Đại Vũ này, không phải lão Trang, đưa tin, đến. Là thị xã La Châu còn đang chờ mình hay sao? Như vậy thì không những phải làm, mà còn phải làm tốt nữa. Sếp Diệp, cũng khó trách lãnh đạo Đức Bình và Thông Đô. Thôn Đại Vũ này có đến 80.000 dân, hàng năm khoản đầu tư vào vệ sinh môi trường cũng không hề nhỏ. Hơn nữa, địa phương này đặc biệt nghèo, 80% là nhà đất hoặc gạch mộc. Chỗ cần đổ tiền vào thì rất nhiều, ai đồng ý suốt ngày đập tiền vào chứ? Kết quả là đã loạn càng loạn hơn. Đã thối càng thối hơn. Giống như một khối u ác tính, ai cũng muốn cắt bỏ. Chu Trường Phong thở dài. Gánh nặng đường xa, 80.000 dân chúng, phạm vi lại rộng lớn. Đơn giản là bảo chúng ta quy hoạch xây dựng lại một tiểu thị trấn. Cái này mất bao nhiêu tiền vậy? Diệp Phàm hỏi. Căn bản là không thể xây dựng được, nơi này chẳng có giá trị sử dụng nào cả. Nếu như có phượng thủy bảo địa gì đó thì còn có thể thu hút mấy ông lớn đến đầu tư. Chu Trường Phong nói, phía trước, chỗ hồi thối không thể ngửi được xuất hiện một gò đất lớn, rác chất thành núi, rộng phải đến một dặm, lũ chuột chạy qua chạy lại. Trông thấy đám Diệp Phàm còn dừng lại, ngước mắt, lên nhìn. Nơi đây sao lại thế này? Diệp Phàm càng nhăn mặt, bước chân qua. Từ từ thôi xếp Diệp, nguy hiểm đấy. Mã Tự Siêu chạy lên lôi Diệp Phàm lại, nhưng gã không cẩn thận, nên theo quán tính bị đẩy vào chỗ đống rác cách đó chừng 3 mét. Xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta phải khiếp sợ, không ngờ Mã Tự Siêu bị thụt vùi xuống, thoáng cái đã thụt đến bắp chân rồi. Diệp Phàm còn tưởng là mắc phải hố bùn sâu nào đấy, nên vội dùng khinh thân để túng thuật, đưa đám phó chủ nhiệm Mã Tự Siêu đi ra, tuy nhiên, trên người anh ta bị bùn đất, rác rưởi hôi thối dính đầy người. Không sao chứ, mau đi rửa đi. Diệp Phàm quan tâm hỏi han. Không sao chứ sếp Diệp, tôi đi rửa là xong mà. Mã Tự Siêu miệng giả bộ nhẹ nhàng, nhưng thực ra y lại thầm vui mừng, ít nhất khi trải qua việc như vậy, thì Cục trưởng Diệp sẽ có ấn tượng tốt về mình, có cơ hội về sau. Chương 1017, Quyền uy Cục trưởng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Diệp Phàm tức giận hỏi. Sếp Diệp, nơi này tên là Hồ Nguyệt Nữ, trước đây là một cái hồ rất đẹp, truyền thuyết kể rằng, có một cô gái tên là Nguyệt Nữ ái mộ thiên tài chỉ thủy Đại Vũ. Luôn đi theo Đại Vũ, sau khi Đại Vũ mất, Nguyệt Nữ vô cùng đau buồn, cô đã khóc rất nhiều, cuối cùng nước mắt của cô đã biến thành hồ Nguyệt Nữ. Tuy nhiên hiện tại, hồ này biến thành một cái hồ chứa rác. Rác của cả Đức Bình và Thông Đô đều đổ vào đây. Chu Trường Phong nói,
Phó Cục trưởng Triệu, vệ sinh môi trường của toàn thành này là do anh quản phải không? Diệp Phàm hừ lạnh hỏi Phó Cục trưởng Triệu Lôi đang đứng bên cạnh. Là tôi quản, nơi này tôi cũng rất rõ. Tuy nhiên, muốn xử lý cái hồ nguyệt nữ này, nếu chỉ dựa vào một chút kinh phí mà cục xây dựng cấp xuống phòng vệ sinh môi trường chúng tôi thì đừng nói là làm sạch hồ nguyệt nữ, mà để đào một cái hố thôi cũng khó rồi. Đức Bình và Thông Đô chỉ biết đổ rác thôi, muốn bọn họ bỏ tiền ra để xử lý hồ nguyệt nữ thì còn lâu. Tôi là phó cục trưởng, nhưng nói thật, nhân vật số 1, số 2 của hai khu này căn bản là chẳng có chút phân lượng nào, người ta chẳng coi ra gì. Thông báo thì năm nào cục chúng ta cũng phát, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Chúng tôi không thể tự ra tay được, muốn cũng chẳng có kinh phí mà làm. Triệu Lôi phỏng chừng đã nghĩ, đối sách, cho nên trả lời khá lưu loát, đầy đủ, Diệp Phàm muốn phê bình cũng chẳng biết bắt đầu thế nào. Không có tiền thì không thể làm những việc không cần đến tiền sao. Như cái hồ này, nếu người già và trẻ em rơi xuống thì không phải dễ dàng bị rác vùi lấp hay sao? Diệp Phàm hừ nói. Không có tiền thì làm được cái gì chứ? Triệu Lôi có chút bực bội, nói cũng to hơn. Làm gì ư, đặt một tấm biển cảnh báo nguy hiểm thì tốn bao nhiêu tiền? Diệp Phàm nói lớn, trong lòng Triệu Lôi cũng có chút sợ hãi. Hôm qua, Trần Văn Khải lợi hại như vậy còn bị cục trưởng Diệp trị cho một trận như vậy, mà mình thì làm sao so sánh được với Trần Văn Khải? Nếu thực sự làm cho người thanh niên này bực mình, thì việc bị hắn đẩy vào, lãnh cung, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nói, lúc này Trần Lôi cũng chẳng hài lòng với việc phân công quản lý của mình, nhưng dù gì thì cũng có một chút thực quyền. Chẳng hạn như phân công quản lý vệ sinh, Triệu Lôi phụ trách việc bảo đảm vệ sinh của một số tuyến đường chính của thủ phủ Đức Bình, xử lý rác thải, quản lý nhà vệ sinh công cộng, quản lý việc xử lý rác của các đơn vị, tư nhân. Mà việc quản lý xử lý rác của những đơn vị, tư nhân cũng kiếm được không ít lợi lộc. Ví dụ, anh là một công xưởng tư nhân, nếu anh đưa hồng bao thì Triệu Lôi sẽ lập tức cử người xuống dọn rác thải, còn không đưa thì mười mấy ngày sau, không chịu nổi nữa thì cũng phải đưa hồng bao thôi. Cho nên, Triệu Lôi vội vàng nói. Sếp Diệp, tôi biết rồi, tôi lập tức gọi người đi làm. Thấy thái độ của Triệu Lôi còn, tạm chấp nhận được, như vậy, hơn nữa cũng mới đến, cho nên Diệp Phàm cũng chẳng thèm so đo với cô làm gì. Diệp Phàm không biết, trải qua việc ngày hôm qua, có thể nói, vô hình chung hắn đã lập nên hình tượng về một cục trưởng, bá chủ cũng có thể nói là đã có uy tín rồi. Đi dạo một vòng, ngoại trừ để làm hố đựng rác ra thì hồ nguyệt nữ không còn giá trị gì nữa. Hơn nữa, càng đi dạo càng thấy buồn. Phải cải tạo địa bàn lớn như vậy, bao nhiêu tiền mới đủ đây? Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ. Âm thầm kinh hãi đồng thời cũng hiểu được mục đích mà Trang Thế Thành bỏ ra 1 triệu. Phỏng chừng 1 triệu đổ vào cái thôn này cũng chẳng đủ, Diệp Phàm cảm giác như mình bị mắc lừa vậy. Cùng lúc này, Đại hội ủy viên địa ủy Đức Bình đang tiến hành, Đường Thiên Thạch đương nhiên ngồi dự, bởi vì ông ta cũng là một trong những ủy viên của địa ủy, chỉ không phải là ủy viên thường vụ thôi. Đại hội trước tiên thảo luận những vấn đề có liên quan đến công trình trọng điểm quốc lộ Thiên Tường. Đồng chí Thiên Thạch, đồng chí hãy nói một chút về việc cải tạo thôn Đại Vũ đi. Lúc này Trang Thế Thành gọi đích danh Đường Thiên Thạch, hội nghị hôm nay, một việc quan trọng khác chính là vấn đề cải tạo thôn Đại Vũ này. Trang Thế Thành cũng sớm biết rằng thôn Đại Vũ này, khó xơi. Mà đem Diệp Phàm chuyển đến cục xây dựng, đến địa bàn huyện Ma Xuyên cũng không cần nữa rồi. Chứng tỏ thôn Đại Vũ này đã đến mức không cải tạo không được nữa rồi. Mà Diệp Phàm là cục trưởng cục xây dựng, Trang Thế Thành đương nhiên là có thâm ý sâu sắc. Thưa Bí Thư Trang, thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí. Thôn Đại Vũ có lẽ mọi người đều nghe qua rồi. Việc mất vệ sinh thì không nói, mà là những vụ án về trị an thường xuyên xảy ra, hàng năm đều có người bị giết. Có mấy vụ đến giờ vẫn chưa phá được, đây đúng là một khối u ác tính của Đức Bình chúng ta. Nếu không ra tay để cải tạo một cách triệt để thì e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đường Thiên Thạch đầu tiên nói ra những điều đáng sợ của thôn Đại Vũ, lập tức ánh mắt của gần 20 ủy viên địa ủy đổ dồn về ông ta. Ừ, tôi chính là người lớn lên ở thôn Đại Vũ. Mới đây thôi, thôn Đại Vũ chúng tôi phong cảnh như một bức tranh. Mỗi khi trăng tròn, người thôn của 8 thôn lân cận đều đến Hồ Nguyệt Nữ dạo mắt ngắm trăng, đông đúc, vui vẻ vô cùng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế của Đức Bình, các thôn khác thì càng ngày càng đẹp lên,
trong thi thôn Đại Vũ của chúng tôi càng ngày càng bẩn, càng ngày càng xấu đi. Đến nay, thì Hồ Nguyệt Nữ đã hoàn toàn biến thành nơi chứa rác. Thôn Đại Vũ, có một đại danh, là thôn rác rưởi. Hơn nữa, lãnh đạo hai khu Đức Bình và Thông Đô đều buông tay mặc kệ, thôn Đại Vũ đã biến thành một đứa trẻ không cha không mẹ rồi. Với 80.000 dân, nơi này thậm chí còn lớn hơn cả một thị trấn của một huyện nhỏ, cục công an địa khu cũng chẳng lập đồn ở đây. Tôi muốn hỏi các vị lãnh đạo một chút, thôn Đại Vũ có còn là một địa bàn của các vị nữa không? Có còn là địa phương của chính phủ nữa không? Chẳng lẽ thôn Đại Vũ biến thành bãi rác rồi, thì đợi người từ sao hỏa xuống quản sao? Liễu Ngọc Muội mới được điều từ tỉnh xuống đảm nhiệm chức phó chủ tịch địa khu, nhiều năm không về nhà, giờ đây khi về thăm lại trông thấy tình cảnh đáng sợ này, trong cuộc họp liền phát hỏa, và, điểm nhắm, chính là lãnh đạo hai khu Đức Bình và Thông Đô. Nhân vật số 1 của Đức Bình là Vương Thông Bình và nhân vật số 1 của Thông Đô là Thái Hồng Kỳ, mặt đều xám xịt lại, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người, nên lập tức chuyển dần thành màu đỏ. Tuy nhiên, Vương Thông Bình có chỗ dựa cũng khá vững chắc, nên lên tiếng phản bác trước. Phó Chủ tịch địa khu Liễu, Đảng ủy quận Đức Bình chúng tôi chẳng lẽ không muốn quản lý thôn Đại Vũ hay sao? Muốn thì muốn đấy, nhưng thôn Đại Vũ đầu tiên là phân chia khu vực không rõ ràng. Rốt cục là thôn này thuộc quận Đức Bình hay Thông Đô thì địa khu cũng nên nói rõ ràng, cụ thể. Theo như trên bản đồ, thôn Đại Vũ toàn bộ hướng về phía quận Thông Đô, cho nên thôn Đại Vũ này nên đi ô quận Thông Đô quản lý mới đúng. Mà quận Đức Bình chúng tôi giúp đỡ nhiều năm như vậy là tốt lắm rồi. Vương Thông Bình khá là xảo quyệt, liền đem trách nhiệm đổ lên đầu người Thái Thông Kỳ. Ha ha, lão Vương, ông nói như vậy là không công bằng rồi. Các vị có mặt ngồi đây đều là ủy viên địa ủy. Rất nhiều người đều sinh ra và lớn lên ở Đức Bình. Ai mà không biết, toàn bộ thôn Đại Vũ đều hướng vào phía Bắc, như thôn Càn Thiên nằm ở trung tâm Đại Vũ, mà đỉnh đều chạm vào Ủy ban Nhân dân quận Đức Bình. Cái này, ở ngay dưới mắt mọi người, nhưng lại mặc kệ, rồi lại đổ lên đầu quận Thông Đô chúng tôi, thật là buồn cười. Thái Hồng Kỳ cũng không vừa, nói xong, khiến Vương Thông Bình có chút không chịu nổi. Thằng nhãi này trong lòng thầm chửi, lão Thái, ông cũng chẳng cần phải nói những lời này đâu. Thôn Khôn Địa cách phòng công an quận Thông Đô của các người xa sao. Ông không xem, những vụ án thường xuyên xảy ra, công an quận Thông Đô các người nhắm mắt làm ngơ, đợi cục công an địa khu cử người đến xử lý. Nếu các người giữ được trị an thì tạo thành một thôn Đại Vũ thê thảm như bây giờ sao? Vương Thông Bình cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu, phản kích Thái Hồng Kỳ về phương diện trị an. Xem ra, hai vị đều chưa nhận thức được sai lầm của bản thân. Nếu hai vị đều cho rằng thôn Đại Vũ không phải là địa bàn của mình, thì tại sao còn đem rác đổ vào thôn Đại Vũ? Liễu Ngọc Muội cười lạnh nói. Phó Chủ tịch địa khu Liễu, thực ra chuyện này là lỗi của cục xây dựng. Vương Thông Bình sử dụng, càn khôn đại Nazi, lôi cục xây dựng vào. Thái Hồng Kỳ vừa thấy, cũng phụ họa nói. Đúng vậy, cục xây dựng không có quy hoạch xử lý rác. Đức Bình mỗi ngày thải ra bao nhiêu rác, cũng không có một sắp xếp thống nhất, không có chỗ đổ rác, mà không thể bảo chúng tôi đem rác trả cho từng nhà được. Không đổ vào thôn Đại Vũ thì đổ vào đâu, mời Phó Chủ tịch địa khu Liễu ra một chỉ thị, chúng tôi cũng dễ xử lý. Lão Thái nói đúng lắm, tôi cũng có ý này. Vương Thông Bình đột nhiên quay ra liên minh với kẻ thù ban nãy, để dồn vào Phó Chủ tịch địa khu Liễu. Hai lão này đều là những kẻ, lão luyện, trong chốn quan trường ở Đức Bình. Nên cũng chẳng coi Phó Chủ tịch địa khu Liễu mới đến, quản lý văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật này ra gì. Được rồi, đây là lúc để đùn đẩy trách nhiệm hay sao? Trang Thế Thành mặt nghiêm lại, đập nhẹ mặt bàn hừ nói. Sau đó lại quay sang phía Đường Thiên Thạch nói. Tiếp tục vấn đề trọng điểm đi. Ha ha, Bí Thư Trang, các vị lãnh đạo. Vừa rồi đồng chí Thông Bình và đồng chí Hồng Kỳ đều nói đến cục xây dựng. Hiện tại, là một lãnh đạo phân quản cục xây dựng, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, cũng phải nói một chút đến cục xây dựng. Lão cục trưởng cục xây dựng là đồng chí Vương Nghiêm đã nghỉ hưu rồi, tôi cũng không nói làm gì. Cục xây dựng đích xác có vấn đề như vậy, đây chính là quan niệm công tác, thái độ công tác chưa đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của cục xây dựng không nằm ở đây. Đường Thiên Thạch nói đến đây, cố tình dừng lại một chút, sau mới nói tiếp. Trước mắt, vấn đề lớn nhất chính là tác phong công tác của một số đồng chí, thái độ công tác rất có vấn đề.
Ở đây, tôi không thể không phê bình cục trưởng mới đến là đồng chí Diệp Phàm. Đường Thiên Thạch nói ra những lời này, toàn bộ đều lặng im. Thậm chí có người còn đưa mắt liếc nhìn Trang Thế Thành. Chương 1018, binh đến tướng chặn. Đồng chí Thiên Thạch, đồng chí Diệp Phàm hình như mới đi làm được một ngày, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì hay sao? Chắc là không phải như vậy chứ. Phó Chủ tịch Thường trực Địa khu Triệu Sa Thành cố ý hỏi, còn lắc lắc đầu ra vẻ không tin. Thực ra, tay này cũng chẳng có thiện ý gì cả. Biết rõ Trang Thế Thành tin tưởng Diệp Phàm, còn cố ý chọc vào. Đương nhiên là y không muốn ra tay với Diệp Phàm, Triệu Sa Thành không có cái gan đó. Mà muốn mượn tay Diệp Phàm để kéo Đường Thiên Thạch xuống ngựa, bởi vì trong này có nguyên nhân của nói. Sau khi Phó Chủ tịch Địa khu Cha bị bắt giam, Phó Chủ tịch Địa khu xếp thứ hai, thứ ba chính là Đường Thiên Thạch và Chu Mỹ Sâm. Mà gần đây, Địa ủy chống ra hai chức béo bở là trưởng ban thư ký và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật. Nghe nói ý trên tỉnh là hai vị trí chống kia để cho Địa ủy Đức Bình giới thiệu một người, còn một người thì trên tỉnh cử cán bộ xuống hoặc từ địa khu khác điều đến. Cái này tạo thành sức mạnh của hai Phó Chủ tịch Địa khu Đường Thiên Thạch và Chu Mỹ Sâm, trước mắt đang phân cao thấp. Mà Triệu Sa Thành và Chu Mỹ Sâm có quan hệ khá chặt chẽ, đương nhiên hy vọng Chu Mỹ Sâm có thể vào thường vụ, về sau tại hội nghị thường vụ địa ủy cũng có đồng minh che chở, tranh được ích lợi sẽ lớn hơn nữa. Hôm qua sau khi nghe nói Diệp Phàm và Đường Thiên Thạch có chút xích mích, thì Triệu Sa Thành đã ký chủ ý. Cho nên hôm nay dụng ý của Đường Thiên Thạch thì Triệu Sa Thành cũng đoán được vài phần, đoán chừng là muốn lấy Diệp Phàm để tạo uy, và tạo thế cho việc vào thường vụ. Triệu Sa Thành sau khi biết mối quan hệ của Diệp Phàm và Trang Thế Thành, mà phản ứng của Đường Thiên Thạch cũng yếu đi rất nhiều. Đường Thiên Thạch muốn dùng Diệp Phàm để tạo uy, chắc chắn đã động đến Trang Thế Thành, đến lúc đó Trang Thế Thành tức giận, phỏng chừng việc nhập thường vụ của Đường Thiên Thạch liền tan thành mây khói. Đường Thiên Thạch như vậy chính là tự lấy đá đập đầu mình, trong lòng Triệu Sa Thành biết rất rõ điều này, cho nên cười thầm trong bụng. Phó Chủ tịch Địa khu Đường nói đến cục xây dựng, thì Triệu Sa Thành biết ngay là ông ta muốn tóm Diệp Phàm, vì vậy, lập tức đốt lửa lên, cho thêm lão Đường chút củi nữa, để cho lửa cháy càng mạnh hơn. Để cho lão Đường bị thiêu chết, thì chính là mục đích của Triệu Sa Thành. Quả nhiên, hỏa càng bốc mạnh hơn. Lập tức nói. Phó Chủ tịch Địa khu Triệu, ông đoán đúng rồi đấy. Đồng chí Diệp Phàm ngày đầu tiên đi làm đã bỏ gánh rồi. Đường Thiên Thạch vừa nói những lời này ra, toàn hội trường lập tức ồ lên. Một số ủy viên không kìm nổi nhỏ giọng nói thầm nói. Cũng quá không thể tin nổi, ngày đầu tiên đi làm liền đã bỏ gánh rồi, đây là cán bộ kiểu gì vậy, thật không tưởng tượng nổi. Một ủy viên khác nhỏ giọng nói. Bây giờ... Có một số cán bộ lấy quy tắc của đảng ra làm trò đùa, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Ngày đầu tiên đi làm đã bỏ gánh rồi, người như vậy hiếm, nhưng không phải không có. Thảo nào đến mấy đống rác cũng không giải quyết được, người như vậy sao đảm nhiệm được chức cục trưởng cục xây dựng chứ? Cục xây dựng là một cục lớn, thị chính, bảo vệ môi trường, phòng ốc, điểm nào không liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Vương Thông Bình lập tức lớn tiếng nghị luận, đương nhiên. Mục đích là cho cục xây dựng thật thảm hại, lại càng không phải chịu trách nhiệm, không để dính dáng gì đến quận Đức Bình của mình. Ừ, người cầm lái cục xây dựng là quan trọng nhất. Thái Hồng Kỳ phụ họa theo, hai người giống như bằng hữu tốt vậy. Hừ, ở đây là hội trường chứ không phải là cái chợ. Trang Thế Thành hừ nói, trong phòng lập tức im lặng như tờ. Đồng chí Thiên Thạch, nói thì phải đưa ra chứng cứ. Tôi không hy vọng là một phó chủ tịch địa khu lại đi dồn ép một cục trưởng mới đến nhậm chức. Chúng ta đều là những đảng viên lão thành, phải gương mẫu một chút. Nơi này là hội nghị ủy viên địa ủy chứ không phải là vườn rau bãi cỏ mà có thể tùy tiện phun nhổ. Triệu Sa Thành lại hướng về Đường Thiên Thạch, bề ngoài thì trông rất công đạo, nhưng thực chất là giáp tâm bất lương. Ừ, đồng chí Thiên Thạch, nói xem chuyện gì xảy ra vậy. Hạ Hải Vĩ cũng lên tiếng. Đường Thiên Thạch nói ra những lời này, khiến Hạ Hải Vĩ không chịu nổi. Vừa thấy Hạ Hải Vĩ tân phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh kiêm Đức Bình phó bí thư địa ủy cũng phát hỏa, Triệu Sa Thành trong lòng lại âm thầm tự đắc, cảm thấy tất cả đều nắm trong lòng bàn tay rồi. Thằng nhãi này cười thầm nói, lão Đường, xin lỗi, là ông tự lấy đá đập vào chân mình, tự liếm vết thương cho mình đi. Tuy nhiên, Trang Thế Thành vẻ mặt vẫn nghiêm túc, không tỏ thái độ, cũng không biết ông có suy nghĩ gì.
Tuy rằng nghe nói Diệp Phàm và Trang Thế Thành có quan hệ khá chặt chẽ, nhưng đây cũng chỉ là tin vỉa hè thôi. Ai cũng không thể chứng thực, có lẽ Trang Thế Thành chỉ lợi dụng Diệp Phàm mà thôi. Bởi vì, Triệu Sa Thành không phải là người trong vòng của Trang Thế Thành, nếu là Ôn Tín Niên, ông ta chắc chắn không nghĩ như vậy. Buổi sáng ngày hôm qua, tôi gọi đồng chí Diệp Phàm vào văn phòng, là cho cậu ta giải thích một chút về việc cải tạo thành cũ. Dù sao đây cũng là một việc quan trọng của địa khu, hy vọng cậu ta dẫn dắt cục xây dựng cuối năm đưa được ra phương án. Ai ngờ cậu ta ngại nhiệm vụ nặng, ngại thời gian ngắn không chịu tiếp nhận việc này. Tôi đã nói hết nước hết cái, nhưng rất tiếc là đồng chí Diệp Phàm không thèm nghe. Từ chối thực hiện nhiệm vụ, lại còn nói tôi lằng nhằng, liền đứng dậy bỏ đi luôn. Thấy đồng chí có thái độ như vậy với công việc, tôi liền cho cậu ta dừng chức, yêu cầu cậu ta về kiểm điểm. Các vị lãnh đạo, các đồng chí, việc cải tạo thôn là một sự kiện quan trọng. Nếu về sau quốc lộ thiên tường làm xong, lãnh đạo cấp trên trông thấy thôn Đại Vũ như vậy thì phỏng chừng sẽ trách lãnh đạo Đức Bình chúng ta không làm việc. Vì đại cục, chúng tôi mới bất đắc dĩ làm như vậy. Lúc đó gọi thư ký thông báo cho Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Trần Văn Khải tạm thời chủ trì công việc của Cục Xây dựng. Ai ngờ, buổi chiều Diệp Phàm vẫn tổ chức họp tổ đảng của Cục, hơn nữa, không nhìn chỉ thị của lãnh đạo cấp trên. Đồng chí Trần Văn Khải có đem chỉ thị của tôi ra, nhưng lại làm cho đồng chí Diệp Phàm giận dữ. Lập tức cho Trần Văn Khải dừng chức, còn yêu cầu người ta tự kiểm điểm, cho điều chỉnh phân công để trả đũa đồng chí có ý kiến trái với mình trong cuộc họp đảng ủy là Giang Trường Ba. Đồng chí Trần Văn Khải không chịu được nhục, tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, may mà được đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không, Đức Bình chúng ta lại mất đi một đồng chí tốt rồi. Đối với những kẻ coi thường kỷ luật, vô tổ chức đường thiên thạch của trách Diệp Phàm, đương nhiên là cũng nửa thực nửa giả. Thật chẳng ra làm sao cả, đây là một đảng viên đảng Cộng sản sao? Tôi nghe giống như một kẻ lưu manh vậy. Trưởng ban tuyên giáo địa ủy Đường Lệ Chi và Đường Thiên Thạch có chút quan hệ họ hàng, cho nên, lập tức đứng ra phê phán Diệp Phàm. Trưởng ban Đường, chú ý dùng từ một chút, đồng chí Diệp Phàm là cục trưởng cục xây dựng địa khu được hội nghị thường vụ địa ủy thông qua mới bổ nhiệm. Đồng chí ấy đã hết mình trong việc xây dựng quốc lộ thiên tường, chẳng lẽ trưởng ban Đường nghi ngờ con mắt của cả hội nghị thường vụ địa ủy hay sao? Nếu đồng chí Diệp Phàm là lưu manh thì hội nghị thường vụ địa ủy chúng ta là cái gì chứ? Hừ, Hạ Hải Vĩ kia mặt nghiêm, khí thế mãnh liệt. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm là do tôi vừa mới đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ khi đề danh đề cử, có phải trưởng ban Đường cũng nói tôi là lưu manh sao? Trưởng ban tổ chức cán bộ Trịnh Chí Minh và Trang Thế Thành có quan hệ mật thiết, lập tức phụ họa Hạ Hải Vĩ giáp công hướng về phía Đường Lệ Chi. Bí thư Hạ, trưởng ban Trịnh, vừa rồi tôi cũng chỉ lỡ miệng thôi, không hề có ý chửi các đồng chí. Tuy nhiên đồng chí Diệp Phàm làm việc cũng thật là khác người. Đường Lệ Chi kia mặt lập tức liền đỏ, song mặt giáp công, cô chịu không nổi nữa, đành phải nhận sai. Sau đó, vẫn cắn chặt Diệp Phàm không buông. Chưa điều tra rõ ràng thì chưa có quyền lên tiếng. Nếu Phó Chủ tịch địa khu Đường nói đồng chí Diệp Phàm làm việc như vậy, sao không gọi đồng chí Diệp Phàm đến đây, nghe đồng chí ấy nói một chút. Nếu đúng là như vậy thì tức là đồng chí xử lý tốt, còn nếu, ha ha. Không nói nữa. Để gặp đồng chí Diệp Phàm rồi nói. Bí thư đảng quần chúng Tôn Quốc Đống đa mưu túc trí, âm thầm giúp Diệp Phàm. Từ khi Tôn Quốc Đống lên chức bí thư đảng quần chúng, trở thành nhân vật số 3 của Đức Bình, kia quyền lợi đương nhiên cũng có chút bành trướng. Thiết lập lại vòng tròn nhỏ của mình chính là tính toán của Tôn Quốc Đống. Nếu có thể thiết lập được thì sau này cũng đỡ chênh lệch với Trang Thế Thành. Dù sao, con của Tôn Minh Ngọc cũng phải dựa vào mình. Lúc có quyền không dành cho con chỗ tử tế thì khi lui về rồi có muốn cũng không thực hiện được. Ừ, chủ nhiệm Khương, lập tức gọi điện cho đồng chí Diệp Phàm, bảo cậu ấy đến ngay phòng họp địa ủy. Trang Thế Thành giải quyết dứt khoát, Đường Thiên Thạch thiếu chút nữa mặt chuyển thành màu tím. Vốn dĩ tưởng rằng miệng lưỡi của mình có thể khiến cho các vị lãnh đạo giáng tội Diệp Phàm. Ai ngờ người ta lại muốn đối chất, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nữa một người họ hàng của mình là thích trưởng ban tuyên giáo Đường Lệ Chi chỉ ho he một tiếng là bị Hạ Hải Vĩ và Trịnh Chí Minh giáp công, đến ngay cả bí thư đảng quần chúng Tôn Quốc Đống cũng như muốn nói giúp Diệp Phàm vậy, khiến cho Đường Thiên Thạch lòng nguội lạnh rồi. 20 phút trôi qua, đồng chí Tiểu Diệp vội vã tới y phòng họp địa ủy với vẻ mặt không hiểu.
Liếc qua Đường Thiên Thạch, Diệp Phàm trong lòng đã đoán ra được một chút. Phó trưởng ban thư ký địa ủy Khương Xuân Linh nhanh chóng thuật lại những gì mà Đường Thiên Thạch nói. Hạ Hải Vĩ hỏi, đồng chí Diệp Phàm, tình hình này có thật hay không? Nửa thật nửa giả. Diệp Phàm thật thà gật gật đầu. Lời này vừa ra, Đường Thiên Thạch lập tức hô. Tôi Đường Thiên Thạch có thể dùng 20 năm tuổi đảng cam đoan, những gì ở cuộc họp ủy viên địa ủy mà tôi trần thuật lại, hoàn toàn là sự thật, không nửa lời giả dối. Chương 1019, cạm bẫy. Đừng kích động đồng chí Thiên Thạch, cứ bình tĩnh lờ đã, để đồng chí Diệp Phàm nói một chút đã. Triệu Sa Thành dường như tốt lắm vậy, khuyên Đường Thiên Thạch. Kỳ thực là cố ý thêm dầu vào lửa. Ừ. Đường Thiên Thạch bất đắc dĩ gật đầu, ngồi xuống một cách không cam lòng. Phần lớn những gì mà Phó Chủ tịch Địa khu Đường nói đều là tình hình thực tế, thế nhưng, sáng hôm qua sau khi tôi vào văn phòng của ông ta, Phó Chủ tịch Địa khu Đường chỉ bảo tôi làm mấy cái phương án quy hoạch thành cũ thôi. Các vị lãnh đạo cũng nắm được, các công trình nhà mới xây dựng của Đức Bình chúng ta không nhiều lắm, có khoảng 70% phòng ốc ở thủ phủ địa khu là thuộc loại cũ kỹ. Nếu theo cách nói của Phó Chủ tịch Địa khu Đường thì cục xây dựng địa khu của chúng ta không được đăng mạng hoàn toàn. Lúc đó tôi hỏi anh ta cụ thể phải cải tạo chỗ nào, dù sao lãnh đạo cấp trên đã coi trọng việc cải tạo thành cũ như vậy, phải chăng là có công văn chuyển xuống. Thế nhưng Phó Chủ tịch Địa khu Đường lại không đưa được công văn ra, cũng không nói cục xây dựng phải quy hoạch lại chỗ nào. Thủ phủ Đức Bình lớn như vậy, 7 phần nhà cũ đều phải quy hoạch lại, như vậy kêu cục xây dựng chúng tôi phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, nhiệm vụ quá nặng, trước cuối năm là phải đưa ra được phương án. Điều tôi muốn nói chính là, Phó Chủ tịch Địa khu Đường giao nhiệm vụ cho cục xây dựng chúng tôi, kỳ thực chính là quy hoạch lại toàn bộ thủ phủ Đức Bình. Đừng nói trước cuối năm quy hoạch xong mà ngay cả việc thăm dò tình hình toàn bộ thành đã là điều khó làm được rồi. Dù sao, các đồng chí ở cục xây dựng không phải là thần tiên, phù phép một cái là có thể thành công. Cho nên... Ngay tại chỗ tôi đã trực tiếp từ chối một nhiệm vụ không thể hoàn thành, không thể nào có chỗ bắt đầu, thay vì làm một cách mơ hồ thì tốt hơn hết là không làm. Diệp Phàm vừa mới nói xong. Đường Thiên Thạch không nén được từ nãy, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm, anh dựa vào mồm không nói suông mà dựng được câu chuyện khá đầy đủ như thế, tôi thật khâm phục. Công văn địa khu mấy hôm trước đã xuống rồi, tôi không phải đã giao cho cục xây dựng các anh. Nhiệm vụ nặng nề như vậy thì chắc tôi đã phạm phải sai lầm hạ cấp sao? Thật là làm bừa bãi. Phó Chủ tịch Địa khu Đường, anh nói là công văn đã đưa cho cục xây dựng, người nào nhận vậy? Lúc đó tôi đã hỏi Phó Chánh Văn phòng Mã Tự Siêu, anh ta nói không nhận công văn nào như vậy. Hỏi cả Phó Cục trưởng Chu, anh ta cũng nói chưa nghe thấy công văn nào như vậy. Nếu có công văn, có thể xác định địa điểm và phạm vi cải tạo thành cũ, Diệp Phàm tôi dám không làm sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại một cách mạnh mẽ. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, anh nói là Mã Tự Siêu không nhận công văn đó, điểm này tôi rất nghi ngờ động cơ của anh đó. Đường Thiên Thạch bất ngờ cười một cách ma quái. Thế nhưng, Diệp Phàm cũng đang cười hỏi. Thế là ý gì, tôi có động cơ gì? Diệp Phàm tôi như thế nào thì ai cũng biết. Ai cũng biết ư, anh dám kêu Mã Tự Siêu đến đây làm sáng tỏ việc này trước mặt toàn thể ủy viên không? Đường Thiên Thạch giọng điệu tương đối khí thế, lường trước được mọi việc. Hạ Hải Vĩ đang ngấm ngầm bóp chặt mồ hôi cho Diệp Phàm, có ủy viên hình như đoán được gì đó, cảm giác con chim non Diệp Phàm này đã bị chúng phải cạm bẫy rồi. Hạ Hải Vĩ vội vã nhắc khéo Diệp Phàm nói. Thời gian gấp, nhiệm vụ trọng, tôi nghĩ việc đối chất là không cần thiết, lãng phí thời gian. Hy vọng mọi người đoàn kết nhất trí, làm cho thôn Đại Vũ thay đổi hoàn toàn. Ừ, không cần thiết. Lại chả có ý nghĩa gì. Lúc này, Ôn Tín Niên vừa mới vào cũng đáp lại một câu. Hừ, phải làm rõ tình hình, còn phải để ý thời gian sao? Ủy viên chúng tôi rốt cục là phải tin Phó Chủ tịch Địa khu Đường nói hay là đồng chí Diệp Phàm? Cứ phải làm rõ ràng sự tình là tốt nhất, ai đang nói dối, nhìn là biết. Theo phương diện nhỏ mà nói, đây là trách nhiệm cá nhân đồng chí, theo phương diện lớn mà nói, đây là khảo nghiệm lòng trung thành của một đảng viên. Tin rằng các vị ủy viên đang ngồi tại đây đều không muốn thấy một lời nói dối nhiều tập, những việc gì cán bộ không làm. Lúc này, Cục trưởng Công an Địa khu Lâm Thiên đột nhiên thêm lời, xem manh mối, tự nhiên là nhắm ngay vào Diệp Phàm nã pháo rồi. Ừ,
trong hai đồng chí chắc chắn là có một người đang nói dối, chúng tôi làm công tác chính trị pháp luật, làm rõ sự việc là trách nhiệm của chúng tôi. Bí thư Trang, tôi hy vọng anh có thể chủ trì việc này, làm rõ sự tình. Một ủy viên địa ủy ở cuộc họp dám nói dối hùng hồn đầy lý lẽ, khi làm việc chả nhẽ không dám dối trên lừa dưới, thậm chí làm sằng làm bậy. Đối với loại người như vậy, nên phê bình giáo dục, nhất định không thể nương tay, bằng không, chính là phụ trách nhiệm của đảng và nhà nước giao cho. Chánh án tòa án địa khu Cẩu Kiến Hưng và Lâm Thiên Đồng quan hệ mật thiết, hơn nữa, quan hệ cũng khá tốt với Đường Thiên Thạch, cho nên, lập tức trợ uy ngay. Tôi nghĩ anh Cấu nói đúng, nên điều tra rõ sự thật, ai đang nói dối, nhìn là biết, bằng không thôn Đại Vũ cải tạo loại trọng yếu nào. Như vậy tin rằng các đồng chí phụ trách đang ngồi ở đây đều lo lắng mà. Trưởng ban tuyên giáo Đường Lệ Chi ngóc đầu trở lại, bắt đầu bắn pháo. Bí thư Trang, tôi kiên quyết yêu cầu gọi Mã Tự Siêu đến. Đường Thiên Thạch tràn đầy tin tưởng. Vậy, được rồi. Trang Thế Thành nghiêng liếc Diệp Phàm một cái bất đắc dĩ gật gật đầu, phát hiện người này không một chút hoảng hốt, hơn nữa lại tương đối bình tĩnh, thầm nghĩ chẳng lẽ thằng danh này đã sớm tính kế rồi sao? Ngược lại Đường Thiên Thạch bị rơi vào bẫy, chắc không thể đâu, thằng danh này sao có thể làm được hơn loại quan trưởng lõi đời Đường Thiên Thạch này. Không lâu, Mã Tự Siêu tới. Đồng chí Mã Tự Siêu, hy vọng anh có thể lấy sự thật làm căn cứ, thành thật nói rõ ràng sự việc. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hạ Hải Vĩ lên tiếng. Tóm tắt sự việc một lượt, Mã Tự Siêu mặt có chút đỏ, thân thể hình như hơi hơi có chút run lên. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Lại liếc mắt nhìn Đường Thiên Thạch một cái, nói. Ngày hôm qua lúc cục trưởng Diệp vào văn phòng của phó chủ tịch địa khu Đường, hỏi tôi có công văn về cải tạo thành cũ gần đây truyền xuống hay không. Lúc đó tôi lấy ra, cục trưởng Diệp xem qua rồi đi. Buổi chiều anh ta nói họp thành viên tổ đảng, trước khi họp anh ấy đột nhiên hỏi tôi. Nói là công văn về cải tạo thôn Đại Vũ các phòng khác hoặc phó cục trưởng phải chăng đều đã nhận được, tôi nói chỉ có văn phòng giữ một bản, các nơi khác không có. Cuối cùng, anh ta cẩn thận dặn tôi, nói rằng nếu có ai hỏi tới công văn thôn Đại Vũ thì bảo cấp trên không chuyển tới cục xây dựng chúng ta. Hơn nữa, lúc đó, Mã Tự Siêu nói đến đây, giống như bộ dạng có chút sợ hãi liếc trộm Diệp Phàm một cái, hành động này của ông ta rất rõ ràng, làm cho người khác không ngừng suy nghĩ. Đồng chí Mã Tự Siêu, lúc ấy thế nào, nói tiếp đi, đừng sợ gì cả, ngồi ở đây đều là địa ủy viên, sẽ đối xử công bằng với anh. Đường Thiên Thạch dáng vẻ nghiêm nghị. Phó chủ tịch địa khu Đường, anh là cán bộ đảng, không phải đại lý chợ rau. Hy vọng anh hiểu chút quy củ, bây giờ tôi có sự ủy thác của bí thư Trang điều tra sự việc này, anh cũng là một trong những đương sự, không được gây áp lực cho nhân chứng, nếu không, sẽ ảnh hưởng tới sự chính xác trong câu từ của nhân chứng. Hạ Hải Vĩ nghiêm mặt, làm như giống tư thế của quan tòa, hừ nói với Đường Thiên Thạch. Tôi biết rồi bí thư Hạ. Đường Thiên Thạch trong mắt hiện lên một tia thù hằn, đỏ mặt nhận sai. Anh nói tiếp đi. Hạ Hải Vĩ cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Xét theo lời chứng vừa nói của Mã Tự Siêu, xu thế tương đối rõ ràng, tuyệt đối bất lợi đối với Diệp Phàm. Lúc đó cục trưởng Diệp còn gợi ý với tôi, chỉ cần nghe lời anh ta, về sau vị trí chánh văn phòng của cục xây dựng sẽ là của tôi. Với lại, vị trí phó cục trưởng bị trống. Anh ta còn ám chỉ nói là phỏng chừng phó cục trưởng Giang Trường Ba không ở vị trí này lâu nữa. Còn nói nếu có cơ hội sẽ đề cử tôi. Tôi lúc đó có chút sợ hãi, tuy nhiên, anh ấy là cục trưởng, tôi không dám phản đối, đành phải gật đầu. Thế nhưng, hôm nay, Mã Tự Siêu nói đến đây, Diệp Phàm như nhớn nhác la lớn. Mã Tự Siêu, mẹ thằng chó, sao có thể ngậm máu phun người, hôm qua tao rõ ràng hỏi mày. Mày nói không có công văn nào liên quan đến cải tạo thành cũ gửi xuống, sao lại toàn nói tầm bậy như thế? Đồng chí Diệp Phàm, nơi này là hội nghị địa ủy viên, đang điều tra sự việc của anh, xin đừng phát ngôn bừa bãi. Hạ Hải Vĩ không thể không bản cau mặt giáo huấn Diệp Phàm. Bởi vì đám người Đường Thiên Thạch, Lâm Thiên đang ở một bên như hổ rình mồi, không nói chắc chắn là không được, Trang Thế Thành không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ Diệp Phàm chắc là bị tên lõi đời Đường Thiên Thạch này tính kế rồi, rốt cuộc sao lại thế này. Tôi biết rồi bí thư Hạ. Diệp Phàm cúi đầu, mặt cũng đỏ một chút. Bí thư Hạ, sự thật dường như khá rõ ràng rồi. Đường Lệ Chi đầu hơi ngửa ngửa, bước hướng về phía Hạ Hải Vĩ. Ha ha,
người như vậy mà có thể chủ trì một cục lớn như cục xây dựng ư, đúng là trò đùa. Lâm Thiên ỷ vào có người đứng sau, cũng chả sợ đắc tội với ai, bắt đầu châm chọc. Đồng chí Diệp Phàm, anh thừa nhận lời nói của Mã Tự Siêu à? Hạ Hải Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Ngậm máu phun người. Diệp Phàm hừ nói. Anh có chứng cứ gì chứng minh Mã Tự Siêu ngậm máu phun người, giả dụ như lúc anh hỏi Mã Tự Siêu thì có ai ở hiện trường? Hạ Hải Vĩ mịt mờ nhắc nhở nói. Không có. Diệp Phàm lắc đầu dứt khoát. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm không có, nhưng tôi lại có nhân chứng. Lúc đó công văn đó là thư ký Trang Thiết của tôi mang tới cho cục xây dựng. Lúc tới đồng chí Giang Trường Ba của cục xây dựng thì đúng lúc nhìn thấy, cũng nhìn lướt qua, còn hỏi Trương Thiết, sao có thể cải biến hết thôn Đại Vũ, thế thì phải cần bao nhiêu tiền? Trương Thiết còn nói đây là việc lãnh đạo địa khu quyết định, chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu như không tin các vị có thể gọi cục trưởng Giang Trường Ba lên hỏi. Đường Thiên Thạch mỉm cười mặt lộ vẻ người thắng trận. Gọi điện thoại cho Giang Trường Ba, phải được chứng thực, lúc đó chính xác là anh ta ở đó, tất cả mọi chứng cứ đều theo chiều hướng bất lợi cho Diệp Phàm. Hạ Hải Vĩ kia cũng nhục mặt rồi, việc này làm trước mắt mấy chục vị ủy viên, muốn tuân tư chắc cũng không được. Phỏng chừng Diệp Phàm đã vô tình rơi vào loạt bẫy răng sẵn của Đường Thiên Thạch. Lão Hạ đành phải dở cái tha tự quyết, miệng nói. Việc này nhất thời còn không hiểu rõ ràng, tôi nghĩ qua một thời gian điều tra cặn kẽ nữa rồi sẽ xử lý. Bí thư Hạ, sự thật vô cùng xác thực rồi, nhân chứng lời chứng đều rõ mồn một, còn có cái gì không rõ ràng đâu. Ha ha, nếu như loại việc này còn bị coi là chưa rõ ràng, vậy tòa án chúng tôi một vụ án sợ rằng phải làm mất mười mấy năm. Cậu Kiến Hưng lạnh lùng hừ nói, tư thế bức cung. Việc này, bí thư Trang, ông thì sao? Hạ Hải Vĩ bất đắc dĩ hỏi Trang Thế Thành. Việc này, Trang Thế Thành vừa mới nói có hai chữ, thư ký của Hạ Hải Vĩ Giang Kiệt tới nói vào tai ông ta vài câu. Hạ Hải Vĩ mắt sáng lên, đột nhiên nói. Bí thư Trang, chờ một chút, sự tình có chút biến đổi. Vừa rồi có đồng chí không nói tên đưa một túi văn kiện tới Ủy ban Kỷ luật, nói là bên trong rất quan trọng, một ít tư liệu về Đường Thiên Thạch. Tôi nghĩ ta nên kiểm tra một chút rồi nói sau. Được, anh đi xem xét trước đi. Trang Thế Thành cũng liền mượn gió bẻ măng. Chương 1020, chụp ngược. Bí thư Trang, chỉ bằng mời bí thư Hạ đem những tài liệu có liên quan lên ủy ban. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng. Vậy cũng được. Trang Thế Thành kỳ quặc liếc nhìn Diệp Phàm, thầm nhủ lẽ nào thằng nhãi này lại đang chơi người ta. Không lâu sau, Hạ Hải Vĩ đã trở lại. Cầm một gói văn kiện lớn, đưa nó cho Trang Thế Thành, Trang Thế Thành sau khi mở ra nhìn lướt qua một lượt, thấy bên trong có một hộp băng, dùng tai nghe nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hừ lạnh nói, quả là càn quấy. Quay đầu lại hừ giọng nói với Phó Bí Thư Khương. Đem cái băng này mở ra cho các ủy viên nghe đi, quả thực quá bừa bãi. Phó Bí Thư Khương Xuân Linh lập tức chỉnh máy ghi âm, lát sau truyền ra giọng của Giang Trường Ba. Mã Tự Siêu, anh nghĩ kỹ chưa? Mã Tự Siêu trả lời. Phó Chủ tịch Địa khu Đường, ông thực sự có thể đề cử tôi làm Phó Cục trưởng Cục Xây dựng sao? Tôi hiện nay chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng, tuy nói hưởng thụ đãi ngộ cấp trưởng phòng, nhưng thăng lên Phó Cục trưởng, cái này hình như kinh nghiệm vẫn còn thiếu một chút. Anh ngốc à, có Phó Chủ tịch Địa khu Đường ở đây, chuyện gì mà không sắp xếp được chứ? Nói thật với anh, Phó Chủ tịch Địa khu Đường sắp vào hội nghị thường vụ địa ủy. Đến lúc đó giải quyết cho một phó cục trưởng nhỏ như anh không phải dễ như trở bàn tay sao? Mã Tự Siêu, anh nên hiểu rõ tình thế, đến lúc đó đừng hối hận. Giang Trường Ba tức giận. Tôi muốn chính miệng Phó Chủ tịch Địa khu Đường cho tôi một lời hứa. Mã Tự Siêu giống như sợi gân, Đường Thiên Thạch cứng rắn gật đầu. Không thành vấn đề, Mã Tự Siêu, đến lúc Diệp Phàm gặp xui xẻo, cục trưởng cục xây dựng sẽ do đồng chí Giang Trường Ba đảm nhiệm. Thế không phải còn chống một vị trí sao? Đến lúc đó sẽ Diệp Phàm đồng chí Giang Trường Ba đề cử anh lên, tôi ở địa ủy nói thêm vài câu cho anh, không phải là được rồi à? Chút chuyện nhỏ cũng đáng để anh như thế sao, lẽ nào anh lại không tin tưởng năng lực của Đường Thiên Thạch tôi? Hừ, Đường Thiên Thạch dường như tức giận rồi. Vậy được rồi, tôi cũng không đủ sức, nếu không thể nào lật được Diệp Phàm, sau này tôi coi như cũng xong luôn rồi. Mã Tự Siêu nổi cơn độc ác. Hết băng ghi âm. Hạ Hải Vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Tự Siêu, hỏi.
Người gửi hộp băng này tới có ghi chú rõ trên đó, nói là vô tình phát hiện anh giấu cuộn băng này, cho nên mới nghi ngờ, lén đem nghe một chút, mới biết được là chuyện gì, cho nên đưa đến đây. Mã Tự Siêu bắp chân đã sớm nhũn ra, sắc mặt trắng bệt, thì thào không nói nên lời. Hạ Hải Vĩ vừa thấy, lập tức la lên. Còn chưa nhận tội, lẽ nào muốn đến ủy ban kỷ luật? Hạ, bí thư Hạ, tôi nói. Tối qua Giang Trường Ba bảo tôi đi uống rượu, không ngờ là phó chủ tịch địa khu Đường đã ở đó. Bọn họ hỏi chuyện của Diệp Phàm, rồi dặn tôi nhất định phải cắn chặt, nói là đã thu được văn kiện rồi. Hơn nữa còn lấy đề bạt phó cục trưởng làm mồi dẫn, cho nên, tôi cho rằng, cục trưởng Diệp, tôi xin lỗi, Mã Tự Siêu tôi bị mỡ heo làm cho ngu muội rồi, tôi. Mã Tự Siêu chân cẳng mềm nhũn, lập tức trở nên nhu nhược. Còn phó chủ tịch địa khu Đường, mặt cũng trắng bệch, sự thực đã bày ra trước mắt, ông ta muốn cãi bướng, nhưng miệng chỉ thì thào mấy lần chứ không thốt nên lời, mặt Đường Lệ Chi tím ngắt, hận không thể một phát nuốt ngay tên bà con xa này vào bụng. Trong mắt Diệp Phàm ánh lên một tia xảo quyệt, nhưng, vẫn bị Trang Thế Thành nhìn thấy. Có thể khẳng định chuyện này là do Diệp Phàm làm ngược lại thế cục. Không thể ngờ tay ra đời trong chốn quan trường như đoàn trưởng Thiết mà bị con chim non Diệp Phàm này hạ gục. Kỳ thực, Diệp Phàm sớm đã biết được chút tình hình từ miệng của đám Chu Trường Phong, biết gần đây Mã Tự Siêu rất gần gũi với Giang Trường Ba, chắc hẳn là vì chuyện phù chính. Cho nên, mới ngầm để mắt, sau khi từ phòng của Đường Thiên Thạch trở về thì chú ý đến chuyện này, âm thầm gọi Trần Quân đến, lén đi theo Giang Trường Ba, không thể ngờ có thể câu được con cá lớn Đường Thiên Thạch, còn có cả con cá nhỏ Giang Trường Ba, Mã Tự Siêu đương nhiên không được xếp vào hàng rồi, chỉ coi là hạng thép siêu. Diệp Phàm, Đường Thiên Thạch tôi gặp hẳn, tên nhãi cậu đừng đắc ý, sẽ có người chỉ cậu thôi, hừ. Đường Thiên Thạch đột nhiên nổi điên hét to một câu, xoay đầu lại nói với Trang Thế Thành. Bí thư Trang, ông xử phạt Đường Thiên Thạch tôi thế nào, tôi nhận. Cuối cùng, thằng nhãi này hung hăng liếc nhìn Mã Tự Siêu một cái, không thể ngờ mọi chuyện lại hỏng vì tên tép siêu Mã Tự Siêu này. Vì Mã Tự Siêu sợ Đường Thiên Thạch sau này quyệt nợ, làm chuyện qua cầu rút ván. Cho nên, trước đó đã để tâm, lén ghi lại lời nói của Đường Thiên Thạch. Kỳ thực, Mã Tự Siêu không ghi âm, Trần Quân cũng sớm đã ghi âm rồi. Mã Tự Siêu đã động thủ rồi, Trần Quân cũng không đưa băng ghi hình ra làm gì. Tránh Diệp Phàm bại lộ, như vậy dù nói mọi người có nghi Diệp Phàm làm, cũng chẳng có gì khẳng định, chỉ có thể đoán thôi. Còn nếu đưa băng ghi hình, thì từ hoài nghi Diệp Phàm sẽ trở thành khẳng định. Trong chốn quan trường dù nói mọi người đều chơi ngầm, nhưng chỉ âm thầm chơi thôi, chứ còn kiểu chơi ngầm bị bại lộ, sẽ bị người tác hy hận gần xa. Thử hỏi, ai mà còn dám nói chuyện với anh chứ? Buổi chiều. Chuyện này đương nhiên được chuyển lên cục xây dựng, phó cục trưởng Giang Trường Ba bị người của ủy ban kỷ luật mang đi, chắc là muốn ra cũng khó. Mã Tự Siêu bị Hạ Hải Vĩ trực tiếp mời về ủy ban kỷ luật uống trà từ hiện trường. Còn Đường Thiên Thạch. Cũng có kết cục như vậy, vì, đó phạm vào tội vu cáo hãm hại, muốn ra, chắc là không có khả năng. Trần Văn Khải thầm vui mừng, may là nằm viện nên tránh được một kiếp nạn, bằng không, nếu không nằm viện thì cũng nói không chừng rồi. Nhưng, Trần Văn Khải cũng thầm mắng Đường Thiên Thạch không phải người, trước đây miệng nói là sẽ đề cử mình ngồi lên ngai vàng số 1 của cục xây dựng, không ngờ lại ngầm đồng ý với Giang Trường Ba. Mà Giang Trường Ba này, ngoài mặt tương đối cung kính với mình, quan hệ tương đối mật thiết, không ngờ cũng là loại người mặt trái mặt phải. Nhưng, Diệp Phàm dĩ nhiên cũng bị mốt đám ghi tạc trong đầu. Về phương diện khác mà nói, chấn động thế trong cục xây dựng địa khu làm một số đồng chí dao động bất định, tin là họ sẽ cảnh giác cao độ, biết nên nghe vào ai. Diệp Phàm, thôn Đại Vũ đã được dọn dẹp toàn diện, kiến thiết lại tương đối quan trọng. Đương nhiên, cải tạo thôn Đại Vũ là trách nhiệm nặng nề. Nhưng, thời gian không đợi người, tôi hy vọng trong vòng một năm anh có thể nắm được thôn Đại Vũ, thành rồng thành gấu anh tự lựa chọn. Trang Thế Thành tôi chỉ rõ cho anh, vị trí bí thư thành ủy La Châu, tin là anh vừa ý. Muốn được đề bạt, muốn lên vị trí lãnh đạo quan trọng hơn, thì phải làm ra thành tích khiến người ta run sợ mới được. Anh cũng không cần phải nói với tôi về quốc lộ thiên tường, đó chỉ có thể nói là quá khứ của anh. Luận điệu cũ rích nhắc lại chẳng có hương vị. Chúng ta phải suy nghĩ về tương lai mới đúng. Trang Thế Thành giơ roi lên quất cho con ngựa Diệp Phàm phi, lần này rất thẳng thắn, trực tiếp đem mũ quan làm viên đạn bọc đường.
Kỳ thực Trang Thế Thành cũng không đợi được rồi, cho nên, mới kê đơn thuốc mạnh như vậy. Bí thư Trang, tôi sẽ cố gắng. Diệp Phàm gật đầu, tuy nhiên, chợt nhíu mày lại, nói. Nhưng, thôn Đại Vũ là vấn đề nan giải của thủ phủ Đức Bình chúng ta. Lãnh đạo hai khu Đức Bình, Thông Đô đều coi đó là ôn thần, cục diện rối rắm. Chỉ dựa vào mình cục xây dựng chúng tôi, muốn nắm được thôn Đại Vũ, đó kia tuyệt đối không thể. Bí thư Trang, không phải tôi không nghĩ đến thị xã La Châu, mà chỉ là ngắm mai nhưng không thể ngừng khát. Anh có ý gì, cứ nói thẳng. Trang Thế Thành vẻ mặt nghiêm túc, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, biết người này không hung hăng thì không chịu chạy, phải ép sát mới được. Tôi muốn quyền lực. Diệp Phàm nói. Quyền lực, cục xây dựng là cục lớn của địa khu, đơn vị cấp dưới rất nhiều, tương đương chiếm nửa giang sơn quản lý của địa khu rồi, anh còn ngại không đủ quyền lực sao? Trang Thế Thành trong lòng chấn động, thầm nhủ, khẩu vị tên nhãi này không nhỏ. Cục xây dựng rất lớn, nhưng, thôn Đại Vũ rộng 7-8 dặm, nhân khẩu đạt hơn 80 ngàn. Nơi đây là giữa hai địa khu Đức Bình, Thông Đô không người quản lý, nghiễm nhiên là một thành trong nước. Bấn loạn không nói, vấn đề trị an càng nghiêm trọng. Cục xây dựng dù nói có chút quyền chấp pháo, nhưng làm sao có thể chống lại đối kháng dũng mãnh của dân? Cục xây dựng có thể điều động công an sao? Không thể, cục xây dựng có thể chỉ huy được cục đất đai sao? Hiển nhiên không thể, còn có rất nhiều việc tôi không liệt kê ra. Tôi đưa ra những ví dụ này là muốn nói rõ với ngài một số vấn đề, vì những cục này chiếm vị trí trọng yếu trong việc cải biến thôn Đại Vũ, bọn họ không đáp lại tôi sao làm việc? Nếu cho tôi một danh hiệu ủy viên thường vụ, thế thì còn tạm được. Diệp Phàm hỏi ngược lại. Tên nhãi, khẩu vị không nhỏ nhỉ, không ngờ ngay cả danh hiệu ủy viên thường vụ cũng dám hô lên. Đương nhiên, cậu không phải không thể vào ủy viên thường vụ, tôi còn câu nói kia, nắm được thôn Đại Vũ, có chiến tích đến La Châu, sau khi con đường quốc lộ thiên tường hoàn công ở La Châu, kinh tế sẽ tăng lên bậc mới, thị xã La Châu, là thị xã đứng đầu của Đức Bình ta, địa vị kinh tế còn cao hơn so với hai địa khu Đức Bình, Thông Đô. Muốn vào hội nghị thường vụ, có thể. Trang Thế Thành suýt bị Diệp Phàm chọc cười, cảm thấy dục vọng quyền lực của tên nhãi này quá cao. Lớn đến nỗi làm người ta khiếp sợ. Ha ha, danh hiệu ủy viên thường vụ tôi biết hiện nay đương nhiên là không có khả năng, chỉ có điều giả dụ trước, nếu các lãnh đạo muốn tôi đi gặm khúc xương khó gặm thôn Đại Vũ, địa khu phải ủy quyền. Diệp Phàm cắn chặt không buông. Thế nào là ủy quyền, Tiểu Diệp, nói cụ thể đi. Trang Thế Thành khép nửa mắt. Do cục xây dựng đứng đầu, tốt nhất là tạo thành một ủy ban liên hợp các phòng ban kiến thiết thôn Đại Vũ do công an, quốc thổ, điện tín, thu hút đầu tư, thống nhất hành động. Diệp Phàm mờ mịt liếc nhìn Trang Thế Thành. Ừ, cách này không tệ. Trang Thế Thành gật đầu. Cậu nói tiếp đi. Còn một vấn đề nhữ là vấn đề sở hữu thôn Đại Vũ. Ừ, cái này đúng là vấn đề nan giải. Nếu ủy ban kiến thiết thôn Đại Vũ có tiền, ắt hẳn hai khu Đức Bình, Thông Đô đều đến giành địa bàn. Nếu ủy ban kiến thiết không có tiền, ắt hẳn hai địa khu đều đùn đẩy cho nhau, cuối cùng chẳng ai chịu nhận địa bàn này. Trang Thế Thành nói, khép nửa mắt, lâu sau, đột nhiên trợn mắt, nói. Đối với vấn đề sở hữu thôn Đại Vũ, chắc cậu có cách của mình. Đừng giấu nữa, nói nhanh đi. Đem hóa giải thôn Đại Vũ, thành lập một khu mới, gọi là quận Đại Vũ cũng được. Sẽ phân ranh giới giữa hai khu Đức Bình, Thông Đô rút ra một thị trấn, hình thành một khu mới có khoảng 120.000 dân. Khu mới có địa vị bình đẳng với Đức Bình, Thông Đô, bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo khu mới từ địa khu, ông thấy sao? Diệp Phàm giấu đầu lòi đuôi, Trang Thế Thành đương nhiên liếc mắt đã nhìn thấy trò bịp của tên nhãi này, cười nói. Tiểu, Diệp Dã Tâm không nhỏ nhỉ, thế thì không phải cậu đã chạy đến làm nhân vật số một quận Đại Vũ kia hay sao? Chương 1021, ý tưởng xây dựng khu mới. Ha ha, việc này tôi không dám nghĩ, tôi chẳng qua là nói lên chút kiến nghị, vấn đề bộ máy lãnh đạo là việc của lãnh địa địa khu, tôi chỉ từ việc xây dựng phát triển thôn Đại Vũ mà nêu lên vài ý kiến thô thiển. Có tiếp thu hay không là việc của quyền của lãnh đạo các ngài. Diệp Phàm cười nói. Được, ý tưởng này hay lắm, nhưng lại liên quan tới hai khu Đức Bình và Thông Đô, muốn tách một thị trấn thuộc hai khu này ra, quy hoạch lại khu vực hành chính của hai khu này, vấn đề này cũng rất lớn. Cậu nghĩ xem, hai khu Đức Bình,
Thông Đô tự nhiên bị rút mất một thị trấn, lãnh đạo của khu sẽ không phản đối sao? Hơn nữa, nhân dân hai thị trấn kia cũng chưa biết có chịu nhập vào khu Đại Vũ mới thành lập hay không. Phải biết rằng khu Đại Vũ gây dựng từ hai bàn tay trắng, chính quyền khu sẽ không thể có nhiều tiền để cấp cho. Đương nhiên, nếu đồng chí Tiểu Diệp có ý thành lập được khu mới thì tôi cũng có thể nêu việc này ra hội nghị thường vụ địa ủy. Nhưng không biết cậu đã chuẩn bị tốt chưa, phải biết rằng một khu nghèo mới được thành lập, có lẽ còn khó làm hơn cả việc đưa huyện Ma Xuyên thoát khỏi tình trạng nghèo nhất tỉnh ngày trước. Thôn Đại Vũ căn bản là một đống rối rắm, cậu đã có tâm lý chuẩn bị hay chưa? Trang Thế Thành nghiêm túc hỏi. Nếu không thì làm đơn giản hơn vậy, việc cắt một thị trấn chỗ giáp danh của hai khu Đức Bình, Thông Đô coi như bỏ qua, lấy thôn Đại Vũ thành lập một khu mới là xong, để địa ủy cử người quản lý. Diệp Phàm trong lòng cũng có chút sợ hãi, tình hình của thôn Đại Vũ quả thực quá khó khăn. Ý tưởng thành lập khu mới chỉ là nhất thời xuất hiện, nếu để hắn đi làm người đứng đầu, có thể đưa khu mới phát triển được không thì cũng khó nói. Diệp Phàm đương nhiên cũng không chắc chắn, chưa biết chừng không làm được còn gặp bao nhiêu chuyện phiền phức. Cuối cùng ngày cả miếng mồi béo bở là thị xã La Châu cũng bị mất luôn. Bí thư Trang, đây chỉ là chút ý tưởng của tôi, cuối cùng quyết định thế nào, lãnh đạo bảo sao thì tôi làm vậy. Bất kể có tiền hay không, tôi sẽ cố gắng cải thiện tình hình thôn Đại Vũ. Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Diệp Phàm lại lùi thêm một bước. Ừ, cậu về trước, tôi suy nghĩ một chút. Trang Thế Thành gật đầu nói. Trong hai ngày Diệp Phàm cũng đã cơ bản nắm được tình hình của thôn Đại Vũ, trong lòng không khỏi buồn bực. Thôn Đại Vũ này đúng là rách nát, không có lấy một nhà xưởng gì, toàn là một đống nhà rột nát, rác rưởi khắp nơi. Có lẽ giải quyết đống rác rưởi của toàn bộ khu vực Đức Bình này cũng đã là một công trình cực lớn, không có 400-500 ngàn thì đừng có mơ. Trang Thế Thành cho 1 triệu, lập tức đã đi tong 400-500 ngàn rồi, quả thực là khiến Diệp Phàm lòng đau như cắt. Hơn nữa, việc xử lý Hồ Nguyệt Nữ cũng cần một khoản tiền lớn, không xử lý xong Hồ Nguyệt Nữ thì có lẽ sau khi giải quyết xong đống rác rưởi kia người ta lại sẽ đổ rác xuống, vừa phí công còn tốn công tốn của. Hơn nữa, thôn Đại Vũ bởi vì bẩn thỉu nên ảnh hưởng cũng rất không tốt, người ta vừa nghe đến thôn Đại Vũ là đã lắc đầu, đều coi đó như là bãi rác vậy. Nhưng Diệp Phàm sau khi nghiên cứu thì đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ, thôn Đại Vũ này trước kia do 8 thôn hợp thành. 8 thôn này lần lượt gọi là Càn Thiên, Khôn Địa, Trường Trấn, Khảm Trung, Cấn Thiếu, Tốn Nữ, Ly Dương, Đoái Trường. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện ra, tên của 8 thôn này có liên quan chặt chẽ với 8 phương vị trong bát quái của Trung Quốc. Nếu có thể làm trò gì ở bát quái này thì sẽ có thu hoạch lớn. Người Trung Quốc rất tin việc này, Diệp Phàm cũng đã có chút ý tưởng về việc này. Muốn cải tạo thôn Đại Vũ thì phải có tiền sẽ dễ làm việc. Nhưng khu Đức Bình cũng sẽ chẳng thể cấp nổi bao nhiêu tiền, còn thôn Đại Vũ cũng chẳng phải còn gà đẻ trứng vàng, mà là một con gà đẻ trứng thối. Muốn quả trứng thối này ra tiền, so với việc bắt đàn ông sinh con có lẽ còn khó hơn. Nhưng Diệp Phàm có ý tưởng của riêng mình, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngẫm nghĩ về ý tưởng này, và yêu cầu các đồng chí ở phòng quy hoạch căn cứ theo phương vị bát quái quy hoạch thôn Đại Vũ. Để làm rõ vấn đề này, Diệp Phàm cũng đã đi thăm viếng vài vị bát quái kinh dịch đại sư, nhờ đó cũng đã có được chút ý tưởng mới. Qua tìm hiểu Diệp Phàm mới biết thầy phong thủy nổi tiếng trong nước hiện nay là Trương Đạo Lâm ở núi Võ Đang, Diệp Phàm liền vội vàng đi tới núi Võ Đang. Nhưng nghe nói Trương Đạo Lâm cũng không phải là đạo sĩ núi Võ Đang, chỉ ở đó mà thôi, hơn nữa về mặt phong thủy thì đúng là nổi tiếng trong ngoài nước. Người này tính tình cổ quái, người bình thường khó mà gặp được. Nghe nói cổng chính của Bộ Tài chính quốc gia chính là do ông ta xem phong thủy cho. Diệp Phàm sau khi tới núi Võ Đang liền đi thẳng tới chùa Thấu Nguyệt, sau khi công đức 10.000 tệ thì cũng gây được sự chú ý với trụ trì Trương Vu Chính của chùa Thấu Nguyệt. Đương nhiên, Diệp Phàm trong lòng rất xót xa, nhưng bước đầu tiên của kế hoạch của hắn đã thành công, ít nhất là gặp được trụ trì Trương Vu Chính. Nghe nói Trương Đạo Lâm ở trên một ngọn núi cách không xa chùa Thấu Nguyệt, có quan hệ rất tốt với trụ trì Trương Vu Chính. Diệp Phàm chẳng qua cũng chỉ là dương đông kích tây, muốn thông qua Trương Vu Chính để làm quen với Trương Đạo Lâm. Sau một ván cờ, Diệp Phàm đã bị Trương Vu Chính đánh cho không còn mảnh giáp, vội nói. Trình độ cờ của trụ trì đúng là xuất thần nhập hóa, vãn bối khó mà chống đỡ nổi, ha ha. Nghe hắn nịnh như vậy,
Trương Vũ Chính tuy đã ngoài 60 rồi nhưng vẫn rất thích thú. Xem ra ngay cả một người sống tiêu dao như Trương Vũ Chính cũng khó thoát khỏi hai chữ danh lợi. Không tồi, Diệp thí chủ, cậu mới 20 tuổi đã có thể cầm cự với tôi nửa canh giờ, trong đám thanh niên cũng có thể coi có chút bản lĩnh. Trước kia, những người như cậu thường đi trước mà không ngó sau, chỉ mấy phút là kết thúc ván cờ. Trương Vũ Chính cười ha ha, vuốt râu, thực ra trong lòng rất đắc ý, ánh mắt thoáng qua đó đã bị đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn thấy. Trụ trì có khen vãn bối, chút bản lĩnh của vãn bối sao đáng để trụ trì để ý tới, chẳng qua là trụ trì quan tâm tới hậu bối mà thôi, ha ha ha. Diệp Phàm khiêm tốn nói, thực ra trình độ cờ của Diệp Phàm cũng không tồi. Hồi còn bé suốt ngày đánh với sư phụ, hồi cấp 2 cũng đã từng nhất thành phố. Nhưng so với Trương Vũ Chính thì vẫn còn kém xa. Ha ha ha, Diệp thí chủ rất khiêm tốn, người trẻ tuổi mà được như vậy rất hiếm có. Xã hội tiến bộ, coi trọng thể hiện bản thân, thanh niên bây giờ sợ không thể hiện hết được bản thân mình, còn ai chịu khiêm tốn che đậy nữa chứ? Trương Vũ Chính cười. Trụ trì nói đúng, xã hội hiện đại không còn là thời hữu xạ tự nhiên hương nữa rồi. Thanh niên bây giờ mà không thể hiện mình thì làm sao lãnh đạo biết được, lẽ nào lãnh đạo thích dùng một kẻ tầm thường? Xã hội rất thực tế, khiến con người cũng phải vậy. Diệp Phàm cười nói. Ừ. Diệp thí chủ nói có lý lắm, thực ra nói về tài nghệ đánh cờ thì có một người mới đáng gọi là cao thủ, lão đạo so với ông ta chỉ như con suối và dòng sông. Trương Vũ Chính nói, xem ra cũng rất cao hứng. Ồ, còn có cao thủ như vậy, lẽ nào là cao thủ cấp quốc gia? Diệp Phàm làm ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt không tin, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, đoán chừng lão đạo sẽ dần dần để lộ Trương Đạo Lâm ra. Không phải. Ông ta chỉ là một người ẩn giật trốn núi non, Trương Đạo Lâm đại sư về phương diện phong thủy học thì khắp nước ta ai ai cũng biết. Trung Quốc chúng ta có 4 vị phong thủy đại sư, gọi là Nam Trương Bắc Lý Đông Ngưu Tây Trần. Trương Vũ Chính cao hứng nói, có lẽ đang coi một gã thanh niên một lúc đã công đức 10.000 tệ như Diệp Phàm là một ông vua con nào đó. Ồ, Trương Bắc Lý Đông Ngưu Tây Trần, vãn bối đúng là chưa từng nghe tới, thật là đáng chê cười, trụ trì có thể nói rõ hơn được không? Đối với mặt này vãn bối cũng rất hiếu kỳ. Diệp Phàm bộ dạng thích thú, thầm nghĩ cúng tiến 10.000 tệ, cuối cùng cũng đã lôi được Trương Đạo Lâm ra rồi. Nam Trương chính là chỉ Trương Đạo Lâm đại sư ở núi Võ Đang của chúng ta, Bắc Lý là Lý Tịnh ở Hương Sơn ở Bắc Kinh, Đông Ngưu là Ngưu Dụ Dân đại sư ở Tử Kim Sơn ở Nam Kinh, Tây Trần chính là Trần Đạo Tử đại sư ở La Sa. 4 người này được coi là tứ đại danh gia trong giới phong thủy. Nhưng 4 vị đại sư tính cách cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói là rất cổ quái. Xây nhà xây mộ xây cổng bình thường khó mà mời bọn họ được, ví dụ như Trương đại sư ở núi Võ Đang của chúng ta, rất nhiều bộ ngành trung ương muốn sửa sang cổng đều tới tìm ông ấy. Nhưng ông ấy rất ít khi ra tay, năm xưa cổng của Bộ Tài chính vốn cũng định sửa, sau đó Trương đại sư đi xem, nói là 4 phương 8 hướng đều tích tụ tài khí, sau đó Bộ Tài chính liền không sửa nữa, ha ha ha. Trương Vũ Chính rất cao hứng. Trụ trì, nói đến phong thủy, vãn bối luôn cảm thấy rất thần bí, cảm thấy họ đều là những cao nhân, không biết có thể gặp mặt Trương Đại Sư một lần, coi như không uổng chuyến đi Võ Đang lần này, ha ha. Diệp Phàm cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình. Trương Vũ Chính mỉm cười nói. Muốn gặp ông ấy cũng không khó, nhưng muốn ông ấy ra tay thì khó hơn lên trời. Trương Đại Sư cả đời không tham tiền, không ham sắc, nhưng... Trương Vũ Chính nói đến đây liền dừng lại, Diệp Phàm lại có chút sốt ruột. Sau chữ nhưng này nhất định là việc Trương Đại Sư thích. Trương Vũ Chính nếu đã có quan hệ gần gũi với Trương Đạo Lâm thì có lẽ cũng hiểu tính nết của ông ta, chỉ cần biết tính cách của ông ta, đáp ứng sở thích của ông ta thì lẽ nào ông ta còn không nghe theo sao? Trụ trì, lẽ nào sau chữ nhưng này lại là còn có điều gì? Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt chỉ có chút tò mò, nhưng không hề vội vàng. Nói đúng lắm. Trương Vũ Chính vuốt râu, lắc đầu, nói. Người trẻ tuổi, có phải cậu muốn xin Trương Đại Sư xem phong thủy cho cậu? Ha ha, trụ trì sớm đã nhìn ra rồi. Diệp Phàm sờ sờ đầu, biết là ý đồ của mình sớm đã bị trụ trì nhìn ra rồi, cũng không làm bộ nữa. Thực ra Diệp Phàm vẫn có chút cảm thán trong lòng, sắp xếp rất chu đáo rồi mà Trương trụ trì chỉ liếc một cái đã nhìn ra, đương nhiên trong lòng cũng có chút thất vọng. Thực ra Diệp Phàm cũng không nghĩ thử xem,
loại cao nhân thế ngoại như Trương Trụ chỉ kinh nghiệm vô số, sao có thể để cho một tên oát con như mình lừa được chứ? Bắc Sùng Thiếu Lâm, Nam Tôn Võ Đang, anh bạn trẻ, câu này đã nghe qua chưa? Trương Vu Chính nhấp ngụm trà, cười nói. Chương 1022, tôi là chủ tịch huyện. Đương nhiên Thiếu Lâm Võ Đang là Bắc Đầu Thái Sơn của giới võ thuật nước ta. Xã hội hiện đại, đám hậu bối đương nhiên cũng thích đại sư võ nghệ cao cường, thậm chí có thể nói là sùng bái. Giống như Taekwondo của Hàn Quốc, Judo của Nhật Bản, quyền thái sao có thể so sánh được với võ thuật của chúng ta. Diệp Phàm vừa nói tới đây thì có tiếng cười lớn từ bên ngoài truyền tới. Người này nói. Nói hay lắm, ha ha, người trẻ tuổi, nói hay lắm, Trung Quốc chúng ta là nước lớn trên thế giới, những nước nhỏ bé kia sao có thể so sánh được. Diệp Phàm quay đầu nhìn, phát hiện là một ông lão dáng vẻ khỏe mạnh, có lẽ ngoài 60 tuổi, xương gò má cao, mặc đồ thể thao, nhìn kỹ thì còn phát hiện ra là của Adidas. Diệp Phàm thầm nghĩ người này lẽ nào chính là Trương Đạo Lâm, so với tưởng tượng trong lòng mình thì khác xa quá. Vốn dĩ cho rằng Trương Đạo Lâm phải là cao nhân chốn núi non, theo lý thì phải là thanh bào bạc màu, dưới cằm có râu mới đúng. Không ngờ cao nhân mà cũng tiến bộ như vậy, cho nên Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc. Ngài là... Diệp Phàm có ý hỏi, sớm đã nhìn ra người này tuy đi chậm nhưng bước đi vững vàng, thậm chí có thể nói là trầm ổn có lực. Hơn nữa Diệp Phàm thậm chí còn mơ hồ cảm nhận thấy khí chất của cao thủ võ thuật trên người ông lão này. Trong lòng kinh ngạc, lẽ nào Trương Đạo Lâm còn là cao thủ võ thuật? Rất có khả năng, phái Võ Đang là Bắc Đầu Thái Sơn của võ thuật Trung Quốc, Trương Đạo Lâm biết đâu lại là truyền nhân của Võ Đang. Diệp Phàm đột nhiên thích thú, nếu thực sự như vậy thì Diệp Phàm tự tin là có thể hạ được Trương Đạo Lâm. Bởi vì, nói tới võ thuật Diệp Phàm cũng rất tự tin. Anh bạn trẻ, người ở trước mặt mà cậu lại không biết. Trương Vu Chính ở bên cạnh cười nói. Lẽ nào ngài chính là Trương Đạo Lâm đại sư? Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, đứng lên. Ha ha ha, Trương Đạo Lâm, không sai. Nhưng không phải là đại sư gì cả, chỉ là một người thích lang bạt mà thôi. Trương Đạo Lâm cười nói, rồi ngồi xuống ghế ở bên cạnh, nhìn Diệp Phàm một lúc rồi cũng không để ý đến, quay đầu nói với Trương Vu Chính. Chù chỉ còn muốn tự rước nhục một phen thì Đạo Lâm cũng xin hầu tiếp. Tự rước lấy nhục, cũng chưa chắc. Lần trước chỉ là thua một ván, lần này chưa biết chừng tôi gặp được quý nhân, lại được tương trợ, có thể phản công, ha ha. Trương Vu Chính cũng không chịu yếu thế, liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Anh bạn trẻ, vừa rồi nói đến võ thuật, cậu còn biết gì nữa, hãy nói hết ra, để Trương Đại Sư nghe. Võ thuật thì tôi chỉ biết Trần Vô Ba đại sư của Trần Thị Thái Cực quyền hình như rất lợi hại, cái tên Akiyama của Nhật Bản chẳng phải bị ông ấy đánh cho bò ra đất sao, thật là thích thú. Diệp Phàm cố ý làm ra vẻ ngưỡng mộ, đương nhiên là để khích tướng Trương Đạo Lâm. Quả nhiên, Trương Đạo Lâm nghe xong không hài lòng, hừ lạnh nói. Trần đại sư lợi hại, nhưng võ đang là hàng đầu trong giới võ thuật, anh bạn trẻ, cậu chỉ biết một mà không biết hai. Cái này vãn bối hiểu biết nông cạn, thật sự không biết võ đang còn có đại sư võ thuật nào. Trước kia hình như có, giống như là Trương Tam Phong, nhưng đã là chuyện quá khứ, bây giờ núi võ đang chỉ còn lại mấy ông đạo sĩ, khua đao múa côn như làm xiếc, nhưng không có thực tài. Thật không ngờ võ đang từng được coi là Bắc Đầu Thái Sơn mà cũng thành ra nông nỗi đó, thật khiến đám hậu bối đau lòng. Tuy nhiên lẽ nào núi võ đang này, như trong điện ảnh, vẫn còn có cao nhân ẩn giật hay sao? Diệp Phàm làm vẻ lãnh đạm, bộ dáng không tin, thêm vào giọng điệu châm chọc, chút nữa khiến Trương Đạo Lâm tức trợn mắt. Quát con ngu dốt, cậu biết gì chứ? Trương Đạo Lâm trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái, bất mãn hừ lạnh. Vãn bối thực sự không biết, nếu núi võ đang còn có cao thủ, sao tới giờ vãn bối vẫn chưa nghe qua? Võ lâm môn phái ở thời cổ đại rất thịnh hành, nhưng bây giờ là thời đại của súng ống đại pháo, võ thuật còn có uy lực gì nữa chứ? Chỉ cần có súng trong tay, đại sư nào mà chẳng giết được. Diệp Phàm tiếp tục châm biếm Trương Đạo Lâm, giọng điệu rất coi thường. Thịch một tiếng, chén trà trên bàn rung lên, Trương Đạo Lâm bị Diệp Phàm chọc giận, nói. Nhóc con, lão phu sẽ cho cậu biết cái gì mới gọi là quốc thuật. Xem đây, lão phu để một tay ở đây, cậu đưa hai tay ra kéo đi. Trương đại sư, ha ha, nói về phong thủy vãn bối khâm phục. Nhưng nói về vật tay thì thân thể của tôi cũng không tồi.
Vãn bối là cao thủ vật tay trong trường học, khi đó được gọi là vua vật tay, cho nên tiểu bối e rằng vật tay không cẩn thận mà làm ngài bị thương thì thật là phiền phức. Diệp Phàm cố ý liếc Trương Đạo Lâm một cái, nói. Khiến ông lão này tức suýt nghẹn, đập mạnh tay lên bàn, quát. Nào, chỉ cần thằng nhóc cậu có thể vật được tay lão phu chấp nhận một điều kiện của cậu. Đừng tưởng lão phu ngốc, lần này cậu tới chùa Thấu Nguyệt chẳng qua cũng là muốn lão phu xem phong thủy mà thôi. Nói cũng phải, vãn bối cũng có ý đó. Diệp Phàm thản nhiên cười, vươn tay ra. Đại sư sẽ không hối hận chứ. Diệp Phàm có ý liếc Trương Vu Chính một cái, cười nói. Yên tâm, Đạo Lâm rất giữ lời, anh bạn trẻ, chỉ cần cậu có thể thắng. Trương Vu Chính ở bên cạnh cười nói, lại được xem trò vui rồi, chỉ là có chút tiếc nuối, anh bạn trẻ này nhất định thất bại rồi. Kết quả đương nhiên khiến Trương Vu Chính suýt nữa thì lồi cả con ngươi ra, Trương Đạo Lâm mặt đỏ phừng phừng, Diệp Phàm dáng vẻ nhàn nhã đã vật ngã tay của Trương Đạo Lâm. Đa tạ đại sư đã nhường, ha ha. Diệp Phàm hai tay ôm quyền, khiêm tốn nói. Huynh đệ họ gì? Trương Đạo Lâm không ngờ thay đổi thái độ, thân thiết hỏi. Họ Diệp tên Phàm, đang công tác ở cục xây dựng địa khu Đức Bình, đến đây là muốn đại sư đi một chuyến, xem hộ địa thế bát quái. Diệp Phàm cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra mục đích của mình. Thật không ngờ, thật không ngờ. Trương Đạo Lâm tôi cả đời nhìn người, không ngờ lần này lại sai rồi. Ha ha ha, quen biết tiểu huynh đệ thật là cao hứng. Sau này gọi tôi là Đạo Lâm là được. Trương Đạo Lâm cười lớn, hỏi thăm tình hình thôn Đại Vũ, lại nhìn ảnh Diệp Phàm chụp rồi chợt trầm tư. Lâu sau mới nói. Cục trưởng Diệp, theo như lời cậu nói, thôn Đại Vũ thật có chút đặc biệt. Ca ngờ là 8 thôn theo địa hình bát quái, lẽ nào là sự trùng hợp? Nếu các cậu muốn căn cứ theo địa hình bát quái để xây dựng thôn mới, việc này cũng không phải không thể, nhưng cách nói thế nào rất quan trọng. Thực ra tôi cũng có chút ý tưởng, giữa thôn Đại Vũ là Hồ Nguyệt Nữ, lẽ nào không thể làm gì ở Hồ Nguyệt Nữ sao? Bát quái thêm âm dương, đó chính là bát quái đồ. Mà Hồ Nguyệt Nữ ở chính giữa, rất hợp với thuyết âm dương. Nguyệt chính là âm, còn dương đương nhiên là có cách nói rồi. Diệp Phàm cười nói. Ừ, rất tốt, thế này đi, tôi có thể đi cùng cậu một chuyến, nhìn địa hình trước rồi tính. Trương Đạo Lâm cũng có chút hứng thú. Vậy thì tốt quá, chúng ta lập tức đi, thời gian không còn nhiều, trước cuối năm tôi phải làm ra phương án quy hoạch, lãnh đạo khu vực đang chờ. Diệp Phàm nói rất chân thành. Trên đường, Trương Đạo Lâm hỏi. Cục trưởng Diệp, thân thủ của cậu rất cao, không biết tôn sư là cao nhân phương nào. Tôi cũng không rõ, sư phụ nói họ Phí, bình thường mặc bộ áo bảo xanh, rất cũ, bây giờ cũng đã đi 2 năm rồi, tôi cũng chưa gặp lại ông ấy. Diệp Phàm nói xong tả lại tướng mạo của sư phụ mình. Họ Phí, áo bào xanh. Trương Đạo Lâm lẩm bẩm lại. Không lâu sau mở mắt ra nói. Lẽ nào là Phí Phương Thành? Phí Phương Thành. Diệp Phàm nghe thấy cái tên này thì chợt chấn động, bởi hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở Bắc Kinh có nghe Kiều Viên Viên nói là sư phụ của cô, chính là Tô Lưu Phương suốt ngày nói chuyện với một bức chân dung một người đàn ông. Lẽ nào sư phụ thực sự là Phí Phương Thành, có quan hệ gì đó với Tô Lưu Phương? Đây đúng là ý trời, lẽ nào ông trời muốn mình quen với Kiều Viên Viên? Sư phụ tên là gì tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng đại sư có thể kể về chuyện của Phí Phương Thành được không? Diệp Phàm đột nhiên có hứng thú, nếu có thể biết vài chuyện về sư phụ thì thật là thú vị. Phí Phương Thành, người của Phí gia ở thủ đô, 20 tuổi đã có chút thành tựu, đạt tới quốc thuật tứ đẳng. 30 tuổi đã là quốc thuật lục đẳng cao thủ. Lúc đó ta nhận lời mời của Phí gia, thay sự phụ đi xem cổng của Phí gia, ngoài xem phong thủy, trong xem dương thuật. Lúc đó liền biết Phí Phương Thành, nhưng cũng chỉ gặp mặt một lần. Không lâu sau nghe nói Phí Phương Thành thích Tô Lưu Phương của Tô gia. Nhưng chuyện tốt khó thành, hai nhà đều không đồng ý, kết quả thế nào ta cũng không biết. Nhưng đến tận bây giờ, Phí Phương Thành và Tô Lưu Phương đều mất tích rồi. Có người nói hai người đã ra nước ngoài định cư, cũng có người nói hai người vì tình sinh hận, cái này cũng không rõ. Trương đại sư có chút cảm thán, lắc đầu. Diệp Phàm vừa quay về Đức Bình mới biết Ma Xuyên xảy ra chuyện lớn, có thể nói là kinh động toàn bộ Đức Bình. Theo Hạ Hải Vĩ nói thì sáng nay, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy là Trịnh Chí Minh đến Ma Xuyên tuyên bố việc của Chủ tịch huyện Phương Hồng Quốc mới nhậm chức.
Lúc đó trên đài chủ tịch ở nhà ăn huyện Ma Xuyên, khi trưởng ban Trịnh vừa đọc xong quyết định của ban tổ chức cán bộ địa ủy bổ nhiệm đồng chí Phương Hồng Quốc là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Ma Xuyên. Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương đột nhiên nổi điên, vọt lên sân khấu, đẩy trưởng ban Trịnh sang một bên, đoạt lấy micro la lớn, vị trí chủ tịch huyện là của tôi. Các cán bộ ở đó đều không hiểu sao cả, Liễu Mi Phương đột nhiên bỏ micro xuống, vọt tới trước mặt Túc Nhất Tiếu, lôi áo ông ta vừa cắn vừa đá, lại còn hô to, Túc Nhất Tiếu, lúc trước ông đã nói sẽ đưa tôi lên làm chủ tịch huyện Ma Xuyên. Túc Nhất Tiếu sợ tới xanh mặt, kêu lớn. Mẹ kiếp, chủ nhiệm Liễu, có phải cô điên rồi không? Chương 1023, tên Hàn Quốc quá ngông cuồng. Ai ngờ Liễu Mi Phương đột nhiên lại cầm lấy micro gào lên. Các người có biết không, tên khốn Túc Nhất Tiếu này đã cưỡng bức tôi, lúc trước tôi định đi tố cáo y rất sợ, nói là có người thân làm ở trên tỉnh, có thể giúp tôi ngồi lên ghế chủ tịch huyện Ma Xuyên, ai ngờ y là tên khốn nói mà không giữ lời, thật là khốn kiếp. Lúc đó mặt Túc Nhất Tiếu xanh lét, hô to đồ điên, tất cả cán bộ có mặt lập tức ồ lên. Trưởng ban Trịnh thực sự không thể chấp nhận được nữa, ngầm bảo Ngô Đồng gọi mấy cảnh sát tới lôi Liễu Mi Phương đi. Nhưng Liễu Mi Phương vẫn luôn mồm kêu muốn tố cáo Túc Nhất Tiếu, nói là bị y dở trò, cuối cùng ủy ban kỷ luật địa khu và cơ quan công an đành phải tiến hành điều tra. Trước mắt vẫn đang điều tra. Cuối cùng Hạ Hải Vĩ hắng giọng cười nói. Chú em, xem ông anh này sẽ chút hết cục tức cho cậu, lần này không làm cho Túc Nhất Tiếu bị chảy ra chóc phải thì chức phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này coi như không. Anh Hạ, anh nói xem việc này có phải thật không? Diệp Phàm cười hỏi. Việc này cũng khó nói, Túc Nhất Tiếu theo lý thì là người rất cẩn thận, lần này lại gặp chuyện thế này, hai người chắc chắn là có chuyện. Nhưng 7-8 phần là Liễu Mi Phương không phải bị làm nhục mà là tự nguyện. Không biết chừng Túc Nhất Tiếu còn là người bị hại, ha ha ha. Hạ Hải Vĩ cười nói. Đúng vậy, con mụ Liễu Mi Phương lẳng lơ đó không biết đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi. Nghe nói trước kia có quan hệ với phó chủ tịch địa khu Cha Kế Cương, nhưng thực sự Liễu Mi Phương cũng rất nóng bỏng. Có lẽ sau khi có quan hệ với Túc Nhất Tiếu, ông ta đã đồng ý yêu cầu gì đó của Liễu Mi Phương. Con mụ này dã tâm cũng không nhỏ, còn muốn làm chủ tịch huyện nữa. Trước mắt mới là chánh văn phòng huyện ủy, không thể nào một phát lên thẳng ghế chủ tịch huyện được. Diệp Phàm thở dài, cảm thấy người đàn bà này cũng có chút đáng thương, quá ư thèm khát quyền lực. Trưởng ban thư ký Kiều ở tỉnh ủy chắc đang sốt ruột lắm. Đương nhiên, buổi trưa Kiều Chí Hòa đích thân gọi điện cho tôi, có lẽ ông ta đã gọi điện cho Bí Thư Trang và các lãnh đạo ở địa ủy rồi. Lại cái kiểu việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không có gì. Hạ Hải Vĩ cười nói. Ừ, việc thế này có thể có mà cũng có thể chẳng là gì cả. Anh Hạ định xử lý việc này thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chú em bảo phải xử lý thế nào, trước kia Túc Nhất Tiếu không hợp với cậu, chỉ cần cậu nói một câu, nhất định sẽ khiến y không ngóc đầu lên được. Cho dù là Kiều Chí Hòa cũng chẳng làm gì chúng ta được, tôi dù sao cũng là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Cho dù Kiều Chí Hòa muốn làm gì tôi thì cũng phải xem Bí Thư Thiết Thác có đồng ý không đã. Hạ Hải Vĩ nhìn có vẻ rất thoải mái, thực ra cũng có chút lo lắng. Đập chết y, việc này để mai nói, tôi suy nghĩ một chút. Còn nữa, Liễu Mi Phương có thực sự điên hay không? Diệp Phàm hỏi, cảm thấy hôm đó khi Túc Nhất Tiêu và Vương Mị bị mấy sĩ quan quân đội truy đuổi trên đường quốc lộ, mình còn cứu y lúc đó cũng rất cảm kích. Tục ngữ nói thêm một người bạn là thêm một con đường đi, lần này nếu cứu Túc Nhất Tiếu thì có lẽ y sẽ nhớ ơn này, hơn nữa cứu y cũng coi như thể hiện thái độ với Kiều Chí Hòa. Anh Hạ, thái độ của anh thế nào? Diệp Phàm hỏi lại. Đập chết y. Hạ Hải Vĩ nói, giọng điệu rất cương quyết. Còn về Liễu Mi Phương, mụ này dường như cũng có chút thần kinh. Chúng tôi đang chuẩn bị đưa đến viện tâm thần kiểm tra, chưa biết chừng đúng là bị điên thật. Vậy cũng tốt. Diệp Phàm đáp, rồi đưa Trương Đạo Lâm tới thôn Đại Vũ. Sau khi đi xem xét một phen, Trương Đạo Lâm ngạc nhiên nói. Đúng là một nơi tốt, tuy rất hôi thối nhưng nếu các cậu có thể xử lý tốt, nơi này làm người, làm việc đều rất phát đạt. Đại sư, thời gian tới nếu công trình xây dựng thôn Đại Vũ mà khởi công thì ngài có thể giúp chúng tôi tuyên truyền một chút không, dùng thuật ngữ của ngài giới thiệu về thôn Đại Vũ. Tin rằng sức ảnh hưởng của ngài rất lớn, nói thật. Lần này tôi tới mời ngài tới cũng là vì việc này. Ngài cũng thấy đấy,
nơi này quá lộn xộn, nếu không xử lý thì không còn ra cái gì nữa. Mà kinh tế của Đức Bình cũng không tốt, không thể nào bỏ ra rất nhiều tiền xử lý chỗ này được. Cho nên phải mượn ngoại lực, cũng chính là tiền tài. Diệp Phàm chân thành nói, liếc Trương Đạo Lâm một cái, cười nói. Tôi sẽ ghi nhớ người bằng hữu là ngài, ha ha. Cục trưởng Diệp, cậu gọi tôi là đại sư, nhưng nói thật, trong mắt lão phu, cậu mới là cao nhân. Cổ ngữ nói, ẩn cư đơn giản là ẩn cư chốn núi non, ẩn cư bình thường là ẩn cư nơi đô thị, ẩn cư vĩ đại là ẩn cư giữa triều đình. Tôi chỉ có thể coi là ẩn sĩ nhỏ nhoi, còn cậu đang công tác ở cơ quan chính quyền chính là triều đình thời trước. Xem ra cục trưởng Diệp rất hợp với câu nói đó, là cao nhân thực sự. Đối với cao nhân, Trương Đạo Lâm tôi rất thích được kết giao. Đẳng cấp quốc thuật của cục trưởng Diệp có lẽ cũng không thấp, lão phu hiện nay đã đạt tới ngũ đẳng khai nguyên, đáng tiếc là, ôi! Trương Đạo Lâm đột nhiên thở dài. Đại sư có lời khó nói, nếu có thể coi tôi là bằng hữu thì xin nói, xem có thể giúp gì được không? Diệp Phàm vẻ mặt chân thành, nói. Con gái nhỏ của tôi tên là Trương Cầm, năm nay tròn 20 tôi. Vốn dĩ học ở Đại học Bắc Kinh, từ nhỏ thể chất yếu ớt, cho nên tôi đã tìm mọi cách mua các loại thuốc bổ về bồi bổ cho nó. Và đem thuật dưỡng khí truyền cho nó, nhưng năm kia nó vừa vào đại học chưa được một năm thì xảy ra một chuyện, một nữ sinh của Đại học Bắc Kinh ra ngoài buổi tối bị đám cặn bã xã hội làm nhục. Cho nên đám con cái nhà quyền quý trong trường nhân cơ hội thành lập câu lạc bộ nữ sinh phòng thân, thực ra là kêu gọi nữ sinh đi học các chiêu thức để phòng thân. Ví dụ như mấy chiêu thức rất âm độc với nam giới như là đá hạ bộ. Mấy cô bé đó biết con gái tôi có luyện võ, nên mời nó làm giáo viên. Trương Cầm cũng rất sẵn lòng làm việc này. Làm giáo viên thực ra cũng chẳng có gì. Nhưng ai ngờ không lâu sau thì có đoàn sinh viên của Đại học Seoul Hàn Quốc đến thăm Đại học Bắc Kinh. Mấy thành viên trong đoàn này thấy học viên của câu lạc bộ nữ sinh phòng thân luyện tập thì rất hứng thú, trong đó có một cô gái xinh đẹp tên là Kim Mộng Na yêu cầu tỉ thí một phen. Con gái tôi đương nhiên cũng vui vẻ gật đầu, dưới sự cổ vũ của các bạn cũng học, hai người tỉ thí một phen, Kim Mộng Na dùng taekwondo, cuối cùng bị thua một chiêu, bị con gái tôi đá vào đùi một cái. Nhưng lúc đó bởi hai cô gái đấu đến cuối cùng cũng tung hết sức ra, nên Kim Mộng Na bị con gái tôi đá trúng, đùi bị sưng lên. Nghe nói không lâu sau thì đi lại khó khăn, đi bộ cũng đau. Kim gia ở Hàn Quốc là một gia tộc lớn, một tháng sau con gái tôi đi mua sắm, đột nhiên xuất hiện một nam tử anh tuấn nhưng rất lạnh lùng. Gã này giới thiệu tên là Kim Tử Hoàn, Kim Mộng Na là em gái ruột của gã, lúc đó đòi tỉ thí. Con gái tôi không chịu, thấy gã kia bộ dạng hung dữ, có lẽ bản lĩnh cũng không tầm thường. Thấy con gái tôi liên tục lắc đầu từ chối, Kim Tử Hoàn lập tức cười điên cuồng nói. Đường đường là nước lớn mà toàn hạng yếu đuối. Nói xong định bỏ đi, con gái tôi lập tức liền chấp nhận tỉ thí. Nhưng Kim Tử Hoàn quá mạnh, con gái tôi chỉ mấy đòn đã bị thương, lúc đó còn có thể đi về. Nhưng không lâu sau thì hai chân tàn phế, không thể dụng lực. Lão Phu đã tìm mọi cách nhưng đều vô dụng, cũng đã thỉnh giáo một vài danh nhân ngành y, nhưng cũng chẳng ăn thua. Lão Phu tức giận đã sang Hàn Quốc tìm Kim Tử Hoàn đòi tỉ thí, nhưng thật xấu hổ, tôi cũng không thể chống đỡ nổi. Thật là mất mặt, lúc đó tôi còn bị gã đánh gãy cái răng cửa. Lão Phu không cam lòng, cái răng này đến nay vẫn còn khuyết. Kim Tử Hoàn lúc đó còn cười điên cuồng, nói, Trung Quốc trước kia còn tự xưng là chốn ngọa hổ tàng long, ta thấy cũng thường thôi, không thể gọi là rồng được, một con giun thì đúng hơn. Nói xong liền nghênh ngang bỏ đi. Mấy năm nay tôi đi tìm cao thủ khắp nơi, đáng tiếc là người có đẳng cấp cao hơn tôi quá khó kiếm, mà tìm thấy thì môn hạ của người ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi nghĩ, võ đang là bắt đầu thái sơn của giới quốc thuật, hẳn là có cao thủ. Nên kết giao với trụ trì Trương Vu Chính, muốn kết giao với cao thủ, thứ nhất là dương danh quốc gia, hai là tìm cách chữa cho con gái tôi. Tiếc là Trương trụ trì nói cho tôi biết, ông ta đã truyền lời của tôi lên trên. Nhưng võ đang không ai trả lời, xem ra cách này cũng không được. Mấy năm nay tôi ở võ đang, hy vọng có thể gặp được cao thủ trong truyền thuyết, đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Đạo Lâm nói đến đây, hai khóe mắt đã ươn ướt. Nguồn gốc bệnh của Trương Cầm, đại sư đã tra rõ chưa? Diệp Phàm hỏi, nhíu mày lại, cảm thấy Kim Tử Hoàn kia bản lĩnh không tầm thường, Trương Đạo Lâm ngũ đẳng còn bị gã đánh cho lăn quay, người này ít nhất cũng phải lục đẳng.
đối với cao thủ như vậy Diệp Phàm cũng không muốn vô cớ trêu chọc vào. Nhưng đối với sự ngang ngược của Kim Tử Hoàn, Diệp Phàm cũng có chút tức giận. Nghe nói là khí mạch bị tắc, một vài cao nhân phỏng đoán là có thể mời cao thủ dùng nội khí khai thông. Nhưng cao thủ có thể ép nội khí ra ít nhất cũng phải là lục đẳng, mà lục đẳng cũng chưa được, lục đẳng chỉ có thể ép ra một tia nội kinh, lực đạo chưa đủ, có lẽ phải thất bát đẳng thì mới được. Nhưng khắp Trung Quốc bây giờ có lẽ cũng tìm chẳng ra mấy người như vậy, ôi! Trương Đạo Lâm thở dài, vừa há miệng ra, đúng là thiếu mất một cái răng. Kim Tử Hoàn đẳng cấp thế nào? Diệp Phàm lại hỏi. Có lẽ là lục đẳng bậc trung. Trương Đạo Lâm hừ nói, âm thầm liếc Diệp Phàm một cái. Thế này đi, gần đây tôi rất bận, ngài đem Trương Cầm đến đây, tôi rảnh rỗi sẽ xem cho cô ấy. Nhưng hy vọng đại sư giữ bí mật, tôi không muốn mọi người đều biết việc này. Diệp Phàm nói, đột nhiên khí thế lộ ra, Trương Đạo Lâm thấy vậy, sau khi chấn kinh liền thầm mừng. Được, tôi lập tức quay về mang nó đến. Trương Đạo Lâm mừng rỡ quay người đi, xem ra vô cùng vội vàng, phong thái của đại sư biến mất hết cả. Ôi, xem ra khi người thân gặp nạn, bất cứ người nào muốn bình tĩnh cũng khó. Diệp Phàm thở dài, sau khi trở về cục liền tổ chức người quy hoạch thôn mới Đại Vũ theo bát quái phương vị. Sắp đến 5 giờ, Diệp Phàm đang định đi ăn cơm thì đột nhiên Mai Công Lượng gọi điện tới, nói. Cục trưởng Diệp, trước hết chúc mừng anh đến nhậm chức ở Đức Bình, ha ha.